không biết có đánh hay không, mà bạn mẹo tự nhiên làm thầy làm cô rồi hành mình nãy giờ. Tại sao mình như vậy, tại sao mình chấp nhận vậy được? Mình phải dừng lên chứ. Ờ, quýnh như thấy bà đi. Sao mà nằm hết vậy vậy? Ủa? Hành hạ người ta là nằm lên sao? Rồi về gia đình tôi đi. Không sao vậy? Chưa? Lên rồi, lên rồi. Là phim remix nè, nghe không? Chào chị Lê Huyền Mai Thi nha. Đã một ngày rồi ta chưa gặp nhau. Mấy chị ơi, mấy chị lên chia sẻ livestream nhiệt tình nha. Bỏ nè. Dạ. Chia sẻ livestream mạnh tay nha mấy chị ơi. Tặng bom nha, tặng bom đầu like nha. Có thông báo không? Đây được nhận thông báo không? Có hả? Yeah, hôm nay được nhận thông báo mấy chị ơi, vô đi mấy chị. Chị nào nhận được thông báo vô liền nha. Tặng cục bom xinh đẹp đầu like. Mấy chị ơi, xe like nhiệt tình cho em lên 150 view đầu tiên tặng cục bom nha mấy chị nha. Xe mạnh tay mấy chị ơi, mọi người xe cho em 2 lần trang cá nhân, 3 lần hội nhóm nha mấy chị. Đồng hồ chị có chưa? Chị lấy về mấy thi ơi. Em không về đồng hồ nữa rồi. Chào chị Mai Trang nha. Bữa nay like gì à chị? Bữa nay em like bộ nhôm nè. Rồi em like đủ thứ luôn. Chị Thảo kết bạn lại với em đi. Facebook xấu xẻ chị. Ruby rùa con hả? Anh ơi, Ruby rùa con là Facebook xấu xẻ nha. Lưu lại giúp em ấy. Ok, Ruby rùa con này. Đợi chị like xong chị kết bạn nha. Này có bom hi hi. Mấy chị xe like đi, mấy chị xe like em tặng bom nha. Xe nhiệt tình ha. Có bom là tôi buồn rầu luôn đó bà. Bà khoái được có bom của vậy bà. Mấy chị xe mạnh tay, mấy chị ơi xe like mạnh tay nha. Bộ chị đang mặc có bán, có bán luôn nha chị Du ơi. Có bán luôn. Cực rẻ luôn, cực rẻ luôn. Bộ hôm nay em mặc. Để mấy chị ở đường mấy chị coi nha. Dễ thương chưa? Hơi bị cưng, hơi bị đẹp nha. Để dành mấy bộ để về nhà. Đây về Đà Lạt mặc luôn này, hơi bị xinh á. Tết này mà làm mặc cái này cũng ấm lắm nha. Cực kỳ đẹp. Đó, quần là bo bo như vậy, cực kỳ xinh mấy chị nha. Viền như một bên như vậy. Áo dài tay mấy chị ha. Rất là dễ thương luôn. Mô đen cực kỳ ha, mô đen lắm. Chị nào ngực to to á, kéo dây khóa xuống chút xíu nữa nha. Khoe tròn vòng một luôn, xinh đẹp cực kỳ. Đó, thấy xinh chưa? Đó, bộ em mặc giá rẻ nha mấy chị. À, giá siêu rẻ luôn, áp dụng chế nào xe la chim để gần mấy chị có chất nhung nha. Đây thấy chất nhung không, đẹp cực kỳ nha, thấy chất nhung chưa, chất nhung rất là đẹp và mềm nha. Chị áp dụng chế nào xe la chim bán với giá 120, áp dụng chế nào xe la chim ha, 120k áp dụng chế nào xe la chim nha. Quá rẻ quá đẹp, thì xin luôn quay một vòng luôn ha. Đó thấy đẹp chưa, quay bị đẹp luôn. Nhiều hình nhiều họa tiết. Mấy chị xe like đi, mấy chị xe like mạnh tay lên cho em nha. Để em coi đủ chưa. 123 rồi, cố lên mấy chị ơi. Xe mạnh tay lên 150 view bắt đầu tặng bom mấy chị nha. 150 view bắt đầu tặng bom nha mấy chị. Tặng cái cục bom này nè. Tặng cái cục bom này đầu like nha, xinh đẹp luôn. Không biết trong này có bao nhiêu đồ. Có gì trong này tặng hết ha. Xe like mạnh tay mấy chị ơi, xe like mạnh tay nha. Xe mạnh tay lên mấy chị ơi, mọi người xe 2 lần trang cá nhân và ít nhất 3 lần hội nhóm giúp em nha mấy chị. Tức là chị chia sẻ 5 lần thôi. Chị chia sẻ có 5 lần thôi à. Đơn giản cực kỳ luôn. Đơn giản vô cùng luôn nha mấy chị nha. Xe like giúp em nào. Bao nhiêu lượt chia sẻ rồi? Bộ 120. Sao mốt lanh như vậy, sao mốt? Từ từ xuống mức từ từ cái nào chị kêu ghim thì ghim dùm chị nha. Phay cấm không cho chia sẻ về được quà không mua ngoài. Nhiều mà chưa được quà này kha kha kha. Diệu Bình, cuối năm em sẽ tặng quà đặc biệt cho chị Diệu Bình thân yêu nha. Sắp cuối năm rồi. Mấy chị ơi, chị nào chia sẻ rồi nhớ chấm chấm cho em biết là đã chia sẻ nha mấy chị. Chị nào chia sẻ rồi chấm đã chia sẻ giúp em và điểm danh đã chia sẻ giúp em nha. Để em tặng bom luôn mấy chị nha. Đó, lên 150 view đầu tiên em tặng trước là nha mấy chị. Lên 150 view đầu tiên nha, tặng trước cái cục này là ha mấy chị ha. Xem màn tay. Xem nhiệt tình giúp em, chị nào chia sẻ rồi chấm và ấn là đã chia sẻ nha mấy chị nha. Ấn và điểm danh là đã chia sẻ nha. Chỉ có 2 lần trang cá nhân và 3 lần hội nhóm.
Hội nhóm có 3 lần thì Facebook nó không có chặn đâu. Nhưng mấy chị là nhớ là chia sẻ vào hội nhóm nào á mà Facebook nó cho chia sẻ nha. Chứ còn mấy chị mà chia sẻ vào trong mấy cái hội nhóm mà nó chặn á, là mấy chị chia sẻ tiếp là mấy chị sẽ lại tiếp tục bị chặn. Đó, tại vì hội nhóm mà cho chia sẻ free rất là nhiều luôn. Rồi, để em xem có bao nhiêu lượt chia sẻ rồi nha mấy chị. Hôm nay tặng quà banh xác của mấy chị ha, mà đồ đẹp ngất ngây luôn nha. Giá rẻ cực kỳ, đồ đẹp mà giá cực rẻ nha mấy chị nha. Rồi sao nó không báo, nó báo tùy phay sao vậy. Hôm nay mấy chị nhận được thông báo chưa? Hôm nay nhận được thông báo chưa? Nhận được rồi báo em biết nào. Chị đã nhận được rồi, đã chia sẻ. Hello Nguyễn Phi, hello anh Trần nha. Anh Trần chia sẻ cho chị chưa? Chia sẻ lên 150 view gần đạt rồi mấy chị ơi, gần đạt 150 view rồi nha. Cố lên mấy chị, gần đạt rồi mấy chị ha. Chỉ còn 10 người nữa thôi, chỉ còn 10 view nữa thôi nha mấy chị, còn 10 view nữa thôi ha. Thấy em không chị? Thấy Nguyễn Phi nè. Vậy chị Cao Thảo chia sẻ cho em 5 lần lên cho cá nhân, nhưng mà cách 5 phút chia sẻ một lần chị nha. Cách 5 phút chia sẻ một lần chị Thảo nha. Đừng chia sẻ vội, đừng có chia sẻ một lần mà hết luôn, mà 5 phút chia sẻ cho em một lần. Rồi xong chưa mấy chị? Xong chưa? Xong chưa? Chia sẻ đã ha. Giang chia sẻ xong chưa? Để em tặng bom nè. Bao nhiêu lượt chia sẻ rồi? Chia sẻ bàn tay mấy chị ơi, chia sẻ bàn tay giúp em nha, chia sẻ bàn tay nha. Chia sẻ bàn tay, đến có bao nhiêu lượt chia sẻ rồi? Chết rồi, tụt view về làm sao mà tặng bom được đây? Tụt view rồi không tặng bom rồi mấy chị ơi. Chia sẻ bàn tay nha, hình như là bị đá ra rồi phải. Hình như là mấy chị bị đá. Chị nào bị đá vô lại giúp em nha mấy chị nha. Chị nào bị đá vô lại nha, không sao đâu, mới vô mà, mới lên like thôi. Chị nào bị đá thì vô lại liền tay mấy chị ha. Bấm vô liền luôn để tặng bom nha mấy chị. Nay không thấy thông báo về hả? Uyên Nguyên không thấy thông báo hả? Vậy mà anh kêu là được thông báo rồi. Rồi chị nào mà chia sẻ hội nhóm không được thì nhớ tham gia hội nhóm nào chia sẻ free nha. Chia sẻ free, tham gia hội nào nhóm nào chia sẻ free là sẽ chia sẻ được thôi nha mấy chị nha. Đó. Rồi mấy chị ơi, xem mảnh tay lên tặng bom nếu chị 150 view thôi là tặng bom rồi. View đang lên lại, mấy chị bị đá đang vô lại ha. Chị nào bị đá đang vô lại thì vô liền giúp em nha. Vô liền giúp em. Bị đá chị lấy mấy chị bị đá. Chị nào bị đá thì vô lại giúp em, đang vô từ từ mấy chị nha, đang vô lại rồi, đang lên lại rồi mấy chị ơi. Đang lên lại rồi ha. Rồi mau mau tay mấy chị ơi, nhanh tay này, 150 rồi 140 rồi, còn có 10 người thôi, chuẩn bị xé bom nè. Chuẩn bị xé bom tặng nha. Chuẩn bị xé bom tặng, có kiểm tra chia sẻ luôn nha mấy chị. Có kiểm tra chia sẻ luôn ha. Chị nào á mà chưa chia sẻ là không có được nhận hàng tặng đâu nha. Và một cục rất là dễ thương của ai đây? Quá ngại ha. Rồi, xé bom, wow, cục bom này bị đẹp nha, cục bom này đẹp lắm. Đây, tặng bom nha mấy chị nha, tặng bom nha. Chị áp dụng cho chế nào xe live stream thôi. Chị áp dụng chế nào xe live stream thôi nha. Dạo này phay tìm lắm, phay văng lắm. Rồi, tặng nha mấy chị yêu. Tặng nha. Wow, Tết tới nơi rồi, một em áo đen thần tài quá đẹp luôn. Một em áo đen thần tài quá đẹp, quá xuất sắc luôn mấy chị. Rồi mấy chị comment cho em mã của nó là mã tặng thần tài. Mã là tặng thần tài kèm số điện thoại đầy đủ giúp em nhé. Mã của nó là tặng thần tài kèm số điện thoại đầy đủ giúp em. Dạ yeah. Tặng thần tài kèm số điện thoại đầy đủ giúp em. Ủa? Anh lúc làm súng ở trên game có phải đâu. Tặng thần tài kèm số điện thoại đầy đủ giúp em. Ừ thì coi clip. Không chơi thì coi clip. Được chưa? Coi clip. Tặng thần tài kèm sức khỏe đầy đủ giúp em nha, tặng thần tài. Tặng cho người comment thứ 5 nha mấy chị nha. Tặng người comment thứ 5. Chị Mai Trang 1, Phương Phạm 2, Thủy Tiên 3, Trinh Chính Lý 4, Lại thì Trung Hiếu 5. Bà này má mê giỏi quá vậy. Rồi Lại thì Trung Hiếu là người comment thứ 5 ha. Tặng, ủa? Tặng cho Lại Trung Hiếu. À chết rồi, Lại Trung Hiếu chưa bị rớt quà rồi Lại Trung Hiếu ơi. Chị Thủy Tiên mới comment 3 số đuôi thôi chứ không có comment số điện thoại đầy đủ nha. Em đếm lại mấy chị ơi, chị Thủy Tiên bị sai rồi. Thủy Tiên bị sai cú pháp rồi. Mai Trang 1, Phương Phạm 2, Chính Lý 3, Lại Dung Hiếu 4 và chị Dung Lê là 5 nha. Chị Dung Lê là người comment thứ 5. Dung Lê cho em. Dung Lê là khách cũ khách mới. Dung Lê khách cũ đúng không? Khách cũ nhớ quà kèm đơn giúp em nha Dung Lê. Lại Dung Hiếu hôm nay xui rồi. Nè anh, di tặng giúp em đi. Ngồi tặng tiếp nè. Tặng tiếp một set rồi nha.
Mấy chị nhớ là chơi game thì kèm sinh thời đầy đủ giúp em mấy chị nha. Kèm ba số đuôi là mình không được tính đâu nha mấy chị. Nhớ là kèm sinh thời đầy đủ giúp em nha. Rồi set này ha mấy chị ơi, comment cho em mà của nó là mà 4.000. Mà 4.000 kèm sinh thời giúp em tặng luôn ha mấy chị. Mà 4.000, 4.000 một set nha mấy chị nha. Một set nha. Mà 4.000 kèm sinh thời giúp em. 4.000 kèm sinh thời nha. 4.000 kèm sinh thời tặng cho người comment lên thứ 6 đi. Người comment lên thứ 6 đúng cú pháp đàng hoàng nha mấy chị nha. Nhớ là đúng cú pháp giùm em nha. Sai cú pháp là em không có tính nha mấy chị nha. Nhớ là đúng cú pháp giùm em nha. Rồi mà 4.000 kèm sinh thời đầy đủ giúp em nha mấy chị. 4.000 kèm sinh thời giúp em. 4.000 kèm sinh thời giúp em tặng người comment thứ 6 nè. Người comment lên thứ 6 nha. Đồ bạn mặc giá bao nhiêu vậy? Đồ em mặc có bán mấy chị ơi. Hôm nay em sale giá rẻ luôn nha. Hàng đợt này về, hàng đợt này về là em sale giá siêu mềm cho mấy chị luôn. Là của em đang mặc giá chỉ có 120 thôi ha. Khách của em thanh em nhé. Ok chị Dung Lê nè. Để kiểm tra chị Dung Lê chia sẻ cho ha. Chị Dung Lê chưa chia sẻ liền cho em chế độ công khai nha Dung Lê nha. 4.000 tặng cái comment thứ 6 Mai Trang 1 là Dung Hiếu 2, Cao Thu Thảo 3, Nguyễn Vi 4, Thủy Tiên 5. Đấy, chị đi hôm nay comment đúng pháp nhưng mà người thứ 5 mà. Rồi, chị Phi Yến là người comment thứ 6 nha. Phi Yến, Phi Yến đuôi là 4009. Phi Yến 4009 ha. Phi Yến 4009 là người comment thứ 6 nè. Là người comment thứ 6. Rồi em lên đồ nhóm chị ơi. Rồi chị nói ôm cái bộ em đang mặc. Đây chị nói ôm cái bộ đang mặc ha. Chúc em tặng bom tiếp nha mấy chị. Bom nhiều lắm, bom được là dội với hơi bị nhiều ha. Đây, đợi một chút xíu em lên cái bộ này để nha. Tại nhiều người hỏi em bộ này quá. Em lên bộ này xong em lên bom tiếp nha. Rồi chị nói ôm cái bộ em đang mặc comment cho em mã số 1 đi mấy chị. Màu này nhóm chị hỏi tiếp bộ này bộ nhung nha. Giá 120 một bộ mấy chị ơi. Giá 120 một bộ nhung nha mấy chị. Bộ nhung giá 120 một bộ. Rồi chị nói ôm bộ này comment liền cho em mã 1 kèm sinh thoại mấy chị ha. Nhung mặc mềm đẹp mấy chị nha. Cái bộ này mặc vừa modern đi chơi. Đi chơi ok mấy chị ha, đi chơi rất là dễ thương luôn. Đẹp modern, quần quần bo ha mấy chị. Đây, quần bo cũng nhỏ, cực kỳ xinh luôn. 1m6 54 cân đổ về nha. Form này tầm 54 cân đổ về 1m6 thôi. Chị nào ưng cái màu này cứ comment mã 1 cho em nha. Đó, ưng cái màu em đang mặc, cái màu tươi sáng này cứ comment mã 1 cho em. Tươi sáng chị chung mấy chị quay một vòng ha. Tươi sáng chị chung mà rất là dễ thương ha. Rồi comment 1 kèm sinh thời cho em 120 mấy chị nha, 120. Sao móc rồi ghim cho chị cái sao móc 120 nào. Comment sai mà chị, mã 4.000 mà. Ủa mã 4.000. 4.000, bả comment 4.000 mà. Comment anh, ủa, để coi lại nha. Comment 4.000 đúng mà. 4.000 đúng nha. À, bà Phi Yến là 4.009. Vậy là món 4.000 thuộc về bà Hồng Văn Trần rồi. Phi Yến mày rất quà nha. Phi Yến mày rất quà rồi Phi Yến ơi. Người ta là 4.000 mà bà ghi là 4.009. Đây em ghim lại nè. Đây Phi Yến mày mất quà nha. Món quà là thuộc về Hồng Văn Trần ha. Chứ Phi Yến gọi quà không được á. À, chứ Phi Yến gọi quà không được luôn hả? Bọc đồ không đó. Ok. Rồi mã 1 đi chị nào, mã 1 comment mã 1 giúp em nha. Ừ, mã 1 comment mã 1 giúp em. Bà Phi Yến hôm bữa gọi không được á, em bỏ cho em bỏ đồ chưa? Nói với chị ấy. Chị Phi Yến hôm bữa là gọi chị Phi Yến không được, em bỏ rồi. Ai gọi không được em đặt tên hết rồi. Xả hết rồi. Mã 1 kèm sinh thời cho em nha mấy chị ơi. Mã 1 kèm sinh thời để đủ cho em. Mã 1 cho chị. Ok, cảm ơn Samuk này cho chị Quỳnh Trinh này. Nhỏ thì về bóp lại xí Mỹ Yến. Rồi mã 1 ai đúng. Rồi tặng trai đây. Đây Samuk. Cảm ơn Samuk nha, 120 nha. 1 1 cho đây. Em chúc mã 1 này, 1 cho Quỳnh Trinh này. Cái này quá đây. Tặng rối quá. Bỏ riêng đi để em ghi cho tặng để em. Mà 4.000 rồi tặng cho ai. Giờ đừng hỏi em, chúc mã 1 chút. Rồi 1 em chốt rồi, chúc mã 1 nha nè. Chúc mã 1 cho em nha. Mà một em chốt chị Quỳnh Trinh nè. Quỳnh Trinh cho em địa chỉ nha Quỳnh Trinh ơi. Quỳnh Trinh cho địa chỉ nha. Rồi mà một em chốt cho chị Mai Lê nè. Mà một chốt Úc xinh đẹp ha. Úc xinh đẹp 830 nè. Là 23 bộ nè. Mà một chốt cho chị Thủy Tiên 839 ha. Đấy, tặng cho Hồng Văn Trần đúng không? Dạ. Hồng Văn Trần á. Phải đúng không? Đúng. Thì em bấm nhầm. Rồi chưa? Em nói một chút chưa? Dạ chốt rồi, anh viết đi. Một Quỳnh Trinh.
một cho chị Mai Lê, Mai Lê một chú xinh đẹp, một cho chị Thủy Tiên. Đây là còn một bộ nữa. Chị Hoàng Thi Hiền. Hoàng Thi Hiền ơi, khách mới cho em. Hoàng Thi Hiền khách mới cho em thông tin địa chỉ nhé. Hoàng Thi Hiền cho em thông tin địa chỉ nhé. Cho em thông tin địa chỉ chị ha. Rồi lên tiếp với chị lên màu khác nha. Chị lên màu khác nha. Em lên màu khác nha. Em thấy chị Quỳnh Trinh chưa? Bao nhiêu tiền? Quỳnh Trinh cho em địa chỉ thông tin nha chị ơi. 120 đúng không? Dạ 120. Rồi màu tím nha. Màu tím 1m6 54 cân đổ về ok hết với chị nha. Cái lưng của nó xịn lắm. Cái lưng nó rất là đẹp với chị. Đây lưng đẹp, lưng xịn mang thoải mái cực kỳ nha. Cắm phông cũng đẹp mà thả phông cũng xinh. Rồi chị nào ôm cái màu tím này. Màu tím meo này cực kỳ dễ thương luôn. Trời ơi dễ thương quá à. Mấy bữa em chốt đầm màu xanh bông mà gửi cho em đầm màu hồng chấm đi. Sao kỳ vậy ta? Đây. Sao không thì khó người nhầm hàng lắm. Chốt mã là mã khác nhau mà. Thì sợ đây, mình chốt trên này mình chốt lộn thôi bé ơi. Sợ là chốt nhầm, chị chốt nhầm mã. Sợ là em đọc chị nghe nhầm mã, chị chốt nhầm mã, chị chụp lại cho em đi. Em sẽ chụp cái màn hình chị chốt hàng này gửi cho chị nha. Rồi màu này chị nào lấy màu này chốt liền cho em mã 2 đi chị. Chốt mã 2 cho em. Mà hai kèm số điện thoại mấy chị yêu nha. Chúc mà hai cho em. Chị mấy chị ơi, chị nào khách mới thì vui lòng cho em thông tin địa chỉ nha. Khách mới vui lòng cho em thông tin số điện thoại kèm mấy mã hàng để chốt hàng thành công. Sau đó là cho em thông tin trong vòng 2 phút nha mấy chị nha. Rồi mã 2 chốt mã 2 cho em này. Sao đứng mạng rồi ta? Mạng giờ này yếu quá à. Có chị nào bị đứng mạng không ạ? À? Yến bảo có đâu chị cho vào kiến. Số điện thoại chế Phi Yến cho em là số điện thoại thôi. Mà hai em chốt chị Hà Luna nhé. Hà về em nhận hết rồi chị. Hà Luna. Thì Yến nó gửi đâu mà nhận ta? Mà hai cho Hà Luna. Mà hai cho Hà Luna nhé. Thì Yến nó hàng về này. Cái đó để chốt sau, cái đó để kiểm tra sau để nó. Chốt rồi nên em chốt cho ai nữa vậy? Quỳnh Trinh ai nữa vậy? Trang, Trang. Úi xinh đẹp, Thủy Tiên. Rồi còn ai nữa? Hết. Đây comment này nè, em chốt. Rồi thì em chốt đi, đọc, anh chốt đi, đọc đi. Sao em thấy hết rồi, đọc đi. Chú đi, chú bảo mua đi. Nhưng mà có thông tin số điện thoại thì chị mới chốt hàng nha. Chị nào có thông tin hàng chốt. Rồi tiếp nha mấy chị. Cái đen, cái màu này hơi bị xinh luôn nha. Cái màu này cực kỳ đẹp luôn nha mấy chị nha. 1m6 54 cân ha. Đẹp chưa nè. Hơi bị xinh nha, màu này mặc hơi đen lắm. Cái họa tiết này nè. Rất là xinh nha, chỉ có 120 thôi. Màu từ nãy chế Quyên Tuấn nè. Nguyễn Tuấn cũng mã 1 và chốt 1 cho Nguyễn Tuấn luôn nha. Chốt cái bộ em đang mặc cho Nguyễn Tuấn luôn ha. Chốt mã 1 cho chị Nguyễn Tuấn luôn nha. Rồi bộ em đang cầm mã 5. Bộ đang cầm mã 5. Có túi sâu lắm nha mấy chị. Túi này mình đựng được cả điện thoại nha ha. Túi sâu lắm nha. Rất là modern luôn, đẹp. Nói chung là mờ đẹp. Quá. Hơi bị xinh. Mờ do mặn yếu rồi. Ok. Mờ là do mặn yếu rồi mấy chị ơi. Rồi màu này chị nào ơn chốt mã 5 cho em nè. Mã 5 kèm số điện thoại giúp em nha. Bộ này mặc không bị modern. Mô đen cực kỳ luôn rồi, mã 5 em xuống mã 5 nha mấy chị. Xuống mã 5 chị nào ôm cái họa tiết này comment mã 5 liền giúp em nhé. Ôm họa tiết này comment mã 5 giúp em này. Đó, ôm họa tiết này comment mã 5 giúp em này. Mã 5, mã 5, mã 5. Chốt 5 cho em, 5 kèm xin thẳng chị yếu ha. Ôi, lót không nổi rồi. Màng yếu của lót không nổi rồi. Chất liệu gì về bạn chất nhung chị ơi. Và nhung nha. Còn cái quần của nó là thun kèm với nhung nha mấy chị. Thun kèm nhung nha, ống bo thun kèm nhung ống bo. Còn đây là nhung mấy chị có 120 thôi mấy chị nhìn nè. Vài nó này em để gần mấy chị coi nha. Số 5, số 5 cho Hương Trần đuôi. Bị đẹp. Một đuôi 1522 này. 5 cho Hương Trần. Rồi, cái này là cái hết cái này nhìn quen lắm. Một cái năm nữa là hết. Hết 5 nha. 5 có 2 bộ. Chất nhung mấy chị nha, áo là áo nhung nha mấy chị. Quần là thun có nhung nha mấy chị nha. Quần là thun có nhung nha. Xịn lắm, cái này người ta bán 170-180 một bộ nha mấy chị nha. Em bán 120 thôi, mấy chị nhớ giùm em nha. Em bán chỉ có 120 thôi. Đó, đây, quần chất thun, có hai cái khóa bên hai bên. Cái túi này có khóa luôn nha. Chế Quỳnh Trinh chưa có địa chỉ nha. Quỳnh Trinh ơi, Quỳnh Trinh cho em địa chỉ cho Quỳnh Trinh. Quỳnh Trinh cho em địa chỉ trong vòng 2 phút, chưa có địa chỉ em nhường mà một cho người khác nha Quỳnh Trinh nha. Mã số, mã số 5 cho chị Bảo Oanh nè. Mã 5 cho Bảo Oanh, 1m6 54 cân đổ về mấy chị nha, tụi đẹp. Bảo Anh cho chị thêm địa chỉ luôn nha em ơi. Cái này đẹp quá. Trời ơi, này đẹp quá à. Bảo Anh này. Họ tiếng này xinh quá à. Adidas không à. Trời ơi, đẹp quá. Thì còn cái mấy chị coi bạn. Bảo Anh cho đuôi 8181 cho anh xin thêm địa chỉ luôn em nha. Bảo Anh 8181 nha. Bộ nhung nha mấy chị ơi, đẹp dạ mang luôn. Trời ơi, bộ này đẹp quá à. Comment cho em mặc 8 nha mấy chị. Bộ giống Thảo còn không? Còn một bộ Thảo đang mặc thôi, để Thảo mặc đi mấy chị.
Rồi, mà số 8, chốt số 8 cho em đúng không? Bà Quỳnh Trinh cho địa chỉ đúng không? Rồi thôi chế chốt đi, chốt bộ em ra mặt chốt mà không nha. Có chế chứ cho địa chỉ để em xả ra chốt cho chế. Rồi chốt mà không cho em nha, mà không kèm sinh thoại đẹp đẹp quá. Đẹp quá đẹp. Mà 8, mà 8 series, mà 8. Mà 8 giúp em đó chị, mà 8, mà 8 có đẹp không? Chốt mà 8 giúp em. Em thấy chị Bảo Oanh nha, 1m63. 1m63, 59kg vừa không em, không vừa được Hương Trần ơi. Không vừa được Hương Trần ơi. Thủy Tiên lấy bộ em đang mặc hả? Chốt cho Thủy Tiên bộ em đang mặc anh. Chốt Thủy Tiên bộ không em đang mặc. Bảo Oanh có địa chỉ, cảm ơn Bảo Oanh nha. Bảo Oanh có địa chỉ nè, 1m63 ngắn không chị? Huyền Lê 1m63 rồi, Huyền Lê 63 thì cũng không có ngắn đâu. Tại quần này quần bo nó còn dạng ra. Nhưng mà phải vừa với người nha. Phải vừa người, 1m6 là 54 cân. 1m63 thì có thể là 55 cân của người nha Khuyên nha. Số 6. Số 6 cho Mai Lê một bộ nha, số 6 cho Mai Lê. Chị nào lấy số 6 được mà comment số 6 giúp em, 70kg không vừa mấy chị ơi. Cái bộ này nhìn mấy chị nhìn nó nhỏ xíu rồi đúng không? Nó nhỏ xíu à. Cái bộ này chỉ có 1m6 54 cân thôi. Bộ này 1m6 54 cân thôi mấy chị nha, 70 cân hay là 60 cân không vừa đâu. Chỉ có 1m6 54 cân, 1m63 62 gì đấy thì 55 cân cũng vừa nha. Nhưng mà bộ này nó form của nó là form nhỏ nhỏ dễ thương. Cho nên chị nào to to con mặc không có được đâu nha. Rồi 6 chốt cho chị Mai Lê một bộ này. 1m63 có ngắn không? 1m63 59kg là không vừa đúng không? Không, 1m63 59kg không vừa. 1m63 không ngắn đâu. Chị Hương Trần không vừa rồi nha. 1m63 thì không ngắn nhưng mà 59kg chắc chị không vừa rồi. 59kg sợ to quá, mặt nó bị ôm quá chị. Chị nếu mà chị chịu mặc ôm thì ok, nhưng mà em sợ ôm quá nó khó chịu quá. Cờ em là đẹp rồi ha. Cờ em này đó, cờ em mà còn cái độ thoải mái á, là nhìn nó xinh rồi chị ha. Chứ còn chọc quá thì mang nó sẽ không có đẹp đâu. Rồi tiếp nha mấy chị, lên tiếp nha. Trời ơi đẹp quá à. Em bị xinh luôn á. Bộ 6 chốt cho bà Mai Lê đúng không? Bà Lê 6 không? Ai là bộ 8 chứ. Bộ đó bao nhiêu ký là vừa? 1m654 cân. Sao không thấy tiếng hả? Ủa bà Quỳnh Trinh nè. Bà Quỳnh Trinh nè, bà Quỳnh Trinh ơi, cho địa chỉ đi, không có xả hàng chốt cho người khác nha. Mà 8 cho chị Nga Đào, chị Nga Đào, Đào Anh Nga đúng không? Đúng rồi. Nga Đào, Đào Anh Nga rồi, ok, mà 8 cho chị Nga Đào luôn. Này 8 cho chị Nga Đào một bộ này. Nga Đào là Đào Anh Nga. Rồi mà 10 cho em chị ơi, mà 10 đẹp quá, mà 10 đẹp quá. Chị nào thích tông huyền bí, cực kỳ xinh luôn. Nhung nha mấy chị, chất nhung nha. Xinh cực kỳ, đẹp chưa? Bao đẹp, bao đẹp. Chúc mà 10 cho em. Mà 10 này em bao 1m6 luôn. Bao 1m6 số 3 luôn, không bao giờ ngắn. Quần không bao giờ ngắn mấy chị nha. Quần không bao giờ ngắn. Rồi comment mà 10 giúp em. Chúc mà 10 này. Một bộ mà 10 mấy chị nha, mà 10 giúp em. Form của nó đây ha mấy chị. Mặc vô nhìn người rất là nhon ha. Người rất là nhon mà đẹp. Chúc mà 10 cho em luôn, xuống mà 10 nha. Mà 10 cũng chỉ có nè, mà 10 được 2 bộ nhờ. Chúc mà 10 giúp em. Số lượng ít mấy chị, số lượng ít không có nhiều nha. Số lượng ít không có nhiều. Mà 10 luôn. Mà 10 kèm xin hỏi giúp em. Đây 10 đây. Cái bộ đấy của Quỳnh Trinh cứ cho địa chỉ là sao? Quỳnh Trinh không thấy cho địa chỉ về thôi, xả đi chốt người khác đấy. Không có thấy tiếng là ta không hiểu, không thấy tiếng. Không có thấy tiếng. Kiểu như bị nhắc tiếng tạm thời á, chốt người khác đi. Bộ Quỳnh Trinh chốt cho người khác đi. Số 10 kìa. Số 10 chốt 2 bộ. Số 10 cho Bèo Tây, số 10 cho Sa Mút. 10 cho Bèo Tây, 10 cho Sa Mút nha. Hết mà 10. Hết mà 10 mấy chị. Rồi màu này, trời ơi màu này sang quá. Màu này cực sang luôn mấy chị nha. Đó, sang chưa, sang chảnh cực đẹp. Cho nên em nói rồi, mấy bộ này cỡ tuổi nào mình cũng mang ok mấy chị ha. Từ 18 tuổi cho đến 40 tuổi, 45 tuổi mang được hết. Rất là đẹp thôi mấy chị. Cực kỳ xinh luôn. Từ 16 tuổi luôn nhé, từ 18, từ 16 tuổi cho đến 40 tuổi mình đều mang được hết. Đủ màu sắc luôn, chị nào thích mang trẻ thì mặc cái tông của nó là tông sáng nhé. Chị nào mà có tuổi một tí á, thì mình mặc với lại tông của nó là tông màu đậm hơn á. Chị Nguyệt Phạm lấy bộ em mặc kìa. Nguyệt Phạm lấy bộ mặc, bộ mặc còn không? Bộ em mặc á. Thì chốt cho chế luôn đi. Rồi, bà chốt cho em. Chốt cho em bộ này nha. Mã 11. Mã 11 cho Bảo Oanh. 11 cho Bảo Oanh. Sao nhiều? Mấy chị ơi, xe lại chị mình ta giúp em. Chị hỏi chị vừa không ạ? Ừ. Chị Bảo Oanh đó hả? Không, chị Nguyệt Phạm nữa. Nguyệt Phạm bao nhiêu cân xem biết được mà biết vừa không? Chị hỏi chị vừa không? Chị ơi, chị vừa không? Chị em bao đọc nhiêu cân? Anh này đây nè. Em đọc một cái bộ của em đây. Bộ em là mã 11.
Tự nhiên đâu mà nói em đọc cái một bên trung tâm để cho chị chốt lại một cái khách hàng không chưa 11 nghe. Cho Cao Thu Thảo, 11 chốt xinh đẹp. Ủa? Anh? 11 hồi nãy chốt cho ai vậy? Bắt đầu em thấy chốt ra nhà, em muốn chốt ai chốt đi, anh đọc rồi đấy, người ta ok rồi, thì chốt ai chốt đi. 11 chú xinh đẹp nè. 11 hồi nãy chốt cho ai nữa? Rồi tiếp nha mấy chị. Còn 11 không? Hết 11 rồi. 50kg vừa nha Nguyệt Phạm ơi, 50kg vừa nha. Mấy chị ơi, mấy chị nghe rồi, em đọc đi mấy chị. Tại vì em hơi lưu bu, em lên xuống em lấy hàng. Nhiều lúc em không đọc comment của mấy chị được á. À, số cân của số cân mà mặc được ok đẹp là 1m6 54 cân nha mấy chị nhé. Mặc được ok đẹp là 1m6 54 cân. Chị Việt Phạm 50kg. Vừa. Bộ em đang mặc và mã 11 hết rồi chị Hoa Thắng ơi. 11 là bộ màu vàng nha, 11 là bộ màu vàng này, chốt cho Út xinh đẹp và Bảo Anh nè. Bảo Anh là hết. Bảo Anh với Út thì Cao Thu Thảo chưa có rồi. Cao Thu Thảo chốt của khác giùm em nha, Cao Thu Thảo nha. Đợi em chốt để em lên bộ màu tối tối một tí cho chị Cao Thu Thảo nha. Rồi, chị nâng bộ Gucci này comment cho em Nhung nha mấy chị Nhung. Comment cho em mặc của nó mặc 15 nha. Chốt mặc 15 cho em. Bộ dây khoáng mặc 15 ha. Chốt mặc 15 cho em nè. 15 kèm số điện thoại giúp em mấy chị ha, mặc 15. Comment 15 giúp em. Mấy chị ơi, mấy chị nhớ là bộ em mặc đó là em bán hết rồi, còn bộ em đang cầm trên tay nha mấy chị nha. Đang bán bộ cầm trên tay nha, đừng có nhầm bộ đang mặc nha. Rồi comment mã 15 giúp em. 15 kèm sinh thải. Có túi hết nha mấy chị. Một bên hông là có viền nhung nha, quần ống bo. Đây mét 6 không bị ngắn. Mét 6 thì tầm 54 cân. Mét 6 thì 54 cân. Chị nào mà ôm mà thích mặc ôm thì khoảng 55 cân cũng ok. Còn 1 mét 55 là khoảng 47 cân đổ về nha. Mấy 55 là 47, 48 con đổ về. Chị Nguyệt Phạm còn đây chị Quỳnh. Còn đây chị Nguyệt Phạm ơi. Mã 15 giúp em, Gucci mã 15 nhá. Gucci mã 15. Em chốt 15 thôi mấy chị. Cầm em 15 nhiệt tình là giúp em, 15 cho bà Sa Múc nè. 15 cho Sa Múc nhá. Công chúa chị, hôm nay chị không lên công chúa Kim Thoa ơi. Hôm nay chị lên đầm đi chơi nè. Rồi chị lên bộ nhung nè. Rồi lên đủ thứ hết nhưng mà tối nay không lên công chúa nhá. Rồi 15 cho Sa Múc. 15 chốt cho Sa Múc nè. Có 120 bộ, 120k thôi mấy chị nha. Có 120k thôi. 120k được một bộ siêu đẹp luôn. Chị nào lấy 15 là chốt 15 lên giúp em nha. Em thấy Kiều Phụng như Kiều Phụng ơi. 15 cho Mai Lê ha. 15 chốt cho Mai Lê luôn. 15 cho Mai Lê nha, Mai Lê. 15 chốt cho Mai Lê luôn ha. Chốt cho Mai Lê luôn nè. Chị nào lấy 15 là comment 15 lên giúp em nha. 15 là Gucci mấy chị ha. Vui xì xì đẹp. Rồi tiếp nha. Mấy chị ơi, xe like nhiệt tình giúp em nè. Mấy chị ơi, mọi người xe giúp em 2 lần trang cá nhân nha. Và 3 lần hội nhóm giúp em ha. Đây là tông màu tối dành cho chị nào mà lớn tuổi một xíu nè. Đây là tông màu tối nha. Nói chung là bộ này là từ 18 tuổi trở lên đến 45 tuổi. Có đồng, ok. Mấy chị đang không? À, đồng em đang là em Đang em đang xỉ lô nha. Đang ra xỉ lô lấy nè. Em đang chào chị Hiền Dinh nè. Đó. Đây nha mấy chị. Cái lô em đang chắc khoảng 2 hôm nữa em mới like nha mấy chị nha. Còn em đang xỉ lô ha. Để xỉ lô xong em mới đăng, em mới like nha. Còn bộ này chị nào lấy comment cho em mà của nó mặc 20 đi. Chốt 20 cho em tông màu tối nha. Từ 18 tuổi trở lên đến 45 tuổi ok. 1m6 khoảng 55 cân. 55-54 cân đổ về mấy chị ha. Rồi chốt liền cho em mã của nó là mã số 20. 20 đúng không Nguyễn Dung? Chốt mã 20 giúp em. Bộ em mặc hết rồi mấy chị ơi. Mã 20 nha mấy chị, chốt mã 20 giúp em. Màu đen mã 20 nha. 20. Màu đen phong tối này mã 20. Đen Gucci là bộ màu đen Gucci mã 20 này. Chế nào đấy? Lấy bộ màu đen Gucci mã 20 comment cho em mã 20 nha. 1m6 là bao nhiêu cân đổ lại mặc vừa? 54-55 cân. 1m6 54-55 cân đổ lại mặc vừa nhé. 1m55 là khoảng 48 cân nha mấy chị nhá. 48-49 cân là vừa nhá. 50 cân cũng vừa luôn. 1m55 50 cân đổ về. 1m55 là 50 cân đổ về nha. Bộ em đang mặc hết rồi nha. Bộ này chị nâng bộ này comment liền cho em mà của nó là mã số 6 nha mấy chị. Chốt mã 6 cho em. Bộ này cũng siêu đẹp luôn. Bộ này đẹp giả mang luôn này mấy chị, nhìn không, chất của nó chất nhung nha. Em coi vô anh cái mạng em đổ chưa? Em đổ rồi. Thì mạng nhà mình dạo này nó bị yếu mà. Cái này nó bị gì á. Rồi, để đơn bộ này comment liền tay giúp em. Chỗ đẹp quá à. Em clear máy nó sạch rồi đúng không? Rồi, clear hết rồi. Nó mở thì không còn được chứ.
Rồi, nhiều người không coi được hả? Bị đá hả? Không phải, nó vừa mờ. Nó bị mờ nữa hả? Nó nhẹ. Cái gì ta? Em đổi màn thôi mà. Đổi rồi, mai hôm rồi. 6, 6 chốt cho chị Harry nè. 6 cho Harry nè. 6 cho Harry là hết nha. Hết 6. 6 cho Harry là hết. Mấy chị ơi, xe lai nhiệt tình nè. Mấy chị ơi, xe lai nhiệt tình giúp em nha. Xe lai mạnh tay giúp em nha. Em lên cái tông sáng giống bộ em đang mặc ha. Lên tông sáng nè. Lên tông sáng luôn. Rồi chị nói ứng cái bộ này comment liền cho em nè mấy chị. Bộ tông sáng này rất là đẹp ha. Gần giống với bộ đang mặc nha mấy chị nha. Đúng rồi, rồi. Rõ rồi hả? Ok. Để em ngồi ráng ráng đứng im một chỗ để mấy chị coi cho rõ nha. Đây, xinh chưa? Rồi cái quần thì nó giống nhau nha mấy chị, giống nhau thôi nhưng mà cái đường viền nhung này nó khác nhau nè. Áo sao thì viền quần vậy nha mấy chị nha, áo sao thì quần vậy. Harry này là khách mới cái cũ vậy. Harry ơi, Harry khách mới cái cũ với em. Khách mới thì cho chị thông tin nha. Khách cũ á thì để là ba sẽ đuôi giúp chị nha Harry nha. Rồi nhớ mấy chị ơi, nhớ cái chốt hàng giùm em. Chào chị Sơn Đình Tuyết nha. Nhớ cái chốt hàng giùm em là khách cũ thì vui lòng cho em ba số đuôi kèm mã hàng. Khách mới thì vui lòng cho em số điện thoại đầy đủ kèm mã hàng mấy chị nhé. Rồi chốt cho em mà đây là mã 22 tông sáng nha mấy chị, tông sáng hình đại bàng nhung nha mấy chị. Nhung rất là đẹp luôn. Một cái áo nhung và một cái quần áo sao thì hình quần vậy nha mấy chị. Áo sao hình quần vậy nha. Rồi comment liền cho em mã này là mã số 22 đúng chị, chốt mã 22 cho em bộ này, chốt mã 22 nha. 22 kèm số điện thoại giúp em. Mã 22. Okay. 22 kèm số điện thoại giúp em nha. 22 cho chị Hiền Dinh. 22 cho Hiền Dinh. 22 cho Hiền Dinh. 22 cho chị Hiền Dinh ha. Chị Xuân Huỳnh Tuyết chốt bộ nhung về mặt này. Chị Xuân Huỳnh Tuyết ơi, hơi bị đẹp luôn nha. 22 cho Harry. 22 cho Harry luôn. Tông sáng rất là đẹp nha mấy chị. Tông sáng đẹp cực kỳ. Tông sáng đẹp mê hồn luôn. Ấm áp lắm. 22 cho bà Mai Lê luôn nha. Trời ơi, sao mấy đứng im rồi. 22 cho Mai Lê luôn. Rồi còn chị nào lấy 22 được không ạ? Comment 22 lên liền giúp em nha. Comment 22 lên luôn nha. Rồi em lên trong tối qua. 22 cho Hà Luna còn không? 22 cho Hà Luna. Không không, bộ này nè, bộ này bộ khác. Bộ này hôm nay mấy chế dành cho chú nè. Cái này của chị giờ. Em nói 22 đây nè. Hết. Rồi cái này chị Cao Thu Thảo ơi, hồi này chú thích nè. Em chốt cho Cao Thu Thảo bộ này nha. Đây Cao Thu Thảo rồi. Còn coi thì ok giùm em đi chị nha. Chị còn coi là ok giùm em. Bộ này hồi này chị Cao Thu Thảo chưa chốt được nè. Rồi comment bộ này mã 1 cho em nha. Chị nào ông bộ này comment mã 1 giúp em. Đây áo là áo nhung với chị nha. Áo nhung đây chỗ đẹp chưa. Bộ này xuất sắc luôn. Bộ mới. Mi tây. Mi tây cái em bộ mới là bộ gì chưa? Mi tây em bộ mới là bộ gì mi tây? Bộ mới. Rồi mà 1 mà số 1 đấy đúng không? Dạ. Rồi. Mà một kem, mà một kem. Một cho chị Cao Thu Thảo, một cho Mi Tây, một cho Hiền Dinh. Một cái Cao Thu Thảo, một cho Mi Tây và một cho Hiền Dinh là hết nha. Chỉ có 120 à mấy chị ơi. Vừa rẻ vừa đẹp nha. Vừa rẻ vừa đẹp. Đây tiếp nha mấy chị. Bộ này là em đặt bên xưởng Quảng Châu mấy chị nha. Bộ này là đặt bên xưởng Quảng Châu nha. Chứ không phải giống mấy cái dòng khác. Ở xưởng ở Việt Nam nó cũng nhái một số chỗ nơi nó đã nhái rồi á. Còn chỗ này em đang ở bên xưởng Quảng Châu nha. Rồi, chị nào ơn bộ này comment liền mã mèo cho em này. Chúc mã mèo giúp em ha. Mã mèo, trời ơi mèo này đẹp quá à. Nhung này màu đen quá, nhung này nhìn trẻ trung quá luôn á. Đây, cái nhung này rất là trẻ luôn, mặc trẻ trung cực kỳ, nó gần gần giống với bộ em đang mặc ha. Chắc giữ bộ này mặc quá, dễ thương quá à. Trời, em hỏi mấy lần tại sao không trả lời vậy. Comment cho em mã mèo. Chúc mèo, mèo, mèo cho chị Hiền Dinh. Mèo cho Hiền Dinh. Mèo cho Hiền Dinh hả? Chị Hoa Thắng ơi, mã 1 em cũng hết rồi. Chị ơi, mẫu nào comment nhanh nhanh lên giúp em với nhau để chốt được liền nào. Đây, mèo cho Hiền Dinh. Mình quá đi. Chị nào mèo là comment mèo nha. 1m85-42kg mặc được không chị ơi? Được em ơi. Đẹp luôn nha chị. Trời ơi, anh đọc số ký liên tục mà sao? Em bật loa lên đi. Em hỏi thì có trả lời rồi, có báo số ký mình mặc được rồi mà em. 51kg cao 1m58 mà mèo. Chị Huyền Trang comment này, Huyền Trang nào vậy? Huyền Trang khách mới hả? Chị Thu Hương mà mèo. Anh chốt mà mèo giúp em ăn. Em ghi tên cho. Mà mèo này chốt cho Huyền Dinh một cái rồi đúng không?
Đúng rồi, mèo cho Hiền Dinh. Mèo cho Hiền Dinh và mèo còn cho một người nữa thôi. Mèo cho Liên Phạm 789. Mèo cho Hiền Dinh đến mèo cho Liên Phạm đánh hết nhé. Hiền Dinh với Liên Phạm, mình em phụ của chị Liên Phạm. Hiền Dinh với Liên Phạm đánh hết nha mấy chị. Hết mèo luôn. Ôi, thấy ai không? Thấy Diệp Nguyễn nha. Thấy Diệp Nguyễn này. Em thấy chị Diệp Nguyễn. Chị Diệp Nguyễn đây, chị Diệp Nguyễn comment sau rồi nên em hết rồi. Dạ. Thế ơi còn xỉ không? Còn xỉ nha người đẹp ơi. Cái lô công chúa em mới úp cũng xỉ luôn nha. Bà Duy thì Lan Ngọc và đồ quà mới gửi rồi nha, mới gửi xe rồi đấy nha. Lan Ngọc ơi, Lan Ngọc nhận được chưa? Ok giùm em với nha Lan Ngọc. Lan Ngọc không, mới gửi sáng chứ. Mai nó mới đi. Ủa chị Lan Ngọc mình gửi, gửi hôm qua chứ, hôm qua. Mình nó đi hôm nay rồi. Ừ, hôm nay đi nha, tới cho ông biết. Rồi chị nói cái bộ em đang cầm này, comment liền cho em mặc. Còn nó là mặc số 9 đi mấy chị ơi, số 9 đẹp cực kỳ. Đây, số 9 đẹp cực kỳ, em mà mặc áo bên trong em thay cho mấy chị coi. Rồi, nhưng mà đáng tiếc là em không mặc áo bên trong ha. Rồi chị nói cái bộ này comment số 9 cho em. Mà 9 kèm số điện thoại nha. Quá đẹp luôn mà 9 nha mấy chị. Quần là chất thun, quần nâng cao đàng hoàng mấy chị. Đó, ống bo đàng hoàng nha. Rồi 9 cho Hiền Dinh một bộ. 9 chốt cho chị Hiền Dinh một bộ nha. Đọc đi anh, ai chốt đọc đi em chốt cho. Chính cho Hiền Dinh nè. Comment chính nhanh tay mấy chị ơi, số lượng ít lắm. Kiểu mình không có mà mặc mấy chị ơi, Tết này mà mặc hơi bị đẹp nha. Đi chơi mặc hơi bị xinh. Rồi, mà chính cho em đi mấy chị, chốt mà chính cho em nha. Chính cho Hiền Dinh rồi đúng không? Đúng rồi, chính cho Mai Lê. Mai Lê. Chính cho Mai Lê, Hoa Thắng lấy mà chính không nè. Chốt mà chính nha. Chính cho bà Mai Lê nè. Chị Hoa Thắng chốt mãi không được chị Hoa Thắng, chính cho Mai Lê rồi chính tiếp mấy chị nào lấy chính comment chính nha, chắc lấy một bộ chính mặc quá chính vậy thôi đúng không? Rồi mà số 9 bao nhiêu ký vừa? 1m6 54 55 cân mấy chị ơi, 55 cân đổ về, 1m6 1m55 mới là khoảng 50 cân đổ về, 1m55 là 50 cân đổ về mấy chị nha. Số 9 đây đúng không? Dạ số 9 á, em đọc mà. Rồi, số 9 nha mấy chị, thoải mái cực kỳ, mấy chị tin em mặc thoải mái vì tại vì quần nó quần thun nó co giãn thoải mái. Áo này áo nhung nó cũng có độ co giãn nữa cho nên mấy chị yên tâm nha, áo nhung này đó. Nó có độ co giãn nữa mấy chị yên tâm, đà lắm, thích lắm. Người ta bán 180 một bộ, em rồi, có 120 thôi nha. Rồi. Ok. Rồi. Thu Hương má 9 nè. Thu Hương má 9. Diệp Quỳnh má 9 nè, còn không? Thu Hương bên anh. Anh hỏi còn không? Thu Hương Diệp Quỳnh còn. Thu Hương, Diệp Quỳnh, rồi ai nữa? Thu Hương, Diệp Quỳnh mã số 9 và Trẻ Hồng Văn Trần mã số 9 nha. Diệp Quỳnh ơi, đơn của em bên kia về rồi nha. Có gì để anh gửi lại, anh cộng tiền ship cho anh gửi lại cho em nha. Em ghi học, anh ghi Hồng Văn Trần đúng không? Thu Hương, Diệp Quỳnh, Hồng Văn Trần. Được hết rồi. Hồng Văn Trần. Được hết rồi cho anh ăn cân hết. Rồi Hồng Văn Trần với ai rồi đây? À hết rồi. Còn không? Đó còn bộ anh đang cầm đó. Rồi tiếp cho mấy chị nữa. Thu Hương, Duyệt Quỳnh em biết rồi. Hồng Văn Trần anh biết. Thu này có giống đâu. Không giống đâu. Thì ba bộ này, Thu Hương, Duyệt Quỳnh, Hồng Văn Trần. 4 bộ. Cái Hiền Dinh. Hiền Dinh, Thu Hương, Duyệt Quỳnh, Hồng Văn Trần, Hiền Dinh. Không phải, ai chốt. Ủa làm sao? Em làm ăn đối với em ơi. Em ghi rồi đúng không? Em nói thì em ghi rồi, cho em cái chị em vui thì em ghi cái vui, em không biết được, để em ghi cho. Rồi tiếp mấy chị ơi, xe live stream giúp em nha mấy chị ơi. Mọi người xe live stream giúp em nha mấy chị ơi. Xe live stream nhiệt tình nha. Xe mạnh tay giúp em nha mấy chị. Xe live stream để mua đồ giá sale nha mấy chị nha. Rồi em còn mấy mã nữa là hết rồi mấy chị. Cho nên chị nào chưa chốt được nhanh tay nha. Chỉ còn có ít bộ nữa thôi. Chỉ còn có vài bộ nữa thôi nha mấy chị. Là em hết rồi ha. Không có nhiều đâu. Đây, đợi em một xíu nè. Đây, đây nha mấy chị. Rất là đẹp luôn. Chế Thu Hương, số điện thoại đuôi là 7703. Cho em xin thêm địa chỉ luôn nha. Chị nào ông bộ này comment liền cho em mã 27. Chốt 27 kèm xin thoại giúp em. Mà 27 kèm xin thoại giúp em ha. Đây rất là dễ thương luôn. Chốt mà 27 kèm xin thoại giúp em nha. Bộ 27 mặc cực sang nha mấy chị nhé. Chốt 27 kèm xin thoại rồi. Bộ 27 em còn ít bộ nữa là hết rồi. Cho nên mấy chị nhanh tay comment nha mấy chị nhé. Nhanh tay comment mà 27 nè. Mà 27 nè. Comment 27 giúp em luôn. Mà 27. 27 em ha. Em 27 kèm xin thoại giúp em. 27 kèm xin thoại ha. Rồi em chốt từ 15. Đúng rồi. Anh có báo rồi mà
là đồ những có hai cái ngày từ 13 đến 15 là bên 57 ký vừa không không vừa 55 cân đổ về mét 6 thôi. Rồi 27 giúp em này, mã 27. Cầm men mã 27 giúp em này. Mã 27 ha. 46 tổ Thu Hương cho địa chỉ. Ok, cảm ơn Thu Hương nhé. Chị nào lấy 27 comment 27 giúp em nha. 27 rất là đẹp luôn. Còn ít phổ thôi, không còn nhiều mấy chị ha. Cho nên mấy chị comment nhiệt tình giúp em nha. Comment mạnh tay giúp em nha. Rồi 27, 27 cho Mai Lê ha. 27 cho 57 ký không vừa nha em ơi. 27 cho Mai Lê. Rồi bộ này 55 cân 46 mấy chị. Thảo ơi, thảo hàng cho Dương Ngọc Thúy chưa? Dương Ngọc Thúy, nhân viên Malo cho chị Dương Ngọc Thúy ơi. Nhân viên Malo là chốt rồi chị ha, gửi rồi chị nha. Nhân viên Malo chị rồi là gửi rồi ha. Còn nhân viên Zalo là chưa gửi nha chị. Nhưng mà như đồ Dương Ngọc Thúy không biết còn nhà không. Cái gì em hỏi nhân viên trách lại ha. Rồi bộ này, chị nâng bộ này màu trắng. Màu trắng, họa tiết u xì, rất là xinh nhá. Chị nâng bộ này comment cho em mã 28 luôn. Chốt 28 giúp em. Chốt mã 28 chị cực kỳ đẹp nha. Mã 28, 28 giúp em luôn ha. Comment mã 28 kèm số điện thoại này. 28 cực đẹp nha. 28 rất là đẹp luôn, chốt 28 chị. 120k một bộ mấy chị ơi. Chị nào lấy chốt cho em mã 28 kèm số điện thoại nè. Mã 28 kèm số điện thoại giúp em nha. Mã 28. 28 với chị Hiền Dinh nè. 28 với chị Hiền Dinh ha. 28 chốt cho chị Hiền Dinh nè. 28 cho chị Hiền Dinh. Mã 28, 28 cho Huyền Trang nè. Huyền Trang đuôi 1693 nè. Đọc cho cố vậy em. 28 đâu mà chốt nhiều vậy. 28 cho Hiền Dinh thôi, hết rồi, chưa chốt rồi cho chị Huyền nha. Chưa chốt rồi cho chị Huyền nha, chị Huyền ơi, Huyền chọn bộ khác giùm em nha Huyền nha. Rồi bộ này, chị nâng bộ này comment cho em mã của nó là mã số 29 đi mấy chị. Chốt 29 cho em kèm điện thoại nha. Chốt mã 29 kèm điện thoại giúp em. Đây, rất là dễ thương ha. Rồi mã 29 kèm điện thoại giúp em nha. Comment 29 nè, chỗ 29 đẹp quá à, tông vàng ha, tông vàng. Tiền ghi tông vàng quá xịn luôn, mấy 655 cân đổ về mấy chị nhá. Mấy 655 cân. Comment 29 giúp em. 29 nè. Chốt 29 giúp em. 29 cho chị Hiền Dinh, 29 cho Diệp Nguyễn, 29 cho Thủy Tiên. Gì vậy? Sao em chưa đọc số lượng mà em chưa chốt cái thật vậy? 29 có 2 bộ à. 29 có 2 bộ chốt cho 2 người thôi. Chốt cho 2 người đầu tiên nha mấy chị nhá. 29 còn 2 bộ là hết rồi nè. Đọc chốt rồi 29 cho em đi. Đọc chốt rồi 29 giúp em thôi. 29 cho chị Hiền Dinh với lại chị Diệp Nguyễn là hết rồi. 29 cho Hiền Dinh với Diệp Nguyễn là em hết nha chị nha. Không cần em, để số lượng em biết anh nha. Cô biết anh nha, anh đọc chốt cho mày hết rồi. Sorry mấy chị nha. 29 em chốt rồi cho 2 người đầu tiên thôi ha. Rồi em lên mặt 30 nè. 30 đẹp lắm. 30 ơi bị mô đen luôn á. Rồi chị nào lấy 30 chốt 30 cho em nè. 30 nha chị Thủy Tiên, thích 30 không em ưu tiên cho Thủy Tiên nè. Chị nào khách mới comment cho em mã số kèm số điện thoại đầy đủ để em chốt hàng nha mấy chị ơi. Comment mà 30 cho em nha. Comment đúng mã kèm số điện thoại giúp em nha, em thấy là em chốt liền nha. Đây, 30 kèm số điện thoại giúp em nha mấy chị nha, 30 giúp em. Rồi 30 đẹp lắm, 30 chỉ có một bộ thôi ha. Chị nào lấy 30 comment 30 giúp em. 30 chỉ có một bộ mấy chị ha. Rồi comment 30 giúp em. Mà 30 kèm số điện thoại nha, 30 nè, 30 một bộ thôi. Comment 30 giúp em. 30 có một bộ đúng không? Dạ đúng rồi, 30 tôi nhìn Thủy Tiên đi. Còn để Thủy Tiên đọc 30 cho chị Thủy Tiên 839. 30 ưu tiên chị Thủy Tiên nha. Thủy Tiên 839 nè. Rồi em còn ít bộ thôi mấy chị ơi, còn ít bộ thôi. Mấy chị comment nhanh tay nha. Đây bộ này cũng đẹp lắm nè. Bộ này cực kỳ dễ thương luôn. Cái màu giống 30 nhưng mà nó màu của nó là màu sáng nha mấy chị. Màu trắng, màu kem nha, màu kem á. Dạng nhung kem á, rất là dễ thương ha. Đây, nó giống mã 30 luôn nhưng mà màu của nó khác. Comment cho em mã 31. Comment mã 31 giúp em nha, 31. Comment mã 31 giúp em. Quá xinh luôn ha. Quần nó dài lắm, mấy chị nào mà cao cao không sợ ngắn đâu ha. Còn chị nào thấp cũng không sợ dài luôn. Tại vì quần của nó là quần ống bo, cực kỳ dễ mặc nha, cực kỳ dễ mặc. Rồi, comment luôn cho em nè. Đồ đẹp quá à. Quá đẹp luôn mã 31 nha mấy chị, 31. 31 kèm số điện thoại giúp em. Mã 31 nha, 31. 31 kèm số điện thoại nè. Đây 31 này, 31 kèm số điện thoại này. 31. Mã 31 cho Thu Hương. 2 này. Mã 31 cho Huyền Trang 1693. Huyền Trang để lại cho anh thêm địa chỉ em nha. Còn nữa không? Đây đúng không? Không 31 biết. Đúng rồi. Đó, 3 bộ. Không phải. Đúng rồi, Lucy. À. Còn
không? Nhầm hả? À 30 phút. Đây là gu xì rồi. Không phải 31 rồi, bỏ chốt rồi cho Thu Hương và Huyền Trang nha. 31 cho Thu Hương và Huyền Trang. Huyền Trang, cho anh xin thêm địa chỉ em nha. Đúng rồi, nói thì anh 31 này. Để Thu Hương, Huyền Trang. Rồi bộ này mà 32 cho em cũng gu xì luôn. Nhưng mà nó hơi khác ở chủ gu xì một chút xíu. Comment 32 cho em, chị nào chưa chốt được 31 comment 32. Chưa chốt được 31 comment 32, gần giống luôn nha mấy chị ơi, gần giống luôn mà chữ nó khác chữ gu xì một chút xíu thôi. Nó khác chữ gu xì một chút nha mấy chị nha, chứ còn nó y chang nhau luôn. Comment 32 cho em nha, 32. 32 là hết nè. Sao Thu Hương? À thế em không lấy 31. Ok, vậy thôi 31 nhận cho chị sau nha. 31, 31 này. 31. 32. 31 với 31 em chốt cho chị sau này, 31 cho chị. 31 cho Kim Ngân này. 31 cho Kim Ngân 6969 nha. Kim Ngân 6969 nha. Còn bộ này 32 mấy chị nha, bộ 32. 31 32 rồi 33 chứ, 33 mấy chị ơi, bộ này 33. Bộ này là mã số 33 nha. Chị nương bộ này comment mã 33 giúp em này. Đây mã 33. Ok, cái Huyền Trang có địa chỉ rồi này, cảm ơn chế nha. Đây nha mấy chị, chị nương 33 chúc 33 giúp em nha. Chất nhung nha mấy chị nha, áo nhung nha, còn quần chất phun kèm với nhung một bên ha, cực kỳ xịn luôn. Ống bo đàng hoàng mấy chị, rất là đẹp nha. Rồi 120 chị nương chúc liền cho em mặc 33. 33 giúp em, 33 còn hai bộ là hết luôn nha mấy chị. 32 là bộ này nè. 32 nè, 32 có một bộ à. 32 có một bộ cho chế Kem Phạm nè. 33 cho chị Huỳnh Thiện Nhân. 33 cho Diệp Quỳnh là hết. 33 cho Huỳnh Huỳnh Thiện Nhân. Huỳnh Thiện Nhân cho anh xin thêm địa chỉ luôn nha em ơi. Huỳnh Thiện Nhân có địa chỉ cho mà cho ba số đuôi anh. 642 nè. Cho ba số đuôi 642 nè. Huỳnh Thiện Nhân có địa chỉ chưa? Chưa có, cho em địa chỉ luôn nha Huỳnh Thiện Nhân. Rồi chị Diệp Quỳnh luôn. 33 cho Diệp Quỳnh. 33 cho Diệp Quỳnh ha. Diệp Quân nè. 33 cho Diệp Quân nè. Rồi còn một bộ 35. Còn một bộ 35 duy nhất là em hết nha. Còn đúng một bộ 35 là hết luôn nha mấy chị. Chị nào 35 chốt 35 cho em luôn này. Còn đúng một bộ 35 là hết. Chị nào chưa có chốt nhanh tay nha. Bộ 35 comment 35 cho em luôn là hết nha. Ok nha Thủy Tiên nha. Đây 35. Chị nào 35 chốt 35 luôn là hết. À 35 lên thảo chốt luôn. Hết nha mấy chị, hết hết. Cái gì vậy? 35 lên với thảo chốt luôn nha mấy chị. Quên, bán hết không có đồ về quê mặt. Thôi. Thật khăn lên chốt, rồi chốt, chốt, chốt. Có chốt không? Có chốt cho khách không? Không biết. Đứng xí mặt. Rồi lên đồ, lên bon tiếp nha mấy chị ơi, lên bon tiếp mấy chị, xe live stream giúp em nha. Xe live stream giúp em nha. Xe nhiệt tình xà bom cái đã ha. Thôi đẹp luôn á. Em tỉnh lắm mấy chị, em tỉnh lắm. Huỳnh Thiện Nhân có địa chỉ ở Thủ Đức. Cảm ơn Huỳnh Thiện Nhân nha. Ngày mai em ship hàng cho shipper giao cho chị luôn. Chị chốt hàng ha. Ngày mai nhân viên alo chốt hàng. Chị ok là mai cho shipper gửi đi luôn nha. Đâu? Khánh Hòa. Đấy, phụ mới để ra đấy. Phụ mới để ra. Rồi bom 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 giá rẻ mấy chị ơi. Áp dụng xe live stream nha. Huỳnh Thiện Nhân này em ghi rồi đúng không? Dạ Huỳnh Thiện Nhân ghi rồi. Hồi này em được bom không chị Phi Yến? Không, Phi Yến có được. Phi Yến chốt hàng comment bị sai cú pháp nên chưa có được bom nha. Không nói chế Phi Yến luôn. Là nhân viên bên em gọi, cả em gọi cái số điện thoại chế cho trên live gọi không có nghe máy. Lúc bữa trước chế nghe máy một lần rồi là đúng số của chế rồi, có gọi lại để chốt hàng đợt sau mà chế không có nghe máy nên mấy hàng đợt trước của chế là em xả trong live trước hết rồi nha chế ơi. Đồ của chế Phi Yến em xả hết rồi, tại vì gọi thì nhiều lần không bắt máy á. Em gọi 3 ngày 4 ngày liền luôn là em không được là em phải xả nha chế nha. Rồi mấy chị ơi comment mã cho em là mã 3000 kèm số điện thoại giúp em, không đồng mấy chị nha, mã 3000 không đồng. Kèm số điện thoại giúp em, mã là 3000 không đồng nha. Comment mà 3000 cho em không đồng này. 3000 kèm số điện thoại cho em không đồng nha, không đồng. Comment mà 3000 cho em là đúng rồi. Comment mà 3000 kèm số điện thoại giúp em. À không sao, cái mạng này chắc cho em xài mạng gian nên nó mới đúng. Rồi 3000 cho em đi. 3000 ha. Không đồng nha, không đồng.
cái này em chốt cho em đúng không? Thì em chốt đi, chốt mà 35 cho nó đi. Rồi mà 3.000 cho em kèm số điện thoại không đồng này. 3.000 chốt cho người comment đầu tiên, chốt cho em nha. 3.000 kèm số điện thoại này. 3.000 kèm số điện thoại đúng không? Chốt cho người đầu tiên đúng không? Dạ. Yeah. Ghê. 3.000 mấy chế ơi, mấy chế trên mini game bên em là mấy chế biết rồi nha. Chứ 3 mã số là kèm số điện thoại đầy đủ là em chốt liền. 3.000 kèm số điện thoại đầy đủ nè. Ủa, nghỉ nhanh quá, nghỉ nhanh quá. 3.000 kèm số điện thoại đầy đủ là cho chị Thủy Tiên Bảo Lộc nè. Thủy Tiên Bảo Lộc, 3.000 không đồng cho Thủy Tiên Bảo Lộc. Rồi chị nói áo len này, 29k. Comment mà 29 kèm số điện thoại giúp em. 29k chị áp dụng xe live stream thôi mấy chị nha. Áp dụng chế độ xe live stream thôi. 29k cái len cực dày cực đẹp cổ lọ luôn. 29k comment mà 29 cho em này, mà 29k em nhận được mà 29 mà chị không 29k em biết rồi, ý là đợt rồi em chưa có gửi, em có gọi để chốt đơn cho chị một mớ rồi mà chị không bắt máy nên đơn vừa rồi em bỏ em hủy hết rồi, không biết có gì nhận lộn đơn ở bên nào không. Hay em phiền cứ đặt hàng đi, ngày mai chị cho nhân viên alo chốt đơn cho phiền nha, phiền nhân em máy nha, phiền nha. Ừ, chắc phải nhớ cái máy đi. Phiền nhân em máy nha, tại vì sợ có sự nhầm lẫn gì đó. Tại vì gọi điện không bắt máy á, cho nên đơn trước là không có gửi á. Mà phiền cho phiền còn nhận được, không biết có gửi nhầm của bên nào không. Ừ. Nên phiền cứ chốt hàng đi, ngày mai chị cho nhân viên alo cho phiền nha. Để 29, họ hơn ha. 29 cho Thanh Lương nè. Còn là đơn hàng của chế Thanh Lương cho đi chế nha. Bù điện nó làm mất hàng rồi. Sorry Thanh Lương nhiều để em bù đắp cho Thanh Lương cái đơn này nha. Thanh Lương chốt hàng giùm em đi, em sẽ để ý theo dõi đơn của Thanh Lương nha. Tại vì bù điện nó cũng xin lỗi là nó làm mất rồi á, cho nên em cũng xin lỗi lại Thanh Lương nha. Rồi còn chị Phi Yến thì cứ chốt hàng để ngày mai em cho nhân viên alo cho chị Phi Yến nha. Chị Phi Yến nhớ nhấn bắt máy giùm em, chốt mà reo cho em ấy chị ơi, mà reo 59k, cái đầm reo 59k mấy chị. Chất xịn lắm mấy chị. Bom em mới bán rẻ về nha mấy chị ơi, bom lên bán rẻ nha. Chất xịn cực kỳ, xịn mà đẹp lắm. Nhưng mà bom em mới bán rẻ nha. 59k. Trời ơi, đầm đẹp vậy mà không bom không thiệt tình. Đầm đẹp vậy mà bom cực ghê á. 59k mà reo chị. Reo cho Hà Trần 630 nè. Quá cái đầm hồng công 59k nè. Đúng không? Dạ yeah. Ủa, à bà Nesby. Bà Nesby đó, bà khách từ khách sĩ của khách em á. Đây đầm hồng công xinh đẹp luôn. Mẹ ơi bao cân luôn. 3 trên lượt. Màu này tầm 1m6, 65 cân đổ về ok luôn. 60 cân đổ về ok luôn. Dạng baby doll form rộng mấy chị. Bầu bí bông kem vô tư nha. Bầu bí mắt đẹp ha mấy chị. Đây rất là dễ thương luôn ha. Đó, chị đơn cái baby doll này comment cho em mã số 20 giá là 69k. Mà 20 69k cho em. Màu này giá 120 lần mấy chị. Xả 69k. 69k mấy chị nha, 69k. Comment liền cho em mà 69 nè. Mà 69 giúp em đi. Mình rơi chết mà. Chế ơi anh Trần ơi, chế lên sau một chút nha chế ơi. Bên em ai lên trước là lên nè. Sáng có điện lại cho chế bứt hẳn chưa? Chưa. Bứt hẳn nghề, bứt hẳn đang lên. Bứt hẳn phải ép hả? Ừ. Bứt hẳn ơi, nhân viên em alo cho bứt hẳn chưa? Bứt hẳn chốt hàng đi bứt hẳn ơi. À, nhân viên em alo xin lỗi bứt hẳn chưa? Mãi gì đây? Xin lỗi ngày mai em gọi điện bắt xin lỗi nha. 20 bao nhiêu? 20 69k đúng không? Dạ đúng rồi. 20 69k cho chế Thi Kim nha. Thi Kim thì Thi Kim ở Sài Gòn đúng không ta? Quận Tư thì phải đúng không nhỉ? Thôi bữa không anh nói chuyện với anh. Cho em cái dao đi. Cho em cái kéo đi. Thôi cục khác đi, cục mày không kéo rồi. Đứng lên với cái kéo bóng chỉ ở trên nó nè. Thấy không? Với cái tới à. Rồi tiếp mấy chị ơi, tiếp nha, tiếp nha. Đồ đẹp không mà, con đồ đẹp không mà. Thi Kim, chế Thi Kim 037 69k. Rồi mẫu này, quá wow, má 20 69k cho chế Thi Kim rồi nha. Trời ơi cái đầm ghim của em, cái đầm ghim mang đông quá đẹp luôn hôm mấy chị ơi. Hôm nay áo len không em, ồ cũng tùm lum lắm chị ơi. Đây, đầm ghim mang đông quá đẹp luôn mấy chị ơi, quá đẹp luôn ha. Mấy chế nghe rõ số cân, số ký cân nặng giúp em nha. Mẫu này giá của nó 125, có 135. Màu này giá của nó là 135 mấy chị nha, 135 cái đầm này ha mấy chị. Đây, sale luôn cho mấy chị giá 99k. Chào chị Bình Nguyên nè. Lộ sặc máu luôn, 99k. Comment mà 99 kèm số điện thoại cho em này. Đây, chị 135 sale 99k nha. Ok, cảm ơn chị Bình Nguyên nha. 135 sale 99k. Eo 76 đổ về, có dây thắt eo luôn cho nên 45 cân đổ lên. Và 57 cân đổ về. Mấy chế nghe 56 chứ 56 cân đổ về. Eo 76.
em 76. 45 cân đổ lên và 56 cân đổ về. Mấy chế nghe em đọc số cân nha. Mấy gì? Eo nữa. Dạ, mà 99, 99k. 99 đúng không? Dạ, 99k. Má 9, 99k này. Má 9, 99k là cho chị Nguyệt Phạm đôi 731 nha. Nguyệt Phạm đôi 731 này. Sophia Bobodo này anh, của Sophia Bobodo về rồi. Anh nói với em này, nói mấy chế nghe kỹ số ký cân nặng, coi suốt vòng eo để chốt hàng cho nó chắc. Bởi vì bên em hàng chật rộng là bên em không có đổi nha mấy chế nha. Mấy chế thông cảm, bên em báo chiều cao này, cân nặng này, đi kèm vòng eo cho mấy chế luôn nha. Nên mấy chế nào mặc cái chốt hàng bên em nhớ cho kỹ nha. Tại vì mình thấy mặc được là hai chốt giúp em nha. Chứ chật với rộng là bên em không có đổi hàng đâu nha. Bên em chỉ bao đổi hàng hư, hàng lỗi là bên em đổi nha. Không có bao đổi hàng chật rộng mấy chế nha. Mấy chế thông cảm cho em nha. Thanh Hòa chốt đơn, chốt đơn chia sẻ, em đợi thêm đi. Hai đơn cho em luôn, chia sẻ. Bà Hòa ơi, bà cứ chia sẻ đi, cứ mỗi lần Hòa chia sẻ trên chỉ mỗi nhóm là chị tặng cho Hòa một bộ đồ free. Cái hôm vừa rồi anh Lộc cho chế Thanh Hòa được chia sẻ được 52 nhóm. À, vừa rồi là chia sẻ được 52 nhóm hả? Anh gửi cho bà Thanh Hòa đi anh. Tại vì chỉ có Thanh Hòa chia sẻ được thôi. Thanh Hòa cố gắng tối nay Thanh Hòa chia sẻ giúp chị là trên 90 nhóm đi. Là Thanh Hòa sẽ mua được một cái sản phẩm bất kỳ free nha. Cao giá của free mà thấp giá của free, bất cứ sản phẩm nào Thanh Hòa chọn của free nha. Nói chung là chia sẻ cho em ai, chia sẻ cho em từ 90 nhóm trở lên là đều được mua đồ với giá là miễn phí luôn mấy chị, miễn phí luôn ha. Đó, miễn phí một sản phẩm bất kỳ, cao giá, dù đầm công chúa hay đầm thiết kế cao cấp. Nói chung là em miễn phí một sản phẩm bất kỳ. Chị một mét 57, 50kg vừa, cái đầm đó không vừa chị ơi. Trời, chị nó eo nó 76 là chị vừa nha, chị Nguyệt Phạm mặc đẹp đó. Chị nó ưng cái áo này, comment liền cho em nè mấy chị ơi, áo kiểu này giá 89k nha. Em sale luôn, màu này hở vai và có tay mấy chị nha, có tay. Comment liền cho em mã của nó là mã 89 hả? Sale mấy chị, sale 49. Comment mã 49 cho em này, 49. Áo kiểu 49k. Comment mã 49 cho em. 49k luôn mấy chị, 49k nha. 49k, comment mã 49. Mã 49 cho em luôn. Mã 49, 49k nha mấy chị ơi. Sơ mi 75k. Sơ mi 75k sale luôn mấy chị, sale luôn 49k luôn. Comment mã sơ mi cho em luôn. Sơ mi cũng 49k. Đó, sale banh nóc luôn mấy chị ơi, hàng bom này sale banh nóc luôn. Rồi comment mã 40, comment mã sơ mi cho em, sơ mi. Mã sơ mi cũng 49k. Sơ mi cũng 49k. Trời ơi, chị này chỉ lừa quá trời áo kiểu luôn. Toàn áo kiểu đẹp không à. Bả lừa quá trời áo kiểu luôn đó mấy chị. Đây, chỗ có đầm ghim rồi nè. Wow. Đầm ghim đẹp ơi là đẹp. 135k nè mấy chị. Mã này mã 49 hả? Dạ, một cái là mã 49, còn cái là mã sơ mi. Đâu? 49k hết. 49 cái hàng mã 49 màu đỏ hả? Dạ, 49 là màu xanh. 49. 49 cho chị Hoàng Anh Đặng này. Còn má kia là má gì má? Sơ mi hả? Sơ mi cho Mai Lê này. Sơ mi cho Mai Lê. Rồi. Sơ mi cho Bình Nguyên luôn này. Sơ mi cho Bình Nguyên. Rồi màu này. Trời ơi, màu này đẹp quá à. Xuất sắc luôn. Xuất sắc. Đó mấy chị. Quá đẹp luôn ha. Xuất sắc luôn. Rồi, màu này tầm mét 6, 54 cân đổ về. 40 cân đổ lên, 54 cân đổ về. 40 cân đổ lên, 54 cân đổ về. 40 cân á, thì 1,5 m mấy chị nha. Còn 54 thì phải 1,6 m mấy chị nha. 54 phải 1,6 m. Còn 40 cân thì 1,5 m ha. Đó là chiều cao tối thiểu và chiều cao tối đa mấy chị ha. Rồi chị nào ơn mẫu này comment liền cho em mã hồng. Mã hồng sale mấy chị, sale 101 nha. Sale 101 là lụa cả mấy chục nghìn luôn á mấy chị. Đây, đầm ghim cực kỳ đẹp luôn. Em nói mấy chị mặc cái này đi tiệc cũng được mà đi làm cũng được, cực kỳ sang. Ở đây có hàng cúc ngọc nha mấy chị. Dài xuống đây rất là đẹp luôn, sang trọng vô cùng. 101 nha mấy chị yêu, 101. Rồi mã hồng cho em 101 nè. Mã hồng 101. Em được mấy cái free để em biết em lựa thêm. Một cái. À tối nay thông báo cho bà như một cái. Để tối nay chị thông báo, chị gửi các lần mà chị Lộc chia sẻ cho Hòa nhé. Rồi, Lộc hết rồi nhưng mà tại chị bu quá chị chưa bốc được á. Chưa bốc được á. Mà. Mà của nó là mã hồng. Hồng. Mã hồng. Ok. Mã hồng. Rồi bà này bà lựa toàn hàng cao cấp của em không ạ? À?
hồng. Cả má hai con là hồng, hồng hồng hồng. Trời ơi. Hồng má hồng hồng cho chị Trinh Lý nè. Hồng cho Trinh Lý. Chị Trinh Lý đuôi 5301 nè. Em nói thật, có cái cục này á, chị toàn lựa hàng cao cấp của em không, nó đẹp ngất ngây luôn mấy chị, nhìn cái đầm này. Nhìn cái đầm đúng chất lượng luôn á mấy chị. Mấy chị nhìn tay này. Dạ, giá 101. Đẹp muốn xỉu luôn mấy chị ơi, đẹp muốn xỉu luôn mấy chị. Xem livestream nhiệt tình giúp em nha, xem bàn tay với mấy chị, xem bàn tay giúp em ha. Một cái đầm công chúa quá đẹp luôn, thật sự nó xuất sắc luôn mấy chị. Để em đo eo mấy chị nha mấy chị ơi. Mua hàng bên shop em mấy chị nghe rõ vòng eo giúp em nha, mình vừa mình hàng chốt nha mấy chị. Còn mình mà không có nghe mà mình chốt đại đại á, chật rộng á, là bên em không có chịu trách nhiệm là đồ trả đâu. Cho nên mấy chị nhớ giùm em nha. Em này eo 72 nha mấy chị, 72 1m6 50 cân. Eo 72 1m6 50 cân, comment mã đỏ giùm em. Mã đỏ giá của nó là 160 mấy chị ha. Em này giá của nó 185. Đây, bom siêu 160 luôn, 160. Mã đỏ. Comment mã đỏ cho em, cái đầm công chúa này siêu sắc, mẫu này người ta bán 200. Live stream bán 200, còn shop là phải bán 400-500 mấy chị ha. Tại vì hàng nó quá cao cấp, thực sự nó quá cao cấp. Rồi comment cho em mã đỏ nha, mã đỏ. Eo 72, 1m6 50 cân. Comment mã đỏ giúp em. 1m55 hoặc 46 cân của em ha. 1m55 46 cân, bao chuẩn luôn, bao chuẩn cho mấy chị luôn ha. Đầm đỏ hôm bữa chị mới mua 250k. Ok, cảm ơn chị anh chúng to, đúng rồi. Đầm nó mua giá à giống y về luôn hả chị? Hỏi chị Ngọc Hồng có phải eo bự không? Chú Minh Nam Minh eo bự đúng không? Chị Ngọc Hồng á hả? Ừ. Ngọc Hồng như eo bự đó. Được rồi. Chị Ngọc Hồng ơi, chị eo bự đúng không chị? Eo bự thì không có chốt cái đỏ được đâu nha. Chị có chốt giùm Mai không? Chốt giùm Mai thì ok giúp em. Còn chị eo to không có mặt vừa nên em không chốt cho chị được nha. Mất con về mặt không có vừa nữa, khổ lắm. Hỏi lại giúp anh chính xác. Chị Ngọc Hồng eo của chị là eo to đúng không? Eo 76 đúng không? 15, 16 đó đúng không? Eo 15, 16 là mặt không vừa đâu nha chị nha. Ủa sao không vậy? Chị đơn có một cái đơn. Rồi, xếp này nha mấy chị. Có bán đồ bộ chị đang mặc không vậy? Chị Diễm, chị Diễm ơi, em lên trễ hết rồi. Chị Diễm lên trễ thì bán hết rồi, chị Diễm ơi. À, không, quay. Còn hai bộ. Đủ. Còn hai bộ màu đen. Bộ chị mặc còn hai bộ màu đen thì Diễm ơi, thì Diễm nói không? Lấy chốt cái mã đen đi. Ok, ok. Ngọc Hồng ok, Ngọc Hồng lấy đúng không? Ok, cho Ngọc Hồng. Ok, chốt cho Ngọc Hồng nha. Về giật là em không có đuổi đâu nha. Nói chứ. Bộ này nha chị mà màu đen nha, 120. Trời, từ đâu sót ra hai bộ đen đây. Còn sót là hai bộ đen cu xì á. Chị nào lấy đen comment mã đen cho em nha. Còn sót hai bộ đen cu xì á, comment mã đen giúp em nè. Chỗ mà đen nhiều quá không thấy kiểu phục, thấy kiểu phục mà. Thấy kiểu phục nha. Rồi bộ này nha mấy chị, bộ này sẽ ép nha. Trong cái Nguyễn Tuấn một bộ đen. Ok, dùng Nguyễn Tuấn đen. Nguyễn Tuấn đen, còn ai đen nữa không? Comment đen luôn, còn một bộ đen thôi. Còn một bộ đen là hết rồi nha. Rồi Mỹ Hương. Chị đã bộ một... này sẽ ép một bộ đen cho chế Mỹ Hương nè. Mỹ Hương luôn, hết đen. Vậy là hết luôn rồi, không còn bộ nào ấy mấy chị ơi. Hết sạch. Hết sạch luôn. Cảm ơn chị Kim To nha. Rồi chị đã cái bộ này comment liền trên mạng set 1.6. Rồi mạng set với chị, mạng set 59k. Comment mạng set giùm em nha, set sẽ ép eo 68 độ về. Eo 68 độ về mấy chị nha, sẽ ép eo 68 độ về. Comment mà set giùm em, mà set 59k. Set cho hàng trần. Set cho hàng trần set nhá. Hàng trần mặc là set là cứ vô shop nha chị nha. Lúc nào cũng có set rất là đẹp luôn. Mà không có ai dành với hàng trần hết đó. Hàng trần lấy thoải mái luôn nha. Set thì nhiều nhưng không có ai dành với hàng trần. Đó, tha hồ mà chốt luôn. Rồi, tiếp nha mấy chị. Thêm một cục bom này nha mấy chị nha. Chị xe la nhiệt tình giúp em nha mấy chị nha, xe la nhiệt tình nha. Mọi người xe giúp em hai lần cho, ít nhất là hai lần cho okay. Chị Nguyễn Phạm xin hủy cái đầm này. Nguyễn Phạm xin hả? Hồi này ai lấy cái đầm đang chốt nhiều lắm, nhưng mà giờ xa quá, mình nhớ giờ lấy chị lấy cầm lại lại. Giờ lên đi xuống mệt quá à. Cái thôi, giờ lên cho cái màu vàng đưa lên em 76. 67 á. Rồi cái set này nha mấy chị. Xin lên đó mấy chị ơi, xin chắc lên. Chắc là có chế dần nhỉ. Bà Trang lâu lâu bà mới vô mà. Lâu lâu bà mới vô. Rồi cái set này nha mấy chị yêu. Áo là áo len nè.
Cái xe này 99k. Xe này xe 99k. Xe luôn cho mấy chị 85k ha. Sao vậy anh? Bao nhiêu tiền? 59 nè. 49. 59. Rồi em này yêu của nó là 70 mấy chị nha. Xe lên này yêu 70, 85k. Xe lên yêu 70, 85k. Chị nó lấy số kem mà của nó là mà 85 luôn nha mấy chị nha. Chốt mà 85 cho em. Mà 85 nè. Chậm quá anh ơi. Mà 85. Không có cần xếp, nó không có cần xếp. Rồi 85 giúp em nha. Thúy Hương Nguyễn là chị nào vậy? Chị Thúy Hương Nguyễn khách cũ đó mà. Mít tao là tao không được, thiệt tình. Ồ sao mà khách cũ giờ này ngủ lắm mấy chị? Xếp lên. Xếp lên đúng đấy. Không? Trang lên thì được cái mất bích luôn. Cái này là cái gì? Mã xếp lên hả? Xếp lên là hai cái này hả? Mà 85. Mà 85. Xếp lên mã 85 cho chế hàng trần 878 này. Hàng trần 878. Mấy chị ơi đừng có mất tích nha mấy chị. Dạo này em bị khách cũ mà gọi điện chốt hàng xong xuôi đi hàng xong bắt đầu là hàng tới nơi á mấy chị. Gọi hoài không bắt máy. Gọi như điên luôn cũng không bắt máy. Không biết sao tự nhiên mất tích luôn, biệt tâm luôn. Facebook cũng không online luôn. Không hiểu. Không hiểu đi đâu luôn á. Tự nhiên cái mất tích luôn. Y như bị người hàng ngoài hàng bắt cóc vậy á. Kiểu mấy chế biết cái đồng nó rồi lên con cái số okay, đi. Ok ok ok. Rồi chị đâu cái xếp lên này. Xếp lên này 90k, comment mà 90 cho em nha. Mà 90. 90 1m6 52 cân đổ về mấy chị ha. 1m6 52 cân đổ về, 1m55 46 cân nha. Comment cho em mà của nó là mà 90. Chút mà 90 cho em đi. Cái này bao nhiêu tiền em nhỉ? Mà 90. 90k. Cái đó là cái gì vậy? Xếp lên hả? Xếp lên 85. Mà 85 thì xếp lên 85. Mà 90 là xếp lên 90. Mã 90 đúng không? Dạ. Yeah. 90. Chế Phương Mai này là khách cũ hay khách mới ta? Chế Phương Mai này khách mới mà chưa có số điện thoại địa chỉ em chỉ trước được. Mấy chế ơi, chế nào khách cũ thì comment cho em mã số kèm bao số đuôi điện thoại nhá. Khách mới mà chốt thì để lại cho em số điện thoại đầy đủ kèm mã hàng là em chốt được nhá. Ví dụ như chị Thúy Vi Trương này hay là chị Phương Mai là chưa chốt được hàng bên em nha. Mã 90 em chốt cho chị Hằng Trần 878 này. Tại vì chế nào khách cũ bên em mà thường chưa chốt hàng em nhớ số thì khỏi để lại số đuôi cũng được nhá. Rồi cái đầm em đang cầm mấy chị ơi. 90k. Dạ 99k. Comment cho em mã vàng. 90k đúng không? Mà 90 đúng không? Comment mã vàng cho em đi mấy chị. Mã vàng nha, 135 còn 99k. Comment mã vàng giúp em, hàng ghim rất là đẹp. Đầm dài khô gối. Yêu của nó 75 đi, 76, 75 đổ về. Mấy 6, 54 cân cho thoải mái nha. Mấy 6, 54 cân cho em cho thoải mái đi. Mặc ôm quá cũng khó chịu đúng không mấy chị? Comment liền giúp em nha. Mã vàng giúp em, mã vàng. Chúc mã vàng giúp em. Comment mã vàng ha. Đây mã vàng này. Chốt mã vàng ha, mã vàng. Mã vàng cho em luôn. Đầm vàng cho chị Nguyễn Tuấn nè. Đầm vàng cho Nguyễn Tuấn nha. Ồ, nhường lại cho chế Phương Mai mới chế nha. Chế nào khách mới á, em đọc mã lên mới chế cái comment mã số kèm số điện thoại. Và như chế Nguyễn Tuấn là chế Lưu Thi Thi là sẽ chốt đoàn được bên em nha. Đó mình chế đây là khách cũ nhé, còn khách mới kèm số điện thoại đầy đủ như chế Thúy Vi Trương á là sẽ chốt được hàng nhá. Nên là đầm vàng là em chốt cho chế Nguyễn Tuấn là em hết đầm vàng nha. Đầm vàng cho Nguyễn Tuấn hết vàng. Mấy chị xe lai nhiệt tình giúp em mấy chị nha, xe lai mạnh tay nha mấy chị yêu ơi, yêu mấy chị nhiều lắm, xe lai mạnh tay giúp em. Rồi xe lên 90k luôn, xe lên 90k luôn. Comment mã sọc giùm em, mã sọc nha mấy chị. Mã sọc xe lên này là 1m6 khoảng 50 nha. Mai chốt giao cho em luôn được không chế. Kim Ngân ở Bình Tân đúng không em? Ok nhá, để điện thoại cho anh nhá. Nếu mà ở Bình Tân là có khi ngày mai giao kịp luôn đó em nhá. Mai nhắm bảo super ra. 1m6 54 cân một chiếc len này đúng không? Lầm len hả? Cái này chân váy ôm, còn này là áo. 1m6 54 cân này nha mấy chị nha. Một em chiếc len nhá. Mã sọc. Mã sọc, cầm đi mã sọc giúp em. Bao tiền? Mã sọc 90k. Mã là mã sọc 90k này. Sọc quá đẹp, đẹp quá đẹp. Quá đẹp luôn. Wow, móc kiểu này đính đá cổ rất là đẹp nha mấy chị nha. Đính đá cổ thế này nè. Tay này rất là xinh luôn. Em ở Cần Thơ. Áo lót ha. À, Cần Thơ thì anh đi đơn thì của em thì chắc khoảng 2 đến 3 ngày là hàng tới nha. Để em làm cái những quên mất một chiều hỏi. Rồi màu này. Chị đã ơn cái áo ren. Áo ren này comment cho em áo kiểu ren mấy chị ha. Dạ. Không, no. Nó cũ rồi. Rồi comment cho em mã hồng. Mã hồng mấy chị ơi, mã hồng 79k, sale luôn giá 59k, comment mã hồng giùm em nha. Chúc mã hồng.
Má hồng má cho hồng em 59 đi chị ơi. Má sọc. Má hồng cho em. Sọc cái hát tay hành em không vừa đâu. Cái này chỉ có 54kg đổ lại thôi. 54kg nha mấy chị nha. Thế hát tay hành em không vừa đâu. Em nói thật, cái nào vừa em chốt cho. Má hồng. Thế nào lấy má sọc 1m6 54kg đổ lại thôi nhá. Eo của nó tầm 72, 74 không? Dạ. Cái con giảm về 2, 74 gì đó chứ mới đúng không? Dạ, đúng rồi. Khoảng 54, 55 cân đổ về thôi. Tại vì nó co giãn, nhưng mà nó co giãn tới mức độ nào đó thôi. Áo thì vừa nhưng mà chân váy không vừa. Áo chế HT hải năng vừa nhưng mà chân váy sẽ không vừa ha. Rồi cái dùm. Thế Minh Thư Nguyễn khách mới bên em mà chưa, cũng chưa có số điện thoại thì chị em chưa chốt được nha. Hệ mã hồng là em chốt chế cho cái nút du này. Hồng cho cái nút du. Rồi cái đầm, cái dung em đang cầm mấy chị ơi. Cái dung em đang cầm giá 79k. Dung đang cầm 79k. Bao nhiêu? Dạ 59k. Rồi cái dung đang cầm 79k. Em bao thun 1m6, 54, 55 cân đổ về ok ha. Rồi. Nhưng mà xin lỗi bao nhiêu? 59k. Đổ nó như gì. Rồi cái dung với mấy chị 79k. Dung còn dài không nhỏ. Comment cho em mà dung luôn. Dung nha, chúc mà dung giúp em. Mà dung luôn đi mấy chị, chúc mà dung ha. Thế Minh Thư Nguyễn chốt mã sau cho em nha. Mã dung cho em. Mã là dung này. 59k nữa hả? Dạ 59k mà dung. Mã dung 59k. Ủa sao để thế? Ở gì? 79k. 79k mà dung. Mã dung 79k nha. Caro chốt caro cho em. Dung 55kg mắc vừa không? Dung 55kg không vừa đâu chị ơi. Tầm 54 cân đổ về thôi. Ở 54 cân đổ về. Còn chị nào mà 1m55 mắc khoảng 50 cân ha. Mét 55 là 50 cân à, em khuyên là chị nào mặc dung thì nên dưới mét 6. Dưới khoảng đẹp nhất là khoảng 1m57, 1m56 đổ về thôi. Mình cao quá mình mặc dung sẽ không được đẹp ha. Dung cho mi tây 79k em nha. Bà mi tây mặc đẹp nha. Như bà mi tây là mặc đẹp. Rồi mà sọc, chị nào lấy sọc chút sọc cho em nè. Sọc cũng vậy nha mấy chị. Sọc này khoảng mét 6, 53 cân. Em nói mét 6 tức là phong trộn mét 6. Nhưng mà mặc dung là mấy chị nên tầm mét 57 đổ về thôi. Mấy chị nhớ cho em nha. Rồi comment mà sọc cho em. Mã sọc nha, mã sọc 1m57. 79k. Bao nhiêu? 79k, 79k. Mã sọc 79k. Em này em nhỏ mà. 1m57 chừng 50kg mắc vừa không ta? Mét 57 hả? Mét 57 50kg đúng rồi. Mét 57 50kg, mét 55 khoảng 47kg. Mét 55 khoảng 47kg. Đối với dung sọc. Mã sọc. Dung mã sọc 79k nha, 1m57 đổ lại là 50 khoảng 50kg nha. Rồi chị nói cái hồng này. Cái hồng này nha mấy chị ơi, hồng này 75k, comment mà hồng cho em, hồng 75k, comment hồng nha, hồng đẹp. Hồng này vải dày lắm, dày dặn và rất là đẹp nuôi cá mấy chị ha, màu bí màu che được luôn. Comment hồng cho em luôn. Hồng cho em luôn. Má hồng nè. Má hồng là em baby doll nuôi cá phải không? Dạ đúng rồi. Bao cân cho mấy chế luôn bao em nha. 1m6 khoảng 1m6 56 57 cân đổ lại mình mặc vẫn vừa nha, má hồng nha. Sọc cho Mai Lê nha, chốt sọc cho Mai Lê. Rồi hồng cho em luôn, mã hồng cho em luôn đằng sau. Đây mã hồng đẹp, nói chung là hồng đẹp lắm, mét 6 khoảng 50 55 56 cân đổ về, 55 đi cho thoải mái nha. 56 57 cân luôn trời. Không, tại nó không dây khóa đằng sau lưng á. Có mà. Má hồng, hồng cho chế Cherry Nguyên nè. Hồng cho Cherry Nguyên nha. Rồi em hot girl những chị, một em hot girl. Một em hot girl này tầm size S thôi, size S M nha. Đây. Cái này là hồng bao nhiêu tiền em ơi? Rồi mẫu này. Hồng hả? Hồng 75k. Rồi mã đen, chị nào lấy đen chút đen cho em, đen hot girl chị đằng sau hở lưng nha. Đằng sau hở lưng và có cục nơ như vậy những chị ha, sau hở lưng và có cục nơ rất là xinh luôn. Chị nào ông đen chút đen cho em tầm size S nha chị, mét 6 khoảng 48 cân. Mét 55 là 44, 43 cân gì đấy mấy chị ha. Đó là mét 55 nha, rồi chị nào ông đen chút mà đen cho em. Mà đen giúp em, mà đen cho bị đẹp nha mấy chị. Mà đen hot girl nha mấy chị. Hot girl mặc đẹp lắm nha, nó hộ lưng như vậy nha. Đó, giá là 59k. 59k 75. Dạ, giá 59k. Chị nào lấy hot girl, comment mã 1 cho em. Mã 1 hot girl 59k. Vải siêu đẹp luôn mấy chị, vải đẹp giả mang luôn á. 59k mà một hot girl nha. Hở lưng nha mấy chị, hở lưng cục no lưng ha. Comment mà một kem, chúc mà một luôn. Mà một nha mấy chị yêu, chúc mà một cho em nha. Mà một siêu đẹp. Ok chị Cherry Nguyên nha, để em có cò em dồn cho nha. Ken, bà Quỳnh Như khách mới cho em thông tin nha Quỳnh Như ơi. Quỳnh Như khách cũ em ơi. Quỳnh Như khách cũ hả? Dạ. Đây 59 cho Quỳnh Như. Cái đó về mặt bara cũng đẹp lắm Quỳnh Như.
Nếu mà không thích thợ lưng á, mình mặc cái bara vô em nó thật sự bao quyến rũ luôn, đẹp dã man, nhất là mặc cái bara mà lưng ở đằng sau mà dây đan với nhau á, em nó đẹp mê hồn luôn. Đó chị, nói chung là đồ hở không quan trọng, quan trọng là mình biết á, cách á, phối đồ ha. Phối với bara đẹp lắm. Rồi, cái đầm này nha chị. Đầm này siêu xinh, form dài con gối nha chị nhá. Mặc cực đẹp luôn. Đây, bệt vai như vậy nha. Mẫu bệt vai này không bao giờ mà mấy chị bị tụt cái bệt vai lên đây đâu. Tại vì nó có ống tay nhúng luôn, cho nên mấy chị mặc mãi mãi nó bệt vai như vậy rất là xinh luôn ha. Mẫu này mét 6 này 55 cân đổ về ok luôn. 55 cân đổ về ok luôn mấy chị ha. Mấy chị comment cho em mặc của nó là mặc số 8. Mặc số 8 79k, comment số 8 cho em. Số 8 79k ha. Comment số 8 cho em. Số 8 79k. Mã số 8 79k nè mấy chị ơi, mã số 8 nhá. Comment mã 8 cho em nha, mã 8 79k. Comment mã 8 cho em. Trong này bắt đầu rồi đấy. Dạ. Trong này bắt đầu chết chám hết chỗ luôn. Sao vậy? Mà quên lắm. Quên cái gì không tập trung á. Rồi màu này, màu này. Số 8 cho Mỹ Hương này. 8 cho Mỹ Hương. Rồi em này em mấy chị cực kỳ xinh luôn. Chị nào ưng em này comment liền cho em mà cô nó mà số 3. Chốt mà 3 cho em. Mà 3 cho 74 nha mấy chị nha. Mà 3 này mặc đẹp lắm nha mấy chị. Nó mềm dáng lắm. Tại vì nó là von lụa, mấy chị mặc lên người rất là mềm dáng, sắc nách cực đẹp luôn, cổ chéo sắc nách nha. Cho 74 đổ về mét 6 52 cân. 1m6 52 cân. Mã số 2 cho em. Mã số 2 giá 79k. Comment mã 2 giúp em nha. Mã số 2 79k này. Mã 2 giúp em. 79k. Ghi là chính luôn anh cho khỏi quên. Mã 2 79k. Mét 6 52 cân. Mã số 2 79k nha mấy chị ơi. Chốt mã 2 cho em. Mã 2 cho em. Quá chốt gì không ghê là sao ta? Có chốt gì không thế. À có chốt gì không thế. Mã số 2 mà cho Mai Lê. À ok. Mã số 2 cho Mai Lê nè. 2 cho Mai Lê ha. Không chung ơi chưa thấy nào. Của hai bà này thật đang nói chuyện với nhau hả? Dạ. Rồi bút nói như bà. Rồi màu này. Thôi màu kẹo nó đâu mà kệ. Rất là xinh xắn, rất là xinh đẹp ha mấy chị. Đó thì Hương vô cùng sơ mi. Chốt hàng chứ. Chứ ra ngoài kia chốt mà xe gơ đâu coi được. Nó đẹp chưa, đẹp chưa, nó đùa thôi, cứ nói chuyện thoải mái với chị ha. Rồi màu này, chị nói lấy màu này comment cho em mã số 5. Số 5 cho em. Có size 62kg không em? Size 62kg thì chị hình như là có, nhưng lâu thấy lâu thôi. Thấy kiều phụng mà em ơi. Nãy giờ thấy kiều phụng liên tục mà không thấy em chốt hàng thì làm sao em chốt đây. Số 5 giá 79k. Bộ chị mặc bao nhiêu? Bộ em mặc hết rồi mấy chị nha. Đơn số của 5 chị số đi chưa? Em này. Đơn này của chị Ngọc Hồng đi chung với chị Minamun là đi rồi nha chị. Đi rồi, ơi. Đi rồi. Đi rồi nha. Mã 5 giúp em nha, mã 5. Mã 5 giúp em. Mã 5 giúp em mấy chị ơi, mã 5 79k mấy chị, 79k mã 5 nha. Rồi chị ơi, cái này 59k, comment cho em mã 59 luôn. 59k comment mã 59 cho em đây. Chị nào hỏi đầm 62kg màu này nha. Màu này 62kg bao vừa luôn ha. Đây chốt mã 5 cho em đi. Ờ mà quên nhầm mã 59 chứ. 59k. Mã số 5. Đây đúng không? Dạ. Mã số 5 79k cho chị Thi Kim nè. Tôi 037 nè. 59k. 59k đó, 79k đó, ghi giá chưa? Rồi 59k chốt mã 59 cho em luôn. Bao vừa nhóm chị, bao vừa với chị nào mà cân nặng từ 62 cân đổ về nha. Mã số 59 nè. 59k nha mấy chị ơi. Rồi 59k. Comment nhiệt tình mấy chị ơi, comment nhiệt tình giúp em. 59 cho Mai Lê nè. 59 cho Mai Lê hả? Mấy chị mà không chốt là mấy bà xì lai em chốt hết đó mấy chị. Comment nhanh tay, tia thật là nhanh vô nha. Có coi giảm không em? Mấy chị mà tia không nhanh là mấy bà xì lai em chốt hết luôn á. Chị Minh Hòa hỏi 62kg mà hỏi cái quần đấy có coi giảm à, không? À cái đó không coi giảm chứ, cái đó là form của nó là form rồng. Giảm nó là vài von của nó là von Quảng Châu. Cho nên chị yên tâm đi, nó không coi giảm nhưng mà mặt nó không to đi, mặt rất là thoải mái. Nó là mà 59 đúng không? Có 59k, cái màu đó giá là 90k á chị. Giá của nó là 90k mà hôm nay em sale có 59k thôi là mấy chị biết sale cỡ nào rồi ha. Rồi màu này cực đẹp luôn, bo thun luôn mấy chị nha, bo thun như phần eo luôn. Đây phần eo đằng sau có bo thun luôn, cái đầm này có quần luôn nha mấy chị. Cái đầm này có quần luôn. Rồi giá 75k cho em. 75k giúp em comment mã vàng. Mã vàng này là 1m6 54 cân ok luôn, có quần mấy chị nha. 5
54 con thì eo tầm 75 đủ về á mấy chị, tại vì eo của nó co giãn thoải mái nè mấy chị thấy chưa? Đằng sau co giãn thoải mái luôn. Tầm 75 70 74 cân, 75 74 eo 75 74 đủ về ha. Comment mã vàng cho em, mã vàng 75k. Chốt vàng 75 cho em luôn. Mã vàng 75k này. Vàng 75 ha. Rồi bây giờ em bắt đầu lên hàng lô lô mới về hôm nay nha. Em xả hết bom rồi, bây giờ em về lô mới nha. Vàng cho hàng mới. Vàng cho hàng trần này. Vàng cho hàng trần 878 này, vào tiền. Em lên lô mới nha Samúc ơi, ghim lại giá cho em Samúc ơi. Em ơi 75k đúng không? Samúc hay là Hoàng Hảo ơi, ghim lại giá giúp em nha. Ghim lại giá giúp em là đây, hôm nay em về lô siêu đẹp luôn nha mấy chị. Hôm nay mình ghim giá mặt bằng chung là giá 95 nha. Còn cái nào cao giá hơn em sẽ báo, cái nào thấp giá hơn em sẽ báo mấy chị ha. Rồi ghim giá cho em là đầm set 95k nha. Chị nào ghim giá giúp em đầm set 95k nha chị ơi. Hoàng Huy, của chị Hoàng Huy này chốt hàng mấy lần rồi mà cho lại thông tin số điện thoại hả? Rồi đầm set nha mấy chị yêu, ghim giúp em là đầm set 95k nha. Đầm set 95k giúp em. Đầm set 95k. Đầm set 95k. Đây em ghim lại ha. Cảm ơn Kiều Phụng nha. Ghim một chiếc Kiều Phụng lại. Ok, đầm set 95k. Cái nào cao giá hơn em sẽ báo, cái nào thấp giá hơn em sẽ báo mấy chị yêu ha. Thanh Hoa đầm 95k. Rồi cảm ơn mấy chế thật là nhiệt tình với em, yêu lắm luôn. Nhờ một cái là giúp hết sức luôn á. Ôi bà Sơn Múc đẹp quá. Ghim bà Sơn Múc. Cảm ơn mấy chế nha. Bà Sơn Múc comment đẹp quá rồi. Chim Sơn Múc luôn. Hàm hú vậy đó. Rồi tiếp cho mấy chị yêu ơi. Màu này ha, màu đầm theo này nha mấy chị, cực kỳ đẹp luôn. Thay để em thay cái đầm ra một cái ha. Nên thay không ta? Thay ra một cái đi mấy chị, thay ra một cái cho nó có không khí ha. Cái mặt cái này hồi mấy chị hả? Rồi em 2 giây mấy chị xe live stream đi mấy chị, em tặng quà nhé. Xe live stream em tặng quà mấy chị nha. Mấy chế đang xe thôi. Mấy chế xe lại chim chú em nha. Đợi thay đồ nha mấy chế. Bán đi, phải thay. Bán đi, phải thay. Thay. Thay đây, đi đây, đúng đây. Được đúng không? Ngon rồi. Ngon rồi đúng không? Rồi ngon rồi ha. Rồi lên thôi mấy chị. Lên luôn nha. Rồi cái đầm theo em đang mặc nha mấy chị yêu ơi. Chị nào ơi cái đầm theo đang mặc comment mặc theo giúp em. Mà theo giúp em ha mấy chị ha. Comment mặc theo giúp em nè. Mà theo ha mấy chị. Ê, lạc ra rồi ta. Mà theo này có 2 chiếc mà. Rồi tí thấy bán sau đi. Rồi chị nào lấy cái theo rồi comment mà theo giúp em 95k nha. Hai dây gì lâu có vặn. Comment mà theo giúp em đi mấy chị. Thấy bí đỏ nha. Thấy bí đỏ. Thấy bí đỏ em nha. Chị nào lấy theo comment mà theo giúp em nha. Mặc khách với comment mã kèm số điện thoại đầy đủ cho em nha. Mà theo 95k nha mấy chị yêu ơi. Mà theo 95k giúp em rất là dễ thương. Màu eo của nó co giãn này. Eo co giãn này tầm 1m6 khoảng 50 mét 6 thì khoảng 50-55 cân đủ về á là ok á. Mét 6 55 cân ha. Comment mặc theo giúp em nha, mặc theo ha. Chế nào khách mới comment mã số kèm siêu tải cho em nha. Còn khách cũ cho em 3 số điện thoại để em chốt hàng nha. Nguyệt. Rồi theo 95k. Rồi mà bi đỏ giùm em nè. Màu này em có hai màu, bi đỏ và bi cam. Bi đỏ và bi đen. Bi đỏ bi đen cho em cánh tiên thôi mấy chị. Đầm cánh tiên nhúng ngực nha, rất là dễ thương luôn. Màu này 90k nha. 90k mấy chị yêu ha. Comment mặc bi đỏ cho em. Màu này có bi đỏ và bi đen nha, cực kỳ xinh luôn. Bi đỏ bi đen luôn, rất là đẹp ha. Đây bi đen đây. Bi đen chỉ có màu em thôi. Rồi chốt bi đỏ cho chị Hoàng Anh Đặng. Bi đỏ có nhiều nha. Bi đỏ Hoàng Anh Đặng. Bi đỏ cho chị Tài Yaki nè. Bi đỏ 90k cho chị Tài nè. Tài Yaki, số điện thoại đuôi 238 cho em xin thêm địa chỉ luôn nha chị ơi. Tài Yaki. Mấy chị comment bi đỏ bi đen giúp em nha chị. Đó, mấy chế nào khách mới chốt hàng cho em bi chế Tài Yaki nha. Là chế chốt được đấy nha. Bi đỏ bi đen nha, bi đỏ bi đen. Rồi bi đen nè. Co giãn lắm, mấy 6-55 cân đổ về ok hết. Tay cánh tiên nha mấy chị. Đây mấy chị nhìn cánh tiên của nó, bạn của nó bằng lớn nha. Cánh tiên rất là đẹp luôn.
Chị nhìn nó vô xinh vô, rất là xinh ha. Còn này là 90k đúng không? Dạ 90k, đỏ đen là 90k, còn cái hồng đang mặc là 95k. Cái hồng theo em đang mặc là 95k nha, comment mà theo. Màu em đang mặc comment mà theo giúp em nha. Đây, đen nè, đi đỏ với đen giúp em. Đẹp giả mang luôn á. Đẹp cực kỳ. Đẹp lắm nha, đẹp lắm nha. Thế tại Yankee cho em xin thêm địa chỉ luôn nha trời. Má bi đỏ bi đen này, thế nào là cái nào comment đó cho em nha. Anh chốt cho bà Mai chưa? Chốt rồi, Mai Lê một Mai Lê một bi đỏ. Rồi cho Mai Lê luôn ha. Mai Lê bi đỏ luôn. Mấy chị ơi, xe la nhiệt tình nha, mấy chị xe la nhiệt tình giúp em nha. Xem mảnh tay vô nha mấy chị nha, xem mảnh tay vô. Ok này, cảm ơn chế là Yankee nha. Sài Gòn chế là Sài Gòn, Mai nhớ để ý điện thoại giúp em nha. Nhân viên gọi chốt hàng khoảng từ 8 giờ đến trưa nha, là mấy vị trí chịu khó để ý điện thoại giúp em buổi sáng với nha. Cái chất này đẹp giả mang luôn mấy chị. Chất này đẹp lắm 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 luôn nha. Rồi chị đâu màu này mình mặc đi làm được luôn nha mấy chị. Màu này mặc đi làm được luôn, rất là xinh đẹp này. Đây, đẹp giả mang luôn nè mấy chị. Chị đâu màu này. Màu này em có màu đen, màu cam. Màu đen, màu cam. Chị đã lấy chút mà đen mà cam cho em nè. Mà đen mà cam giúp em nha. Hơi bị đẹp luôn. Màu này mặc đi làm hơi bị xinh nha. Chất của nó chất phun đẹp lắm. Phun xịn nha mấy chị. Chất phun xịn ha. Đây đen đây. Đó. Cam và đen cho em. Màu đi mặc em đảm bảo mấy chị là bao đẹp nha. Bao đẹp. Bao đẹp cho màu mặc chọn luôn. Đẹp từ vải cho đến form ha. Mặc đi làm hơi bị xinh. Rồi 95k thôi mấy chị ơi. Rẻ ơi là rẻ. Đẹp ơi là đẹp luôn. Cam cho Thanh Hòa này vừa đúng không? Đúng rồi, bà Thanh Hòa mặc vừa. Ok, chỗ này mặc đẹp lắm nha Thanh Hòa. Cam cho Thanh Hòa. Cái này có tính tiền không? Dạ. Cái này có tính tiền không? Cái gì bà thích chọn, nó free bà chọn. Mà bà còn như còn một cái hai cái hả? Cái này. Rồi đen. Ông đen chút đen cho em luôn. Mai em về em báo nhân viên nha. Dạ. Bà còn bao nhiêu cái phi như là phi nhà báo nhân viên nha. Okay. Đen cho Út xinh đẹp nè. Đen cho Út nè, còn cam nhé. Còn cam luôn. Còn một cái cam. Chốt cam cho em. Đen cho Út. Cam cho Dương Ngọc Thủy nè. Cam cho Dương Ngọc Thủy đen nè, đen cho Út nè. Rồi chế nào lấy đen được, comment đen cho em gần hết chị. Gần hết rồi, comment nhanh tay ha. Đen đúng không? Dạ. Đen nè. Hai cái đen. Đen cho Út rồi đúng không? Cái chị gì nào lấy đen comment đen, mặc đi làm đẹp lắm, chất nó hơi bị đẹp thì gần giống chị có chất nha. Chất thun mới đẹp lắm. Đẹp mịn mà xinh lắm ha. Có tay luôn nha. Xinh cực kỳ đằng sau. Còn cam không? Hết cam rồi. Cam em hết rồi, chế hồng con Trần ơi, chế hồng con Trần lấy đen không? Còn đen thôi mấy chị ơi, hết cam rồi. Hết cam nha mấy chị nha, hết cam. Rồi chị nào lấy chốt liền cho em luôn nha. Chốt nhanh tay cho em luôn, em xuống mã nè. Xuống mã nha, nhanh. Nhanh cả mã, nhanh xếp cùng một, nhanh xếp cùng một hàng cho em nha. Không lỡ. Cam em hết rồi, đó còn đen thôi mấy chị ơi. Mấy chị xe la nhiệt tình giúp em, mấy chị xe mặt tay vô. Tí em tặng quà, em cho bao nhiêu là chia sẻ để em tặng quà nha. Mấy chị nhớ là chị nào mà không xe hội nhóm giúp em được á, thì nhớ xe trang cá nhân giúp em nha. Xe hội nhóm không được thì xe trang cá nhân giúp em nha mấy chị nha. Cam hết rồi, Hiền Trinh lấy đen Hiền Trinh ơi. Đen đẹp lắm chị ơi. Đen đẹp mà. Đen thật thì đẹp luôn á. 382 lượt chia sẻ thôi mấy chị ơi. Hôm nay bắn banh nóc vậy mà có 382 lượt chia sẻ. Mấy chị tiếp tục chia sẻ lên giúp em nhé. Tiếp tục chia sẻ lên mấy chị ha. Bao nhiêu ký mặc vừa? Xem màn tay lên mấy chị ơi, xem màn tay lên. Dạ. Đen, cái mã đen nó là chị Cherry Nguyên mặc vừa nha. Đen là Cherry Nguyên mặc vừa. 1m6 56 cân đồ là mặc vừa hết đúng không em? Cái đen á. Em làm gì vậy? Ừ. Trời ơi, thầy không cần say đâu. Mẹ nó thò ra thì nó bé vậy. Trời ơi. Mấy chị ơi, xe livestream nha, em thay đồ nha. Xe livestream mình tay giúp em nha. Lỡ rồi. Đó lên. Rồi cái màu này là form ôm nha mấy chị. Cái màu này form ôm, màu này form mới. Màu này màu mới nha mấy chị nha. Màu này mới nha. Chị nào màu này có hai màu. Chị nào lấy cầm em mà mời cho em. Màu này tầm CSM thôi. CSM nha. Tức là tầm mét 6 khoảng 52 cân thôi ha.
À, khoan khoan, mét 6 là 50 cân thôi, mét 6 50 cân nhé. Có hai màu là màu nâu và màu hồng. Chị Nơn màu này comment liền cho em là mã số 2. Mã số 2 có hai màu nha. Form nhỏ, form này size M mặc ok ha mấy chị. Còn chị nào mà size to quá mà không vừa là mét 6 còn 48 cân đủ về. Còn 1 mét 55 á là khoảng 45 cân nhé. Comment mã 2 cái màu cho em. Hai có hai màu. Má hai kèm màu trên nha. Dạ, hai có hai màu ha. Một cái đầm mã đen cho chị Lily Huỳnh nè. Chốt hai kèm màu cho em nha mấy chị nha. Đen cho chị Cherry Nguyễn luôn này, 95 size nha chị ơi. Đen cho Lily Huỳnh và đen cho Cherry Nguyễn là em hết đen luôn nha. Rồi chị nào ơn màu em đang mặc chốt mã hai kèm màu giúp em này, mã hai kèm màu. Hai nu và hai hồng giúp em. Hai nu và hai hồng ha. Chốt hai nu và hai hồng giúp em này. Màu này form nó hơi bé một xíu nha. Cái màu này đẹp quá không? Chốt mã 2 cái màu cho em. Mã 2 là form nhỏ nha. Chị nào size M thôi. Em là tầm size L rồi em mặc hơi chọc ha. Mặc hơi ôm một xíu. Đây, còn màu vàng. Ủa này đẹp quá không? Đâu rồi mới chế chứ không nhỏ đâu rồi. Bà Trang la cũng đâu rồi ta. Chị nào nhỏ nhỏ thì chốt liền cái đầm đang mặc nha. Đầm đang mặc nhỏ quá, nhỏ xíu à. Cái mặc nó hơi ôm ha. Đây, cái mặc nó hơi ôm một chút. Chị nào không bé bé thôi. Mã 2 43kg vừa không? 43kg vừa ok em. 43kg mét 55 là đẹp luôn đấy. Không, 43kg mét rưỡi mang ok luôn. Minh Thư Nguyễn size M nhiều khi có chốt cho mình không? Bây giờ em cứ đọc mã nhớ. Mã 2 không thấy màu. không thấy chết. Xét size M là sao cái nào ta? Mã 2 kèm màu cho em nè mấy chứ ơi, em chưa thấy nè. Mã 2 kèm màu cho em nha. Mua vào hồng nha, không nhận thôi, SM thôi, ML á. Em 46 cân, mét 54 xanh, cỡ tầm xanh chị anh kim to mà không vừa đâu. Không, anh kim to không vừa, cái này size S, size M thôi, em mặc ôm mà. Đây em mặc ôm bụng nè mấy chị đó. Nó còn ôm à đâu, vàng, này. Cái máy em cầm vào vàng đúng không? À vàng. Chế Ami Huỳnh chưa có số điện thoại thì chị em chưa chốt được mà này. Mà vàng là 99k mấy chị nhá. Mà vàng là 99k. Chế nó lấy mà vàng, chút vàng cho em. Vàng 99k. Vàng 99k cho em. Ami Huỳnh không chưa chốt được này. Vàng cho chị anh kim to này vừa không? Vàng trên kim to vừa, vàng lông bao thông vừa. Mà vàng với mã trắng. Mã trắng này, 99k mấy chị nhé. Rồi chế nó lấy trắng chút, mã trắng. À mã trắng bị lỗi rồi. Cái đầm hồng đang mặc là tầm size M đổ lại mặc vừa nhé. Chế nào lấy cái đầm đang mặc á. Size M đổ lại thôi nhá. Thì comment cho mã số 2 kèm màu cho em nhé. Mã 2 kèm màu nha. Trắng bị lỗi rồi, hủy đơn. Trắng bị lỗi rồi. Hủy đổi trắng nha. Trắng bị lồi mấy chị, đầm hồng trắng vừa nhé. Không vừa nha Thanh Hà ơi, Thanh Hà. Đầm rồi. Hồng em đang mặc là tầm mét 6 khoảng 48 cân thôi. 1 mét 55 là 44 cân. Còn 1 mét rưỡi là khoảng 42 cân đổ về nha. Mấy chị trừ đi giúp em ha, mấy chị trừ đi cân nặng giúp em ha. Trừ đi giúp em nha mấy chị nha. Năm ơi nha. Mấy chị xe la chim biển thay đồ mới nha. Ừ, cái anh không có. Không, anh đang nói anh. Đây, đẹp, cái này đẹp này. Bao nhiêu ký vừa rồi? Mấy chị yêu nhỏ nhỏ như em đâu hết rồi ta. Mấy chị form bé bé đâu hết rồi. Sang la la đâu rồi? Đây nha. Có tay đẹp gọi là đẹp luôn, mỗi tuổi hơi bé. Rồi cái đầm đỏ em đang mặc mét 6 khoảng 53-52 cân đổ về. Đầm đỏ đang mặc mét 6 52 cân đổ về, đầm thiết kế mấy chị ha. Giá 99k. Comment cho em mã đỏ nha. Mã số 2 màu nu. Hai màu nu chơi. Phương Phan. Phương Phan hả? Chốt hai nu cho Phương Phan đẹp lắm. Màu này đẹp lắm nhưng mà phải vừa với người mình mặc nó mới đẹp. Hai nu cho Phương Phan này. Phương Phan số điện thoại đuôi 638 cho anh xin thêm địa chỉ em nha. Thì còn hai hồng thôi. Cái này mặc màu đi mặc công nhận đẹp thật luôn, vải cũng đẹp nữa. Nhưng mà mình phải vừa với người mình nha mấy chị. Chứ còn mặc ôm có không có đẹp đâu. Đây ha, đây hai hồng này. Đẹp lắm. Em thích lắm luôn á. Nhưng mà em mặc hơi chật. Đây, hơi bị thích luôn á mà mặc hơi chật ha. Em này form ôm ở bên dưới nha. Đây hai hồng này. Tầm 1m55 khoảng 45 cân thôi. Còn 1m rưỡi thì khoảng 42 cân thôi ha. Lấy bao nhiêu? 95k. Dạ, 95k. 95k. Rồi đầm em đang mặc 99k, comment mã đỏ giúp em. Đầm đang mặc mã đỏ, đầm ren nha mấy chị, mã đỏ, đầm ren 99k, comment mã đỏ giúp em. Mã đỏ nha mấy chị yêu, mã đỏ.
chút đỏ kim luôn. Xem mẫu này, trời ơi. Một cái yến. Một cái yến siêu lung linh. Cho mình xem màu nu đấy. Này, cho Phương Phan xem màu nu để bà biết chắc chắn là được màu nào. Có đồ 68kg không nha. Đồ 68kg, hôm nay chắc không có. Chắc không có chị ơi. Cho bà Phương Phan xem lại cái màu đó. Dạ dạ. Chị nói màu này, chị nói cái yếm này chốt màu yếm cho em. Màu yếm, màu yếm 99k chị ha, yếm 4 em chị mặc. Em nói với chị mặc cái này cả đời không bao giờ hơn. Cái này cả đời không bao giờ hơn mới chị vài cục xịt luôn. Yếm cho hàng trần này. Rồi yếm cho hàng trần, cái này xịn già mang luôn mà cả đời không hư luôn á mấy chị. Đây, yếm cho hàng trần ha. 99k đúng không? Dạ, 99k. Đây, cục bình màu nu của bà. Của bà Phương này. Bà Phương ơi, màu nu của bà này. Màu nu này nu hồng rất là đẹp ha. Đây nha. Thế nào mà mặc tầm xé là nhà em mới được nhiều đồ quá, đẹp lắm. Đây, màu nu của bà này. Mặc lên xinh lắm. Đẹp già mang luôn á. Thấy ha. Vài nó còn đẹp nữa. Vài đẹp lắm, mà vài này không có bị nhăn ha. Vài này không có bị nhăn, đẹp lắm. Còn rất hồng thôi. Đây, hai nu của bà này. Biết nha mấy chế. Yếm cho bà. Cho bà hàng trần rồi đúng không? Đây cái yếm này nha mấy chế. Đây một cái yếm xinh đẹp nữa. Chị nào lấy comment cho em mà 22 này. Số 22 giúp em nha. Yếm này bị đẹp á. Đây. Tại bố mấy chị mặc cả đời không hư luôn á mấy chị. Tại bố xinh ơi là xinh ha. Nó có tan đá. Cái áo này có tan đá luôn nha mấy chế nha. Nó có tan đá luôn, đẹp chưa? 99k. Rồi comment cho em mã của nó là mã số 2 đi em chị, chốt số 2 cho em. Mã 299k comment số 2 giúp em nhé. Mã 2. Quá đẹp luôn ha. Mã 22. Mã 22 hả? 22 cho chị Hiền Dinh này. 2 chị Hiền Dinh luôn. Kiếm 22 chị Hiền Dinh vài bố nhé. Đẹp cực kỳ luôn á. Phải giả, cái đó gọi là phải giả. Nó giống giống phải giả mới chết. Rồi, cho Hiền Dinh luôn. Mấy chị ơi, xe lan nhiệt tình đây nào. Được xe hôm nay ít quá, có 300 mà. Mấy chị xe lên đi. Xe lên 500 đi mấy chị. Mọi người xe trang cá nhân lại giúp em. Không xe hội nhóm được thì xe trang cá nhân. Chị nào mà xe hội nhóm được thì xe mạnh hội nhóm. Chia sẻ từ 90 hội nhóm trở lên ấy, sẽ mua sản phẩm, mua được đồ bên em. Một sản phẩm với giá là free mấy chị. Với giá là không đồng ha. Bất kỳ sản phẩm nào cũng được. Giá cao, giá thấp gì chị đều mua với giá không đồng được nha. Đó, cho nên mấy chị chia sẻ bằng tay ha mấy chị ha. Nhớ là từ 90 hội nhóm trở lên dùm em nha. Rồi, cái set này. Cái set này với giá chỉ có 80k. Chị nào lấy chốt mà 80 dùm em. Mã 80k nha mấy chị ơi. Mã 652 cân đổi về trong cái dài nha mấy chị, trong cái dài. Xếp ly. Trong cái dài xếp ly nhẹ ha. Áo của nó là màu nhu. Màu của nó màu nu á mấy chị. Sắm nu ha, rất là dễ thương luôn. Mã 652 cân đổi về. Comment cho em mã. Đọc lại mã cho em. 80k mà 80 luôn. 80k mà 80 giúp em. Chị Phương Phan này có chốt cái mã 2 màu nu không? Chốt để lại cho anh thêm địa chỉ em nha. Phương Phan chốt để lại địa chỉ, không chốt thì để em xả ra để em bán cho chế nào cần nha. Ôi xếp này đẹp quá. Xếp này siêu lung linh luôn. Đẹp giả mang chưa? Đằng sau là có bao thun như thế này. Quần nha mấy chị, dạng quần dạng váy ha. Đây, chị nào hỏi em ấy nhờ. Chị nào hỏi em cái dạng quần để em quên mất tiêu rồi. 80 cho chị Nguyệt Phạm đô 731 này. 80 cho chị Nguyệt Phạm ha. Nguyệt Phạm ha. Đây, xếp này rất là đẹp. Mấy chị xếp thiết kế cực kỳ đẹp luôn. Giá 95k, cực xinh nhé. Đây, áo của nó này mấy chị. Ghiền lắm luôn á nha. Em dơ lên mấy chị đừng có ghiền, cái đẹp lắm. Đó, cái áo sơ mi này em mua không nha mấy chị. Cái em giữ lại không trời. Hôm vừa em mới sắm một cái 150 nha mấy chị nha. Đó, một cái 150 mấy chị ha. Cái này em cần quá, tại vì em bán hết đồ rồi. Em kẹt quá, em đang cần áo sơ mi trắng. Em ra ngoài em hỏi giá, em mua một giá. Một cái là giá 150 nha mấy chị. Xịn luôn. Đẹp, đẹp ha. Cái này là model của nó nha mấy chị. Càng ngắn tà dài ha. Chứ không phải là lụa nha. Cái này màu đen của nó này, đó, nó đóng cùng với quần vầy và bên ngoài nó được phối với lại một để em xem cho. Cái này nó kỳ kỳ gì đó. Nè, cái này là gì? Áo. À, phối, trời ơi, sao dễ thương quá vậy? Phải chung một set không nhỉ? Rồi, chung một set luôn mấy chị. Đây, dễ thương lắm nha. Wow, hơi bị cưng luôn á. Mặc cái này bên ngoài, mặc cái áo sơ mi bên trong và cái quần nữa nha. Comment mã thêm mã 99 đi. Không có cột như thế, cột xéo một vòng đằng sau. Không biết người ta mà. Cái dạng vết. Không cột hay cái gì chéo không?
Đây, à cái này dòng vest nó đẹp lắm. Rồi chị đâu cái set này comment mã 99 cho em luôn đi. Mã 99. Mã 99k này. Mã 99 cho em. Mã 99 nha mấy chị yêu ơi, chúc mã 99 cho em. Đẹp ngất ngây luôn. Mã 99. 99 này. Chúc 99 cho em luôn, 99 đẹp giả mang chưa? 99 màu đen lắm ha. Mặc đàng hoàng màu đẹp lắm nha. Mã 99 nha. 99, 99. Chào anh chị và em mới vô. Chào xem bông lê nha. Chào xem bông lê. Mã 99 em chốt cho anh, chốt cho anh. Chốt đi. Cái này chốt cũng vừa nữa. 99 cho CC Trần, CC Trần lại. Hãy mời cái cụ. Cụ hả? 99 chốt cho CC Trần nha. Comment đầu tiên nè. 99 cho CC Trần này. Rồi, em áo này xinh đẹp mấy chị ơi, một em áo xinh đẹp với giá 89k. 89k, một em áo sơ mi, một em đầm chứ mấy chị, một em đầm sơ mi xinh đẹp luôn, vải lụa. Vải này vải lụa mấy chị ơi, cực đẹp ha. Đầm sơ mi, vải lụa. Chị nào lấy chốt liền cho em mà của nó mã số 3. Mà 389k cho em. Bà xem bông lan này lấy cái đầm nào mặc không? Mà 3 giúp em. Chị nào lấy 3 chút mà 3 giúp em đầm sơ mi mấy chị nha. Dài dài đối với em là dài cô gối thôi. Đây, em 1m55 dài con gối. Chị nào 1m6 thì tiên gối một chút xíu nhé. 1m55 dài con gối. Rồi, chị nơ mẫu này chốt liền cho em mã của nó là mã số 3. Mà 3 cũng xin thoại cho em 89k cái đầm sơ mi vài lụa mấy chị, vài này vài lụa nha. Đúng lụa luôn mấy chị. Đúng lụa Quảng Châu luôn, đẹp cực kỳ ha. Đồ của chị hàng đi rồi nha chị ơi. Thôi quay, em chị kêu hôm nay gửi lại. Đồ của chị hôm nay đi hết rồi á. Mà 3 chốt, em bắt đầu chốt mã 3 nha. Mà 3 cho Mai Lê nha, mới lên thôi. Bà xem bông Lê ơi, mới lên cái lô này thôi, lô này lô mới về này. Chúc mà 3 cho em nha, mà 3 cho Mai Lê này. Chị này lấy 3, chúc mà 3 giúp em ha. Sập phải không? 22 nhận được đi rồi nha. Là sao ta? Nhận được đồ rồi nha. Bác comment nhận được đi rồi không nha mà. Rồi ok anh Thi. Chào anh Thi nha. Chào anh Thi mới vô ạ. Rồi chúc mà 3 cho bà Mai Lê chút. Mà 3 cho bà Mai Lê chứ, 89k. 3 cho bà Mai Lê. Wow, cái đầm này giống như đầm cô gái Trung Hoa quá ha. Trời ơi, nó cách điệu dễ thương chưa? Quá dễ thương luôn. Rồi mẫu này mấy chú nha, chị nào mẫu này comment liền cho em mà của nó mã số 5. Chúc mà 5 cho em. Mà 5 kèm số điện thoại nha. Mà 5 kèm số điện thoại cho em. Ok. Eo 72, 1m6, 50 cân. Mấy chị nha, 1m6, 50, 51 cân. 1m6, 50, 51 cân. Đây, 51, 52 cân vừa mấy chị ha. 52 cân đổ về. Comment liền cho em mã của nó 95k. Comment liền cho em mã của nó là mã số 5 nha mấy chị, mã số 5 cho em. Mã số 5, 1m6, 52 cân đổ về. 52 cân đổ về vừa nha mấy chị ơi. Còn nhớ số điện thoại em không? Dạ em mới vô, ok. Chị nào chốt hàng chốt nhanh tay giúp em mã 5, mã 5, mã 5. Mã 5 mà mấy chị không chốt là bà Mai Lê bà chốt hết nha. 5 cho Mai Lê này. Bà Mai Lê bà xỉ lai á, mấy chị mà không chốt là bà chốt hết á. Rồi 5 cho Mai Lê này, mã 5 cho Mai Lê rồi chị nào lấy 5 nữa không? 5m6, 52 con đổ về nha. Chúc mà 5 giúp em. Mà 5 cho bà Mai Lê ha. 5 cho Mai Lê. Còn hàng Quảng Châu không chị? Em đang lên hàng Quảng Châu mà Diệp Loan ơi. Đang lên hàng Quảng Châu, hàng hôm nay hơi bị đẹp á Diệp Loan. Diệp Loan phải cái xỉu em không? Diệp Loan cái xỉu em đúng không? Chị đang lên Quảng Châu này Diệp Loan. Quảng Châu hôm nay hơi bị đẹp á. Hàng còn hàng F1 không hơi bị xinh. Này đó, ví dụ như cái đầm này hơi bị xinh luôn ha. Giá có 95k. Mà chất của nó chất phun xịn nha, chất của nó bao liên loại 1 á, chứ không phải là chất á. Cái khác ha. Không, cái này khác. Cái này khác, cái này có nơ. Rồi comment cho em mà của nó là mã số 22. Chốt mã 22 giúp em nha chị, 22. 22 kiểm sinh thoại giúp em. Rồi 22 nha chị, 22 giúp em, 22 kiểm sinh thoại ha. 22 kiểm sinh thoại giúp em này, 22m6 khoảng 54 con đủ về nha. 22 22 mét 6 54 cân đổ về, comment mã 22. 22. 22 cho em. 22 cho chị Hiền Dinh nè. 22 cho chị Hiền Dinh ha. 22 còn cái nha. 22 còn cái. Được. 22 cho Hiền Dinh nè. 22 cho Phương Anh nha. 22 cho Phương Anh. Rồi cái mã này mấy chị ơn cái đầm này, đầm sơ mi nha. Đầm sơ mi 89k. Ơn chốt cho em mã của nó là mã số 4.
Mã số 4 cho em, mã số 4 màu đen ha. Rồi đầm sơ mi mã số 4 89k, comment mã 4 giúp em. Mã 4 89k chị ha, comment mã 4 giúp em. Mã 4 mét 6 52 con đổ về nha. 52 con đổ về mét 6, 52 53 con đổ về mét 6 ha cho mã 4 giúp em. Sơ mi mã 4 cho Út xinh đẹp. Mã 4 cho Út nè. Mã 4 cho Út ha. Chị nào lấy 4 chốt mã 4 lên nha, mã 4 cho Út. Mã 4 cho Út nè. Thấy Nguyễn Như Ý nha, Nguyễn Như Ý ơi. Em thấy Nguyễn Như Ý nha. Thấy Nguyễn Như Ý luôn. Rồi lên tiếp em đi chị. Wow, cưng quá. Bao nhiêu em đồng xem bao nhiêu đây? Đồng xem 89. Wow, cưng quá mà bị pin dơ mất tiêu rồi. Tặng đi. Dơ em tặng nha. Em có đủ lực chia sẻ chưa? 4 cho bà Mi Tây luôn ha. 4 cho bà Mai Lê với 4 cho bà Mi Tây luôn là hết 4 đi. 4 cho Mi Tây, 4 cho Mai Lê là hết. Sao em chốt mà 22 kế chị Dinh mà. Nguyễn Như Ý hả? Để chị coi. Nguyễn Như Ý. Không, Nguyễn Như Ý lên sau Phương Anh một chút xíu em ơi. Nguyễn Như Ý còn sau Phương Anh nữa kìa chị Hiền Dinh. Phương Anh cho mới đến Nguyễn Như Ý. Rồi màu này. Chị nào lấy màu này comment cho em mà của nó là mã số 2 đấy chị ơi. Mã số 2 nha, mã số 2 cái này mình mặc mã số 4. Số 4 còn đúng không? Số 4 cho Mi Tây, cái đó cho Mi Tây. Là hết. Ôi màu này em tặng đi mấy chị, màu này nó bị lỗi rồi. Màu này nó bị lỗi dơ rồi em tặng nha. Nó bị dơ chút chút vào đây, cái này mình mặc đi chơi buổi tối. Cái này mặc ở nhà cũng ok. Hay ha, tại nó bị dơ một chút ở dưới đây, khó thấy nhưng mà em tặng luôn nha. Để em coi bao nhiêu lượt chia sẻ nha. Lượt chia sẻ 491 rồi tặng nha mấy chị. 491 rồi em tặng nha. Chị nào lấy cái màu em đang cầm nè, comment mã cho em là mã tặng. Mã tặng đẹp cho em đi. Lại comment tặng đẹp kèm số điện thoại đầy đủ nha. Mình chơi game là nhớ kèm số điện thoại đầy đủ giúp em. Mã tặng đẹp kèm số điện thoại nha mấy chị. Comment mã tặng đẹp kèm số điện thoại giúp em. Tặng đẹp nha mấy chị nha. Tặng đẹp. Comment nhanh em lên đồ mình cho mấy chị nha. Comment mã tặng đẹp giúp em. Nhanh. Em bật loa giúp vợ đi. Bật loa. Lơ. Rồi ngon rồi ha. Em đeo loa cái nha mấy chị ơi. Thôi kìa. Tặng đẹp, tặng cho em hay tặng cho người comment thứ nhất. Và người comment thứ 6. Tặng cái gì? Tặng cái đầm người đi. Đâu? Hà bác xuống cho em, Hà bác. Tặng cái người thứ 6 người. Người thứ nhất với người thứ 6. Thứ nhất hai này, cái hả? Thứ 6 này hai cái bị dơ cả hai luôn. Thứ nhất và thứ 6 hai cái bị dơ cả hai, em tặng cả hai cái nha. Hà bác xuống cho. Hà bác. Hai karaoke hồi nào có mở bát rồi. Rồi. Tặng đẹp cho người thứ nhất và người thứ sáu. Cho gian chốt hay gian chốt đi. Tặng cho hai người. Tặng đẹp người thứ nhất là Út xinh đẹp. Út xinh đẹp. Người thứ hai. Tặng đẹp. Người thứ sáu chứ người thứ sáu là ai? Thứ sáu đúng không? Ừ. Người thứ hai Thúy Đọc. Hai Kim Anh ba Thế Hiền 4 Thế Hồng Văn Trần 5 Tặng đẹp. Người thứ 6 là ai? Người thứ 6 là ai đây? Người thứ 6 là chế Tâm. Tâm này khách mới hả? Tâm kiểm tra chia sẻ cho em, anh kết vô cho em cái. Tâm chứ điện thoại nuôi 515 này. Nhưng đợt trước có chế này cũng được vào lần này. Chế này hên ghê á. Anh coi chứ chia sẻ tôi đặt 2 lần cho cá nhân. Ít nhất 2 lần cho cá nhân giúp em. Nếu mà không chia sẻ hội nhóm là phải chia sẻ 5 lần cho cá nhân. Cái nghi chưa chia sẻ chưa tặng người khác cho em luôn. Tâm chưa chia sẻ trang cá nhân cho em chưa được quà nha mấy chị ơi. Tâm chưa chia sẻ chưa được quà này tặng cho người kế bên nha. Kế bên đúng không? Kế bên là Út xinh đẹp. Út xinh đẹp tặng rồi. Út xinh đẹp là comment rồi, tặng cho người nào chưa comment lại á. Ai tiếp. Từ nhảy nhanh quá. Tặng đẹp tặng cho Mi Tây này. Mi Tây chia sẻ chưa, vô con Mi Tây chia sẻ chưa. Mi Tây nè. Mi Tây mà chưa chia sẻ là tặng cho Hà Trần liền luôn. Mi Tây mà chưa chia sẻ là tặng cho Hà Trần nhé. Mi Tây chia sẻ rồi. Hai lần cho các nhân ok chuẩn rồi ha. Chỉ còn hội nhóm là thôi. Nếu mà chưa chia sẻ hội nhóm thì nhớ chia sẻ thêm 3 lần cho các nhân giúp em nha. Mỗi lần các nhân khoảng 5 phút không mấy chị. 5 đến 10 phút gì đó. Đến tâm chưa chia sẻ nên chưa được quà nhé chứ ơi. Bên em chia sẻ cho các nhân cho em 2 lần chế độ công sai là sẽ được. Là chơi với em là tặng em sẽ tặng được quà liền nha. Rồi về hôm nay có hai người được nhận ra tiếp tặng tiếp em có bao nhiêu lượt chia sẻ rồi. Mấy chị tiếp tục chia sẻ cho em đi. 493 hai hiện tại 493 mấy chị chia sẻ bàn tay lên 600 nha. Chia sẻ lên 600 là khoảng 100 lượt chia sẻ rồi nha.
Đây em lại tiếp tục tặng quà tiếp nha mấy chị nhé. Lại tiếp tục tặng quà. Thêm 100 lượt chia sẻ là tặng quà tiếp nha. Chị Tâm Tâm tiếc quá à. Tâm Tâm chia sẻ đi, chơi game được 2 Tâm Tâm ơi. Nhớ là chia sẻ chế độ công khai thì em mới thấy được. Còn chia sẻ chế độ bạn bè và chế độ một mình á, vì mình tôi á, thì em vô em kiểm tra sẽ không thấy được đâu nha mấy chị. Rồi mẫu này, chị nào lấy cái set sọc này comment sọc cho em, sọc 89k. Comment mà sọc cho em một set rất là đẹp mấy chị ha, một set 89k. Comment mà sọc cho em, hàng Quảng Châu mấy chị nhé. Không, vừa rồi có vô Facebook mà em không thấy. Rồi comment mà sọc cho em này. Đây này, vừa mới chia sẻ thôi. Vừa chia sẻ tức thì nha bà. Vừa chia sẻ tức thì là không được tính đâu. Thôi để tí chơi được 2. Tí chơi được 2 đi. Lên em được 2 nha, hồi sọc 89k, 1m652 cơ. Mình phải chia sẻ trước khi... Mình phải chia sẻ trước khi mình chơi mini game chứ mới chế. Sọc, má sọc cho chế Phương Anh nè. Sọc cho Phương Anh. Phương Anh 615 nè. Sọc cho Phương Anh. Sọc cho Diệp Loan nè. Sọc cho Diệp Loan. 95k hả em? Dạ, 89k. 89k ha. Chế nào để đầm em đang mặc không? Comment mà không cho em biết 653 cân đủ về nha. Mà em mặc comment mà không cho em nha. Mà không em là giá của nó là 95k nha. Rất là đẹp luôn. Ren nha mấy chị, ren này phủ tay đẹp nhả men luôn á. Đẹp lắm, tay này. Ren tay lưỡi á. Màu này đẹp, tay bò lưỡi này ha. Rồi cái bông hoa này cực kỳ xuất sắc luôn. Rất là đẹp, 95k mấy chị ha. Cái màu này hồi trước là em còn bán giá 140 không mấy chị. Đó, còn bây giờ là bây giờ trong lô nó lọt vô này cho nên mới bán giá. Mà mới bán giá 95 thôi ha. Chứ thật ra giá hàng này nó mắc đó. Thằng ren đúng không nó cũng mắc hết á. Rồi màu này. Đây mẫu này 130, bữa nay bán 95 luôn này. Giá 74 đổ về. Giá 74 đổ về 1m6 khoảng 50. Mấy chị nhìn cái cổ nó đẹp không? Xuất sắc luôn ha. Đây, giá 74, 1m6, 50 cân đổ về. 1m6, 52 cân đổ về mặc vừa em mới chứ ơi. Giá 73 đi cho thoải mái mấy chị ơi. 74 sợ ôm quá mấy chị mặc về lại không là lại khó chịu quá. Rồi comment mã đen cho em nha, mã đen. Ở dưới này có phối cả ren. Cà ren, ren nữa này mấy chị, trên lưới rồi này. Trên lưới, đuôi cá. Đuôi cá, xin là xin. Rồi comment mà đen cho em nếu chị đuôi cá luôn nha. Thấy chị Mai Trang nha. 95k. Mai Trang làm buổi chiều cho chị nha. Ok, chị Phi Kim nha, chị Phi Kim ở quận 4 phải không ta? Phải ok cho em nha, có khi là chiều mai chị nhận được nha. Đúng rồi, chị Phi Kim ở quận 4. Đen cho Út xinh đẹp. Đen cho Út ha. Đây một cái đầm sơ mi nha mấy chị. Một cái đầm sơ mi hoàn tráng luôn. Bà Út hôm nay là thích màu đen. 89k. Hôm nay là thích màu đen tê. Một cái đầm sơ mi hoàn tráng thôi chứ KT ha mấy chị, KT ha. Rồi phối với lại em áo. Phối với lại bộ em áo vây. Bộ em áo vây ở bên ngoài như thế này nha mấy chị. Đây cái kiểu này nó cũng mua đen nè. Kiểu này nó mới ra. Đây cái tay của nó này đó xinh chưa mấy chị. Kiểu này nó mới ra nha. Cái này mình vây hoặc vây bên ngoài cho nó ấm mấy chị. Còn đây là sơ mi bên trong này. Đấy cái kiểu này kiểu mới ra nha. 89k. Chị lấy chốt liền cho em mà của nó là mã số 22. Chốt mà 22 cái tên. Mà 22 nha. Đây cầm em mà 22 cái tên này. Đầm sơ mi mã số 22 này. 22 cái tên. 22 mà 22. Mà 22 cái tên nha. Đây em còn 2 cái theo. Còn 2 cái theo mà 30. Chị nào lấy 30 chốt 30 cho em. 95k mà 30. Đầm sơ mi mã 22 cho Út xinh đẹp này. Mà 30 giúp em, tay bằng lớn mấy chị ha, tay bằng lớn, cái này mình mặc, mình sắm, mình mặc Giáng sinh với mặc đi Tết nha mấy chị nha, đẹp lắm. Giáng sinh với Tết, hai lưng của nó lưng bò. Lưng bò này mấy 6 khoảng 55 cân đổ về ha mấy chị ha. Mấy 6, 55, 56 cân cũng ok luôn đó mấy chị. Đây như bà Hòa bà mặc cũng được nè. Cái này lưng này coi dạng thoải mái lắm. Phần trên này nó cũng to nè. Đó, mấy chị mặc thoải mái lắm, theo cùng cái đầm luôn 95k, rất là rẻ và đẹp mấy chị. Vài thì cực đẹp rồi khỏi bàn ha. Mã theo này mà 30. Có 30 à? Chốt mà 30 cho em. 30, 95k là mấy chị ơi. 30, 95k, chốt mà 30, rất là đẹp luôn. 30 theo cực đẹp. Chốt mà 30. Còn bên nhanh tay nha mấy chị, nhanh tay giúp em nha. 30 giúp em. 30 ha, 30. Đây, mẫu này. Chị xinh. Chị đơn mẫu này không? Chị đâu mẫu này comment liền cho em mà của nó. Đây có đai luôn, có đai để mình thắt dây nha mấy chị nhá. Đây thắt dây cho nó đẹp á. Đây hình hoa vậy rất là xinh, có nút cài như vậy những chị. Mẫu này 85k, chị lấy chốt mà 85 giúp em. Ôi xinh đẹp ạ. À, em mua đợt này là chắc tới Tết luôn rồi đấy. Em mặc tới Tết rồi đấy. Mặc được tới Tết luôn hả? Mẫu này dài có gối, nếu mà chưa thắt nịt thì bộ bí này bao kiên cũng được mấy chị nhá. Thắt dây như thế này. 30 đẹp lắm mà không chứ, chứ không chứ, 30 tay. 30 đẹp rồi mà ta, 30 theo đẹp ơi là đẹp luôn.
Cái chị mà lấy 30 là tiếc lắm nha. 30 đó mà phải bị sinh á. Rồi 85k, chốt cho em mà, còn nó là mã số 35. Chốt 35 chứ đẹp. Mà 35 ha, 35 là có dây mình thắt, có đai để luồn dây vô luôn nha. 85k, dài có gối luôn, rất là xinh luôn. Một cái bộ bí bông chen được mấy 6-54 cân đổ về. Chốt cho em liền. Mã số 35. 35, 85k, đi giá với em nha. Mua em. Mã 35, 85k này. 35, 85k chứ đẹp. Xem bằng tay với chị sẽ like bằng tay giúp em nha. Chị nào chưa chia sẻ nhớ chia sẻ like giúp em ha. Chưa chia sẻ nhớ chia sẻ like giúp em ha. Chia sẻ bằng tay nha, chia sẻ bằng tay giúp em. Comment nhiệt tình và chia sẻ bằng tay nha mấy chị. 35 cho Mai Lê nha. Rồi mẫu này, chị nếu mẫu này chị chung mà xinh đẹp quá. Mẫu này vừa chị và vừa đẹp nữa. Chị nào đang coi thì chấm lên đi mấy chị. Đây, vừa chị vừa đẹp ha. Mẫu này như trong váy nó hơi bé. Còn này chân váy hơi nhỏ mấy chị, áo theo, áo dược theo rất là xinh. Cái áo không giá 85k rồi, cái set này 89k. Eo của nó là 68, cái số 8 độ về tầm size S nhé. Cái số 8 độ về tầm size S á. Rồi, chị đã ơn một bộ này comment liền cho em. Số 8 thì tầm size S thôi, mấy 6 khoảng 48 cân, mấy 5544 cân nhé. Rồi comment mạng cho em là mã số 10 đi. Thấy 6 xẻ nhá, thấy 6 xẻ. Nãy giờ không thấy comment lên, giờ mới thấy comment lên à. Chị nào lấy mã 10 chứ mã 10 với tên nha. Trời trói quá, không thấy được rộng áo. Mã 10 là áo kiểu không là giá 85k rồi. Mã 10 đẹp. Theo như vậy rất là xinh ha. Mã 10 cho em. Mã 10 giá 89k. Mã 10 vừa rẻ mà vừa đẹp nữa. Chốt mã 10 với tên nha. Mã số 10 89k là mấy chứ. Mã 10 89k, comment mã 10 với tên. Đây, chị đâu cái mẫu này. Rồi cái đầm body bio này xinh quá không? Chất nhung luôn nha mấy chị, cầm nhung nha. Cầm nhung body. Đó. Beo luôn mấy chị, rất là xinh nha. Rồi chị đơn cái đầm nhung body này tầm mấy 6 và 52 cân đổ về. 52 chị nào mà người nho nho một tí tầm 54 cũng vừa. Mấy 6 54 cũng vừa luôn, tại vì nó có độ co giãn đó mấy chị. Nó có độ co giãn tốt luôn ha. Đây, nhung beo này, nhung thì thường thường có độ co giãn mấy chị, thoải mái lắm. Trời không thấy được kiểu luôn đấy Thảo ơi. Trời lắm hả? Rồi chị đơn cái màu này. Để em thử tắt cái đèn còn lát nữa coi. Tắt thì nó hơi tối, tắt thì tối quá. Được chưa, độ chưa mấy chị, rõ hơn rồi đúng không? Rồi chị nào lấy cái đầm nhung này comment liền cho em mà. Của nó là mã số 9. Mã 9 cho em, xin thoại cho em. Co giãn thoải mái con số 9. Mã số 9 nha mấy chị, lúc mã 9 cho em. Mã 9 giá 89k nha. Chị nói 9 comment mã 9 lên tay cho em 89k mã 9. Comment mã 9 lên tay nha. Mã 9 89k. Mà chín giúp em nha, còn mà chín đẹp quá à. Mà chín body ở vệ sinh luôn á. Chốt mà chín lên tay giúp em nha. Kéo không rộng đâu, cái màu đó nó hơi đẹp. Kéo hình hoa lê cách mới nè. Kéo hình hoa lê cách mới. Chốt hàng gửi lại kem số điện thoại kèm địa chỉ nha chị ơi. Mà 10 là cái set này đó anh. Mà 10 là cái beo đi. Cái set, còn cái beo là mặt chính. Cái beo em vừa thả ra mặt chính thôi. Cái beo em vừa mới thả ra là mặt chính, Phương Nguyên lấy mặt beo này. Chốt beo cho chị Phương Nguyên này. Phương Nguyên ở Ninh Thuận này. Ok, beo này, beo còn nhé. Beo cho chị Phương Nguyên này. Beo mã 9 nha chị, beo cho bà Mai Lê này. Huỳnh Hoa Lê ơi, Huỳnh Hoa Lê lấy beo hả? Beo là mã 9 nha Huỳnh Hoa Lê. Mã số 10 là chốt rồi ha. Mã 10 em chốt rồi, mà 10 hết rồi. Rồi tiếp cho mấy chị tiếp nha. Mã 10 là cái set á, cái set theo á. Cái theo anh chốt chưa? Ủa chưa chốt hả? Chưa chốt thì chốt đi. Để đi đâu? Ba lăm Huỳnh Hoa Lê, 35 là mẫu 10 đúng không? Không. 35 còn. 35 là cái gì? 35 còn nha Huỳnh Hoa Lê ơi. 35 chớ còn hình, ha. Chớ Huỳnh Hoa Lê để lại cho em số điện thoại kèm địa chỉ. Em chốt cho mã 35 và mã 10 luôn nè. Mẫu này phong xuông nha. 35. 35 là 85k đúng không? 35 85 mã 10 là 89. Mã 10 là 89. Còn mã kia là 35. 35 là 85k. Beo là 89k. Beo là 89k. Rồi, chị nào lấy thích cái beo này mà không xuông nhá. Beo không xuông đầm nhung nha mấy chị, đầm nhung nha. Đầm nhung giống như xích nhung hồi nãy em bán vậy đó. Chất xịn lắm, chất này chất Quảng Châu cho nên mấy chị yên tâm về chất đi. Cái
tiền nhà men luôn á. Làm hàng xinh không ạ? Rồi, làm bên cho em mà này là bằng số 27 đi. Số 27 cho em, 27 này 60 cân mà cũng vừa em nhé. 27 60 cân cũng vừa, 27 cái tên 27 89k 27 89k ha. Eo 80 vừa không anh Thi? Cái này thì eo 80 vừa nè anh Thi. Chốt bạn 27 cái tên. Mua dùm đừng mua anh Thi ơi. Không ưng mất lòng lắm. Lỡ mà mua mà ưng mất lòng lắm nha. Đúng rồi. Không ưng mất lòng á Thi đừng mua dùm. Mà mẹ cho chị Phương Quyên. Chị cũng không thích bán dùm đâu. Bán dùm mà mất công lợn không vừa hay là hay sao đó chị mất lòng lắm. Mà 27 cho chị mà Cao Thu Thảo này, 27 cho Mai Lê này. Gì á? À, Cao Thảo với Mai Lê hết rồi. Nữa không? Bao nhiêu? 89k. Phải nói anh chứ, anh thấy ghi giá 95 gì đấy. Rồi sơ mi. Một cái sơ mi có một cái yếm trắng. Đây, rất là xinh luôn ha. Màu này nó bị hơi dơ một tí xíu, dơ bùi lắm mấy chị. Dơ chút xíu mờ là mờ luôn, dơ chút mà đụng vô mấy chị, tay lợt dơ á. Đụng vô màu trắng nó hơi dơ chút thôi nha. Chứ không phải dơ, chứ phải dơ mà giặt không ra dơ nhiều đâu. Rồi màu này, chị đeo màu này 89k, xếp yếm ha mấy chị. Cái này về mấy chị phối riêng đi. Đó, sơ mi mặc riêng, yếm phối riêng cũng được nha. Tại vì hai cái này màu trắng á, thì phối vô nó sẽ không có đẹp bằng mấy chị mặc phối chung riêng màu khác nhau á. Rồi màu này mấy 6 khoảng 50 cân đổ về này. 50 cân đổ về mấy 6 cân, 55 cân là khoảng 46 cân nha, 1m55-46 cân. Comment cho em mà của nó mặc yếm đi 89k ha. Chốt yếm 89k cho em áo sơ mi gồm vào một cái yếm đằng sau cái dây khóa nhé. Ok sau nè. Sau cái dây khóa. Ok chị, kéo hình hoa lê có điện thoại trên thoại địa chỉ rồi này, cảm ơn chế nha. Ok, cái sơ mi trắng cho chế Diệp Loan này. Yếm cho Diệp Loan 89k. Ok, chế hình hoa lê nha. Chế hình hoa lê có một cái mã số 10 và mã 35 nha. Một mã là 85k và một mã là 89k nha. Đây, tiếp nha mấy chị. Tiếp bao nhiêu? Dạ 89 em có gì á, kia nữa. Còn một cái áo thun và một cái chân váy. Chân váy von. Chân váy von xếp ly ha. Đây, kìa nữ cái xếp này comment cho em mà của nó là mã số 2 đi. Mã số 2 tầm xế CM thôi. Xế 6 phải 49 cân 50 cân mấy chị ha. Chốt mã 2 cho em. Mã 2 89k. Xế 6 phải 50 cân. Còn 1m55 á. Tại vì cái này nó co giảm vừa phải thôi chứ đủ co giảm vừa phải thôi ha mấy chị ha. À đủ co giảm vừa nhiều á. Xế 6 50 cân đủ về đi. Còn 1m55 thì khoảng 46 cân nha. Chốt cho em mã nâu đi. Mà nâu đi mấy chị. Chốt mà nâu nha, mà nâu 89k. Chị lấy nâu chốt mà nâu cho em. Nâu 89k nha. Chốt nâu, chốt nâu, mà nâu. Nâu đi nha. Nâu 89k. Chốt nâu chốt đi. Chốt đi. Nâu 89k ha. Nâu chưa lấy. Nâu 89k. Chị nói nâu chốt nâu. Một xếp thể thao. Một xếp thể thao màu trắng xinh đẹp luôn. Chị nói lấy xếp thể thao này. Xếp thể thao Acrobat. Em với. Được nha, được. Đơn Minamon với Ngọc Hồng anh có gửi kèm, anh có gửi một son dấu môi trong đó em nha. Có, anh có mua bằng Minamon xếp không hay là anh chưa xếp như đâu đó? Không biết, được em không? Rồi, chị đưa cái xếp thể thao này, cầm bên mạng thể thao giúp em. Cái chuyện ngoài này đã xử lý xong hết rồi. Cầm bên mạng thể thao giúp em ha. Xếp thể thao cho Diệp Loan này. Thể thao cho Diệp Loan, thể thao 95 tay cho Diệp Loan này. Thể thao 95k Diệp Loan. Yếm 89k đúng không? Dạ. Thể thao cái Diệp Loan 95k nè. 95k Loan. Rồi sao nghĩ là cái áo ra ta? Cái áo không nè. Rồi một cái áo đen, một cái áo thun gân. Một cái áo thun gân mấy chị ơi, giá 49k. Chị đã lấy chốt em mặc áo. Mão 49k nha, chốt mão cho em thun gân nha. Chốt áo cho em thun gân loại 1 luôn. Rất là xịn, 6-52 cân bộ về. Chốt mão cho em. Mão 49k. À 49k chốt mão cho em. Mão nha 49k. Hả? Đi. Đi giấy đi vô. Rồi mẫu này nha. Áo cho chế hàng trần 878 này. Áo chế hàng trần
Rồi cái đầm xinh đẹp này nhắm chị ơi, giá 99k. Chị nào lấy chốt cho em ạ, à, nó là mặt là số 45. Chẳng hiểu luôn á, học chất nhiều mà sao. Chị nào lấy chốt ở 95 chị. À, rồi, chị chốt mà 95 cho em nha, rồi xuống 95 này anh em, 99k, mà 95 cho 99k. Mã 95, 99k, ủa cho 95 luôn, thường 95k á, cái này 49k phải không? Dạ, dạ, cái áo là 49k. Rồi chị nói cái đầm này, thế rồi mấy chị xong mấy cái này mặc cho nó đẹp nè, nó đơn giản mà nó đẹp lắm. Thì phải đau đầu quá đi. Đây, đó, mặc mấy cái này đi chơi và bỏ chụp hình xuống mạng thì thôi nó bao đẹp ha. Hai tầng. Thế cái này mặc mấy này đi chơi bao đẹp luôn. Toàn hàng thiết kế là một trâu không mà đẹp lắm. Ăn đơn rồi. Muốn quên nữa, em còn thích nữa, em một viền mấy cái này nữa. Một cục đồ luôn, rất là đẹp ha. Rồi, chị đang mẫu này, comment liền cho em S6 khoảng 54 con bộ về. Eo của free size. Tại eo của nó eo free, tại vì eo của nó là phong xuông á mấy chị. Eo của nó tầm 76 độ về á, nhưng S6 54 con thôi nha. Eo 76 nhưng mà S6 54 con thôi nha. Và comment màu trắng cho em. Màu trắng. Chốt màu trắng cho em đi. Màu trắng, đầm màu trắng nha, 95k. Đầm màu trắng 95k, eo 76 độ lại nè mấy chị ơi. Đầm trái trắng, đầm trắng nè. Đầm trắng cho Diệp Loan nè. Trắng cho Diệp Loan luôn, mấy chị chốt nhanh không xịt nhà em là chốt hết đấy. Chị la nhà em chốt hết đấy. Đây, mùa này. Wow, xinh chưa? Bao đẹp luôn, cái set này là bao đẹp ha. Đây, 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 chị Hiền Vinh chưa gửi view cho Hiền Vinh nữa. Mai chốt lại cho Hiền Vinh mới mới. Mai thứ mấy? Mai thứ 6 hả? Dạ. Mai thứ 6 rồi. Và wow, nhanh ghê á, lấy hoa giấy cồn với chị ha. Rồi, cái set này thì đã ôm chốt cho em mã số 35. Mà 35 cho em, mà 35 90k. Mà 35 90k. 35 16 50 cân. Mấy 55 46 cân. Mấy 55 46 cân. Một set này, 1m55 46 cân này bao tiền? Yêu tầm 74 luôn á. Dạ, 90k. Và comment liền cho em mà của nó là mã số 35 đúng không? 35 đúng không mấy chị? 35 giúp em ha. Rất là dễ thương luôn. Cái set này hơi bị đẹp nha, set này đẹp lắm. Rồi chốt khoảng 35 giúp em nha. Má 35 95k đúng không? 90k. Má 35 90k này. Đầm em mặc còn không? Còn nha gái vứt sạm ơi, nhưng mà vứt sạm mà không vừa đâu. Vứt sạm mà vừa. Vừa không? Vừa. Vừa thì đấy. Không xuông mà vứt sạm mà vừa. Đầm mặc có 95k vứt sạm. Tức không lấy chốt đi mà không ha. Còn một em ăn mặc thôi. Rồi mẫu này nhắm chị ơi, đầm ren luôn ha. Đầm ren cực kỳ xinh luôn. Đây, ở dù của nó là khối như vậy, rất là xinh nhắm chị, cực kỳ đẹp ha. Đó, đằng sau là có đi khóa như thế này cực kỳ cưng luôn. Nhà bằng trâu nha. Rồi mẫu này giá 85k nhắm chị nha. 85k. Nó hơi dơ bụi một chút xíu ha. Nó bị hơi dơ bụi siêu 85k. Mét 6 khoảng 53 cân đục về, 53, 54 cân đục về á. Và comment giúp em là mã của nó là mã 29 đi. Chốt 29 giúp em nha. Mã 29, eo 76 luôn. 85k, mã 29 giúp em. 29, 85k, chốt mã 29. Mã 29, 85k nha. Ừ, 29, chốt 29. Rồi, đây thấy mọi em được hung sinh. Đây đẹp cực kỳ ha. Có thắt eo luôn. Chị đơn màu này chốt cho em mà của nó là mã số 45. Chốt mã 45 cho em màu hồng. Rất là đẹp, mét 654 cân đột về. Chốt mã hồng cho em. Đây mà hồng sắc nắp như vậy hả chị? Có bo eo như vậy, 40 cân đột lên và 54 cân đột về. 54 cân phải mét 6 nhé. Hồng dài, có bèo ở đây và sắc nắp ra rất là dễ thương. Rồi chị đơn cái hồng, hồng 89k nha. Chốt hồng cho em, hồng 89k. Đây, hồng, hồng là mã 45 đúng không? Mấy 654 cân luôn, chút mà hồng cho em 45. Mã 45, chút mà hồng, mà hồng 89k. Chút hồng giúp em. Mà hồng.
29 là gì ạ? Không, 29 là xếp vừa rồi á. Cái đầm á. Thế hả? Còn mã này là 45 đúng không? 45. 45 bao nhiêu? 89. Mã 45 89k cho Út xinh đẹp này. Mã 29 85k cho Kiều Thúy này. Mấy giấy nghe rõ em đọc không? Kiều Thúy 29 là cái đầm ren màu trắng đúng không Kiều Thúy? Không biết phải. Đúng không? Kiều Thúy ok là lần cho em nha. Cái đầm ren trắng này đúng không? Hay dài á. Phải ok yêu 76 á. Phải ok thì em ha. Caro. Chị lấy caro cho caro cho em. Không phải ơi. Không phải ơi. Chắc là mã cho 45 rồi. 45 bao nhiêu tiền đây? 45 là màu hồng. 45 là 89k. Đúng rồi. 2-3 lần luôn á. Vâng rồi. Mình bữa nay là nào cũng đi đâu hết rồi. Tập trung đi. Thôi chị đợi caro, lúc caro cho em. Dạ. Con nhìn 2-3 thứ rồi. Lúc mà caro cho em nha. Caro 80k. Caro cánh tiên ha. Cổng bên này. Caro 80k. Cổng chị đợi caro và mình caro cho em. Trong cái bịch nào đâu. Đây, chị Hương cho. Caro nha, caro phong xuông. Mấy 6, 7, 50, 55 cân đủ về. Caro mấy 6, 55 cân. Mấy 655 cân giúp em. Rồi cầm em caro giúp em nha. Caro. Kiều Thúy ok này. Ok chứ Kiều Thúy có cái đầm trắng 85k nha. Chị ơi bác bạn giỏi thì bán áo len đi. Thấy chưa. Em nói là bắt đầu của bạn rồi. Kiều Thúy. Quê quá chẳng bán ở đâu. Váy đỏ đang mặc. Váy đỏ đang mặc là eo 70 74 vào em 75. Váy đỏ đang mặc eo 74 75 nhé. 95k nhé. Không xuông ha. Không xuông đang mặc. Không xuông 95k. Caro chị này caro cho caro cho em. Caro cho bà Mai Lê. Caro cho bà Mai Lê nha. Caro cho bà Mai Lê ha. Váy em mặc còn chốt chị cái màu đỏ nha. Ok nè. Váy em mặc cho chị Lê Thúy Hằng 95k nha. Hết. Váy mặc hết. Cho Lê Thúy Hằng ở đây hết. Để ra mặt cho Lê Thúy Hằng ở đây hết nha. Rồi chị nó lấy cái xếp đỏ 89k này. Comment cho em mặc đỏ nè. Cái xếp này bị xinh ha mấy chị. 2 dây nha mấy chị nha. 2 dây chân váy nè. Rất là xinh luôn. Đây chân váy như thế này nha. Đó màu đỏ. Màu đỏ da trắng lắm. Đồ của em giữ là để em thêm cái. Cái nữa rồi ship nha. Nào ok rồi. Ok nha Huỳnh Thiện Nhân. Mấy 6 48 cân đổ về đúng chị. Mấy đỏ. Mấy 6 48 cân đổ về. Mấy 55 46 cân của em. Của em là bao hết. Mà đỏ. Mà đỏ chút đỏ cho em. Mấy 6 mà đỏ đỏ cho Út xinh đẹp. Có Út đẹp vừa không? Út không vừa chắc. Không biết. Út cho Út không vừa hả? Không biết. Út cho Út như vậy hay đúng không? Đầm đỏ em đang mặc có một cái chốt cho chị Lê Thúy Hằng là em hết nha. Đỏ em không vừa, đúng rồi. Váy em đang mặc đó. Có một cái thôi chị mấy chị ơi, chốt cho chị Lê Thúy Hằng là em hết nha. Đỏ chốt đỏ cho em nè. Chị nào vừa đỏ chốt đỏ ha mấy chị ha. Vừa đỏ chốt đỏ cho em. Rồi chắc lên xeo tiếp. Lên hàng xeo tiếp nhé. Hai đây, một đây. Qua wow, một đây. Em lấy cái chị mặc nha. Bích Phạm người ta chốt rồi bà mới lấy cái am rồi sao. Thế thôi. Hồi nãy tôi chốt không chốt, bây giờ mới chốt. Người ta mặc, người ta lấy được mình mới chốt. Thế rồi nha Bích Phạm. Rồi, màu này nha. Em cái ri băng đen nha. Có ri băng đen được không? Ri băng đúng không? Rồi, chị nào lấy cái đầm vàng này, chốt mà vàng cho em luôn. Vàng 2 tầng. Đầm vàng 2 tầng nha, rất là đẹp. Con xuông, mấy 6, 55 cân. Chốt vàng với tên. Còn đỡ này. Rồi, đẹp lắm. Đâu ra vậy? Chẳng biết. Thì nó nằm lăn nó. Chị nào lấy vàng chút vàng nha, mà vàng nó bị đẹp. Vàng mấy 6, 55, 54 cân đổ về. Mấy 55 khoảng 48, 49 cân. Vàng cho Hàng Trần 878. Vàng cho chị Hàng Trần luôn. Vàng cho Hàng Trần luôn ha. Anh. Đâu vậy? Vậy đọc cho nhanh cho em lên hàng sale này. Cái này để mai bán tiếp nha. Mai lên tiếp em lên hàng sale lại nha. Lên hàng sale tiếp cho mấy chị ha. Đây lên lô sale này mấy chị, lên lô sale bánh nóc này ha. Đây gỡ ghim đi, gỡ ghim, lên sale bánh nóc nha. Gỡ ghim ha. Đây mấy chị ơi, sale nhiệt tình lên cho em lên lô sale bánh nóc nha. Bỏ ghim này, rồi. Ờ, ưng lấy liền, đừng chậm chế đi. Vâng, lấy cái này bao nhiêu? 95k đúng không? Dạ.
rồi. Chia là bao nhiêu đó, giá bao nhiêu á? Thôi cái bán trước rồi đó. Không biết vậy chị ạ. Nhớ, em không nhớ. Rồi lên luôn xe mấy chị nha. Cái đầm trắng này chị nào lấy. Ở trường ngày mai em like tiếp nha mấy chị nha. Trường mai like tiếp thì trường mai lên cái lô siêu phẩm. Lên lô siêu phẩm mới về á. Rồi còn dẹp lên lô siêu nè. Lô siêu siêu cho mấy chị xe bánh nắp khác. Rồi cái này 79k nè. Đầm đuôi cá 79k. Dễ thương đẹp. Comment cho em mạng số 2. Số 2 cho em phong phô mấy 6 khoảng 54 cân đổ về. Số 2 cho em bổ bí bông chen nhẹ. Bổ bí nhỏ bông chen được. Rồi comment số 2 cho em 79k. Số 2 79k nha mấy chị ơi. Số 2 79k cho em. Số mạng số 2 này ghi nhá. Con kia ghi mạng xuống luôn. Dục qua là ghi liền. Số 2 cho em nha. 79k. 79k luôn. Đây hết được mới ghi luôn để mà. Rồi chốt mà 3 cho em. Số 2 cho Bảo Ngọc Sari nè. Số 2 2 cái. Mai mấy giờ? Chưa mai. Ngày mai anh like nha Diệp Loan ơi. Chưa mai đấy. Chưa mai Diệp Loan lên nhé. Còn cái nào giống cái em đang mặc không? Chắc không á. Chưa mai chị vô đi chị. Chưa mai. Rồi chị mới lấy đồ ra là em đã thấy comment bán đồ luôn rồi. Hình như em thử thách like ra rồi em vô lại lần nữa coi nhé. Thử thách là vô lại để cho like nó chạy lại nhé. Chứ cái bị chậm like ấy. Rồi mẫu này 79k luôn, siêu đẹp cực kỳ này. Chị nó lấy nhiều tầng nó xinh đẹp lắm. Chị nó lấy chốt cho em mã số 3. 79 luôn đúng không? Dạ 79. 79k mã số 3. 79k mã số 3 rồi mấy chị ơi. Comment số 3 cho em mấy chị ơi, mấy mẫu này đẹp lắm, mấy mẫu thì dày mặt ha. 3 tầng thứ nhất, thứ hai là lưng bo thun. Chị nào mà eo to mặc ok luôn mấy chị nha. Eo tầm 76 mặc ok luôn tại vì lưng nó bo thun thoải mái lắm chị này. 76 78 mặc ok luôn á. Đó, 76 phải 55 cân. Comment em mã số 3. Số 3 đẹp quá, có 79k, em ăn sale nha chị. Lô này đẹp lắm, hàng đẹp lắm nhưng mà em ăn sale ha. Cho nên có giá rẻ nha. Rồi chị nào lấy comment liền tay nha. Ăn sale nên có giá rẻ. Còn bình thường không có giá này đâu mấy chị ơi nhá. Mấy lô này toàn là lô 95.000, 90.000 em sale xuống không á. Còn lô 95, 90.000 em sale xuống phải 9 đó mấy chị. Mấy chị comment nhanh nhá. Ưng mẫu nào comment liền thành còn một mẫu, còn một cái mà. Rồi cái đầm này mấy chị bên trong là von, bên ngoài là vàng con lưới nha, xinh chưa, rất là xinh nha. Rồi cái set này chị nó lấy comment cho em mà đen 79k luôn. Lúc đen 79k giúp em thì mặc hơi bị xinh nhá, mặc hơi bị xinh luôn, rất là đẹp. Rồi comment mà đen cho em, chị nó lấy đen, chúc đen giúp em nha. Còn mấy chị bị như lên rồi chị mới chết. Cái đầm đen của bà ấy bị lỗi tiếc ghê, đầm đen đẹp mà chúng gửi cho bà ấy bị lỗi kìa. Comment đen 79k giúp em. Chị Mỹ Nhiên thôi, chị Mỹ Nhiên có một cái đầm mà... Chị nhân viên, có anh có nhận nhân viên báo rồi chưa? Báo rồi hả? Chắc là rồi. Mỹ Nhiên chỗ khác em bù cho Mỹ Nhiên nhé. Rồi, cái đầm trung niên nha mấy chị. Cái đầm trung niên rất là xinh luôn. Chị nó ôm cái đầm trung niên này. Cái đầm trung niên nhìn giống như áo dài luôn á, rất là xinh và cực đẹp. Và đẹp lắm. Đen cho chị Kiều Thúy 79k này, phải không em? Dạ. Rồi 1m6, một này tầm 1m6, 6m mà cũng vừa luôn ha. Cực kỳ xinh luôn. Chị đơn cái đầm trung niên này, cái đầm trung niên này giá có 135k thôi. Comment cho em mặc cái màu xanh. Em sale 135 đó, cái mũi 170 lớn. 170 sẽ 135 đó. Rồi comment màu xanh giúp em nhé. Thấy Trần Nguyên nha. 1m6, 6m. Comment cho em mặc số 7. Thấy Trần Nguyên nha. Mình chế nào khách mới hay là chế nào đổi tên Facebook thì đó nhớ cho em biết để chốt hàng cho nó dễ nha. Rồi khách mới thì comment mã số kèm số điện thoại là để chốt hàng bên em nhá. Rồi áo len. Chị nó ủng hộ áo len em đang cầm. Chốt cho em mã số 20. Áo len em đang cầm mã 20, giá của nó là 49k. Xanh. 49k. Xanh đúng không? 135. Xanh 135 cho 6 xẻ nha. 6 xẻ xanh 135. Rồi chị nó ủng cái áo này comment liền cho em mã của nó mã số 20, giá 49k nha áo len, chị nhau len nha. Áo len ha, 49k. Đó, còn một chiếc xe luôn nè, 49k. Comment mạng cho em là mã số 20, 49k. 20, 49k, 65k mấy chị ơi, còn một chiếc em xe luôn á. Cảm ơn. Dạ. Ủa không phải, đó đầm luôn. Rồi áo len đỏ luôn, len đỏ dày ha. 20 cho Diệp Loan nè. Nên đỏ dày thì 59k. Đây, 70k sale 59k. Comment mà đỏ cho em 59k. Như 20 này còn rồi không ạ? 59k, không biết. Không biết còn rồi. Không biết, không biết rồi.
20 cho Diệp Loan này, 20 cho Lê Khuyên này, và 20 cho chị Kiều Thúy, là em hết 20 nha. Rồi chị nào lấy mà 59 cầm em mà đỏ cho em này, đỏ 59k mà đỏ này còn một chiếc thôi này. Mà đỏ này còn có một chiếc này. Mà đỏ, cầm em đỏ mấy chị nha, lên mà đỏ. Cầm em mà đỏ giúp em. Rồi em lên này lên kiểu, mấy chị hai lên kiểu kiểu mỏng nha, cái màu này mặc công nam. Màu này nha buông 19k. Kiểu mỏng mặc công nam nha. 65 buông 9. Rồi 65 còn 49. Cầm em mỏng mỏng nha mấy chị, mỏng của tim ha, cái này mặc công nam nha. Mặc ngoài Bắc có thì phải kia không? Mà đỏ, cái đó mà đỏ. Rồi mã này chốt cho em mã 27 nè. Đỏ, mã đỏ cho út xinh đẹp nè. Đỏ út xinh đẹp 27, 27 49k. Còn em mã 27 giúp em. Cái đó 59. Đỏ 59, còn này 49. 49, 49k, 49k. Chốt cho em mã của nó là mã 27, 27 49k. Còn em mã 27 giúp em nha, mã 27. 27, 27 cho em. 27 49k. Mã 27 49k này. Chốt 27 giúp em ha. Cái chị xe la nhiệt tình giúp em, cái chị xe la nhiệt tình. Hồi này hứa là 600 là tặng quà đúng không? Rồi tặng cái áo len này luôn. Còn nha, cái này em còn nhưng mà em vừa bán vừa tặng luôn này. 27 cho Mai Lê này. 27 cho Mai Lê, chị nó lấy 27 cứ comment 27 lên và em tặng luôn nha. Rồi mấy chị ơi comment cho em mà tặng len. Mà là tặng len kèm sinh thảo giúp em. Mà nó là mà tặng len nhá. Tặng len kèm sinh thảo giúp em. Tặng nha mấy chị. Tặng len kèm sinh thảo giúp em. Đây tặng len. Đó, tặng cái chế nào comment lên thứ 10. Tặng cái chế nào comment thứ 10 nha. Comment mà tặng len giúp em. Tặng len. Tặng cho người comment lên thứ 10 nha. Em cho em ở quận 12 Sài Gòn nha chị ơi. Yến Nhi còn váy nào nữa không ạ? Còn váy nữa chị ơi. Yến Nhi đợi em chút đi. Tặng len, xe bông lê 1, Ngọc Hòa, Ngọc Hà 2, Mi Tây 3, U Xinh Đẹp 4, Thanh Hòa 5, Thanh Hòa 5, Bích Phạm 6, Bích Phạm 6, Bích Phạm 6 hả? Phương Nguyên 7, Phương Nguyên 7, Anh Kim To 8, Anh Kim To 8, Út xinh đẹp, Út xinh đẹp 9, Tâm Tâm 10, ủa này chính là Tâm Tâm nữa này. Tâm Tâm này nhận quà rồi chứ không nhận? Chưa. Tâm Tâm hồi này chị chia sẻ. Hồi này hên ghê nha. Vậy là Tâm Tâm hôm nay dính Tâm Tâm rồi, hồi này không được nhận, bây giờ được nhận rồi. Chứ Hồng Văn Trần, Hồng Văn Trần 11, Mai Trang 12. Đến nhiều thế. Ghê thiệt ta. Và Tâm Tâm hồi này hiệt quà cho chúng tiếp. Bà hên ghê đúng là... Ý trời mà. Ý trời, không thể nào mà không tặng quà cho Tâm Tâm được. Tâm Tâm nhớ chia sẻ nhiệt tình cho chị nha. Chạy đâu rồi. Cho, rồi như chạy đâu cho khỏi nắng ấy. Rồi chế nào lấy cái đầm len này. Lấy cái đầm len này comment cho em mà 75. 69 luôn đi, sale 69 luôn. Đầm này giá 89, sale 69 luôn. Đây sale bánh nắp luôn, sale lột vốn luôn. Sale cho hết luôn, đứt mỏng luôn, một này còn một cái. Comment mà cho em là mà số 69. 69k. 69k đầm len, chúc mừng 69 cho em. 69k đầm len chút mà 69 nha, 89 nha mấy chị, đầm len 89 á. Rồi form ôm dành cho chế nào 60 cân. Còn chế nào 40 cân thì mặc thành phong xuông nha. Chốt kia mặt sau, để đỉnh sau như vậy rất là đẹp mấy chị ha. Len này len thọ, mềm mịn và dày đẹp lắm. Coi dạc cực kỳ luôn. Đây cái đầm sắc mắt này, chốt mặt sau chế em giá 75k. Mặt sau 75k ha, cực kỳ đẹp. Những ngôi sao lúc lánh nhỏ nhá xinh xắn. Mà đó là mà 69. Mã 69 cho chị Hiền Nguyên này. 69 cho Hiền Nguyên. Cho nhiều 69k hả? Dạ 69k. Mã sao sao cho chế Lê Huyền Mai Thi này. Sao cho Lê Huyền Mai Thi. Còn sao không? Lê không hết hết còn cái à. Mấy nhiêu? 75k. Ghi đó cho anh đi. Lê Huyền Mai Thi 75k. Em được ra cho anh ghi hết. Ghi giá luôn. Anh kịp. Rồi 75k cho Lê Huyền Mai Thi. Rồi tiếp nha mấy chị. Hồng, màu hồng cực kỳ xinh đẹp luôn. Đó mấy chị thấy chưa? Có 75k thôi lên, xinh lắm, lên này đẹp, lên mình lắm. Mặt xinh lắm nha, 60 cân đủ về và 45 cân đủ lên. Em nói là mặt xinh lắm, 45 cân là mặt thành phong xuông, 60 cân là cục mặt thành phong hơi xuông xuông, hơi ôm ôm một chút. Và cầm em mặt hồng chứ, hồng 75k luôn. Là có 75k, cầm em mặt hồng cho em ha. Hồng chứ, hồng 75k. Hàng em màu còn không chế. Hãy em một còn chứ ơi. Chưa mai lên đi, chưa mai lên. Tại vì cũng trễ rồi, cho nên em không có lên hết được. Có gì cho mai em lên nha, chứ dịp đoàn vé em nha.
Rồi cái đầm này. Tại vì em hay thuộc chung hai lô F1 và lô Quảng Châu á, cho nên chị cứ vô đi cái nào mà chị thấy lồng lùng á, mà bán 99-95k á, cái đó là hàng F1 nha. Còn nào 89 với lại 85k là hàng Quảng Châu nha. Hàng Quảng Châu, cho nên chị cứ vô chị thấy cái nào đẹp đẹp lồng lùng rồi chị cứ chốt đi. Hồng 69k đúng không? Dạ dạ, hồng 69k. Hồng 69k cho chị Ngọc Hà này, Ngọc Hà đuôi 4001 nha. Rồi, cái đầm này thì nó cái đầm mà đi dày. Dạ, 75. Ủa sao em mới hỏi nó sẽ chín không cũng được. 75. Rồi, chị đang cái đầm len dày này nè, cái đầm len dày. Không là 75k đúng không? Dạ, dạ, dạ. Okay. Sale 70k cho mấy chị luôn ha. Không, 75k. Hình như cái này còn một chip hay sao á. À, còn hai chip, 70k luôn. Còn hai chip thôi em sale 70k. Chị nào lấy chốt cho em mà 70 đi. Mà 70 mấy chị cái đầm len dày nha, dành cho mùa ở bên ngoài Bắc mùa lạnh á. Chị nào mà ốm mình thắt lịch vô nha. Còn chị nào mà to con mình khỏi thắt lịch luôn. Dày mà ấm cực kỳ nha. Mà cái đầm này vô cực kỳ ấm nha mấy chị mà xinh lắm. Trời ơi, đang mình chỉ đang lạnh nó. 70k luôn, dày lắm, nặng lắm nha. Cái đầm hơn ký á. Thôi, chị nào lấy chốt cho em là 70 luôn. Má 70, 70k. 70k thôi, còn hai chiếc. Dày mà ấm lắm nha. Chị nào ngoài Bắc đang lạnh. Ngoài Bắc đang lạnh chốt em. Sổ hết. Em sổ hết đầm len luôn này. Đầm len mới về à. Nhưng mà sổ hết rồi quay ăn Tết. Sổ hết rồi quay ăn Tết. Chị thấy rồi còn ít đêm sổ hết luôn nha. Đầm 70k cho chế Diệp Loan một cái này. Diệp Loan một cái, còn một cái 70k này chị nào chốt đi. Đẹp lắm nha. Không chốt là tiếc lắm, cái đầm nó mặc cực ấm. Trời ơi, ở đây cho đầm ra. Đầm ôm, len phong ôm. Đầm len hồng phong ôm nha. Bộ này hơi dơ một chút xíu với em xeo á. Đây hơi dơ một chút xíu mờ, dơ mờ lắm, coi sát kỳ có thấy á. Mờ lắm nha. Đây, rồi. Một đây màu hồng, chị nào lấy chút hồng đem xeo đi. 89 đồng len phong ôm, xeo luôn cho mấy chị nha. Xe luôn giá 50k. Chị lấy chốt mà 50 trên. Ok, Hiền Nguyên nha. Cái gì mai nhân viên em báo đơn thì báo nhân viên giúp em nha. Hồng cho Diệp Loan luôn nè. Hồng cho Diệp Loan 50k này. 50k hả? Diệp Loan ơi, nó bị hơi dơ một xíu nha. Hơi khó thấy á. Hơi khó thấy. Diệp Loan lấy thì ok lại là người quen nha. 50k. Nó hơi dơ một chút xíu nha Diệp Loan nha. Mờ lắm, khó thấy. Diệp Loan ok lại là người cho chắc. Mặt thì ok. Rồi màu này. Đây xin lắm cổ lọ nhé. 50, ok. Cổ lọ pho môn, cực kỳ đẹp luôn. Đây để gần đến chị ta chất len. Màu hồng, chị thương lắm. Đó, mấy chị thấy len chơi len thôi, mình xịn hết đây đẹp lắm. Cổ lọ nha. Chị đã lấy cổ lọ, chốt cổ lọ cho em đi. Cổ lọ 69k. Comment cổ lọ cho em. Còn đầm 89, 99 không mà xeo có. Xeo còn có 79, 69. Rồi, chị nào lấy chốt cho em 69k nha, 69, hồng 69 cổ lọ này, 69k cổ lọ. Comment cho em mặc cổ lọ luôn đi, cổ lọ đi ha, chốt cổ lọ, 69k. Cổ lọ 69k nha. Sell hết. Sell hết. Này bán tất dụng tật, có gì bán đấy. Rồi mở vàng này, phong to mấy 6-6 cân cũng người luôn. Sell hết rồi, quay em test nào. Rồi mở vàng. Vàng này mấy 6-6 cái cân của vừa hơi bị màu đen đấy chị nhá. Cái vạt yêu chéo và cái cà của nó cũng chéo gì rất là dễ thương, mặc lên hài hòa lắm. Cái màu vàng này mấy 6-6 cái cân của vừa luôn. Còn chị nào mấy 55 thì khoảng 55-54 cân đổ về ok luôn á, tại vì thôi dạt thoải mái lắm. Chị nào lấy vàng chốt mà vàng cho em mà vàng 69k luôn. Chị nào lấy vàng chốt vàng 69, 69k là không có bằng vốn đó mấy chị. Đổ vốn đó nhá, 69 là đổ vốn á. Mà em sell cho nó hết luôn nhá. Chị nào lấy vàng này, có mê vàng luôn, nói chung đây là cơ hội đó mấy chị. Đầm len mặc thường thường đẹp dáng á. Lâu lâu mới sale một bữa ha. Tâm Tâm muốn chưa mai lựa tiếp không? Lên mấy cái hả Tâm? Tâm đợi chút xíu đi. Và comment vàng giúp em đi mấy chị. Bắt đầu váy đi chơi. Tâm bắt đầu váy đi chơi. Và comment màu vàng giúp em nha, vàng có 69k thôi. Ôi vàng đẹp lắm nha mấy chị. Bữa sau em bán lên 79k mấy chị đừng hối hận nha. Chị sẽ bán 79k mấy chị đừng hối hận nha. Vàng cho chị xanh Nguyễn. Vàng cho xanh nè. Đây vàng còn có chiếc thôi. Vàng cho xanh. Dạ. Đó. Hả? Đó. Em lấy cổ lọ hồng. Cổ lọ hồng chút chưa? Phan, tôi lấy cổ lọ hồng để lại trên số điện thoại kèm địa chỉ em nha.
Thằng Tú để lại thông tin, thằng Tú ơi, cổ lợn hùng còn một chiếc thôi, 69k. Rồi đầm mắm mấy chị, đầm lụa nha, rất là dễ thương luôn. Eo của nó là bo thun đuôi đuôi, hơi đuôi sừng cá. Eo của nó bo thun thế này, mấy 6 khoảng 52 cân đổ về. Mấy 55 khoảng 46 cân. Còn mấy màu xanh cho em này, 55 46 cân, 47 cân. Rồi còn bên màu xanh cho em luôn, cái màu này 79k nha, xe 79k. Đầm 89k, xe 79k nha, 89, 79. Lấy 2 2, 2 lo là sao? Lấy 2 luôn hả? Rồi comment cho em mã xanh. Xanh này, màu này em có màu thêm màu xanh Màu xanh đen, màu xanh không, không, cái này xanh đen này là đầm cầu. Xanh đen này đầm cầu. Rồi 79k xanh đen. Comment 79 cho em này, màu 79. Xanh đen, màu 79 ha. Comment xanh đen cho em, màu 79 này. Giá 79k, thì nó này đẹp ơi là đẹp luôn. Rồi đầm này giống chị ơi, đầm này 55k một chiếc nha. Đây, xịn đẹp luôn. Đó, sale luôn nha, sale cho hết một ha. 55k. Cái đấy làm yếm được không? Dạ, cái này làm yếm được luôn. Và đầm vừa yếm được luôn, form body. Mông luôn, rất là đẹp. Đây, chị Hương, chị mang yêu nha. Chị Hương ơi, cái này mới chị mặc yếm được nha. Con xuông 1m656kg lại mặc được hết. Cái gì? 7 rồi. Yêu người ta có 72 à? 72 là 2. 72. Yêu người ta đi đây mà. Thế em có lộ nông? Thì nhầm của mà em nghĩ sao ra được 56 vậy? Ờ, yết bên đường nha, cắm bên kia em ấy. Cái tình rồi, cắm bên đi. Rồi mẫu này nhấn chị ở 55k luôn. Đầm 89k, siêu 55k. Chị nào lấy chốt cho em mà, còn nó là 55 luôn nha mấy chị nha. Mấy chị cái này làm kiếm được. Cái thì thắt dây cao cao một chút, mấy chị làm kiếm được ai rất là xinh. Rồi chốt mà 55 cho em luôn. Eo 72, 1m6, 50 cân nha. Eo 72, 1m6, 50 cân. Chị nào lấy chốt cho em mà 55, 55k. Đầm 89 xe 55 vải hơi bị đẹp nha. Rồi đẹp lắm, màu vàng, mấy chị phối chung với áo màu đen. Hoặc là màu trắng. Nó đẹp ngất ngay luôn á. Làm yếm được ha. Rồi, không thích mặc làm yếm thì làm đầm không còn được. Chốt mà 55 chút đi. Mà 55. Mà 55 nha mấy chị ơi, mà 55 chút đi nha. 55 cho Diệp Loan. 55 cho Diệp Loan một chiếc. 55k đúng không? Đúng rồi, 55k. Rồi em dài có gối siêu xinh xắn dễ thương mỗi ngày. Chị nào có tuổi một tí mình mang ok ha, tầm 35 tuổi đổ lên ha. 35 tuổi đổ lên là ok nhá, rất là dễ thương. Mẫu này bao cân luôn, 55 cân đổ về mặc cũng ok luôn, coi dễ thoải mái lắm đây nè. Coi dễ thoải mái lắm nhá. 55 mà về 1m6 nha mấy chị nhá. Còn 1m á, 1m55 thì khoảng 50 cân, 52 cân đổ về nha, 50 á, 50 cân đổ về với 55. Comment cho em mà của nó là mã hoa. Mã hoa nhé chị. Mã hoa 79k. Mã hoa 79k giúp em cực đẹp lắm chị nha. Mã hoa 79k. Đẹp lắm. Cái này mình tặng cũng được. Tặng cho chị gái, tặng cho đầm em mặc có. Đầm em mặc hết rồi nha chị Ngà Hương ơi. Đầm biết học mặc hết rồi. Rồi đây một cái yếm 79k. Đầm hoa nó đẹp, sang và đuôi cá luôn. Đuôi cá luôn ha. Đây, đuôi cá rất là dễ thương, cái này có lớp bên trong nha. Rồi cái này làm kiếm thì làm đầm thì cũng ok hết. Làm đầm thì mình tăng đơ cái này lên cao cao một chút mấy chị nha. Còn làm kiếm á thì mình tăng cho nó thấp thấp xuống thôi mấy chị. Đó, rất là dễ thương như vậy. Rồi chị đâu mọi người comment liền cho em mà của nó là mã số 23. Mà 23 giá của nó là 80k. Thế là bài, đúng hai bài chị? Mình nữa rồi. Rồi em cũng rồi. Đâu học rồi. Thêm like đi. Dăng like đi nha. Thật, mai đưa like đi con. Mai chưa mai dăng like nha mấy chị. Mời em ở nhà lên đơn đi hàng nha. Chị gì lên đơn đi hàng, em ngồi đem chốt hàng cho anh. Không cần nô nịt anh mà like, đâu cần chốt hàng. Rồi em 74 đủ về, mét 6, 52 cân. Chị nào lấy chốt mã 23 cho em. 23k. Mã 23 là. Rồi em thử nói sập điện thoại. Mã 23 là 80k nha mấy chị ơi. 23 80k. 23 là 80k nha, không phải 23k đâu nha. 23 là 80k, mấy chị biết mà.
Không phải thấy comment 23k hả? 23k hả? Trời ơi, trời xỉu luôn. Chị Mai Phạm này. Chốt hàng bên em, nếu mà khách mới thì chốt hàng bên em cho em số điện thoại kèm mã số nhé. Cho bên em số điện thoại kèm mã hàng nhé chị nhé. Để em biết chị chốt mã nào để em chốt mã đó cho chị nhé. Mấy chị nhớ nghe đọc nghe rõ mã giùm em nha. Cái chừng mấy có mấy chế nghe lầm ấy. Em gửi hàng mà chào là bà, kêu là không không chốt thì nha em. Hàng đó hàng đó hàng Hồng Châu. Cao cấp F1 đó, cái đó là hơi bị đẹp luôn rồi xong mấy chị 2380 chị không biết cái đồ, mấy chị mặc cái đó, mấy chị phối với áo mua thành điểm đẹp. Chị Mai Phạm lên mã 23 cho em số điện thoại kèm địa chỉ luôn nha chị ơi. Rồi màu này, chị nào lấy màu này comment cho em mã số 5 đi. Chốt số 5 cho em, số 5 69k ha. Số 5 69k có hai màu, con Shipley mấy chị nha. Con yêu mấy 654 cân đổ về. Chốt cho em mà của nó là mã số 5. Số 5 kèm màu. Có váy đi chơi không? Mấy cái này đi chơi được hết rồi mấy chị. Mấy cái này đi chơi được hết mà. Comment số 5 kèm màu cho em. Số 5 có màu vàng. Số 5 có màu hồng. Số 5 69k. Comment số 5 cho em Von nha mấy chị nha. Von có xếp ly luôn. Rồi số 5 cho em nha mấy chị ơi. Có 69k thôi, xả 69k. Chị nào lấy số 5, chốt số 5 liền tay giúp em nha. Xả 69k số 5. Comment số 5 liền tay giúp em. Số 5 siêu đẹp. Số 5 siêu đẹp, comment mã 5. Chị Mai Phạm cho em xin thêm địa chỉ luôn nha chị ơi. 5 vàng cho chế Lily Huỳnh này. Bao nhiêu em nhỏ? 5 vàng cho Lily Huỳnh giá 69k. Ồ quá ẻ, quá ẻ. Để lô đó lô 89-95 của em không á. Tại vì rớt mẫu quá cho em siêu rẻ. Rồi cái đầm này xinh xắn đáng yêu nha mấy chị nha. Đầm này giá của nó là 75k. Chị nó lấy chốt liền cho em mà của nó là mã số 2. Số 2 phong xuân 75k. 69k đúng không? Dạ 75k số 2, comment số 2 cho em. Số 2 mét 6, 53 cân đủ về. Comment số 2 cho em nha. Cái đầm trắng ai chốt cho? À đầm trắng nó bị lộn đúng không? Rồi chốt cho em mã số 2 75k. Số 5 em hết rồi chị Mai Phạm ơi. Chị Mai Phạm chốt được cái mã đen á. Số 5 hết, số 5 vàng chốt rồi hả? Nhân rồi. Chị Mai Phạm chốt của em được mã 2380k cho em xin thêm địa chỉ luôn nha chị ơi. Có địa chỉ là chốt hàng thành công bên em đấy. Năm hồng châu chế Mina này. Hồng châu Mina. Chế nào comment số 2 mà em chắc em không có gửi hàng qua Trung Quốc được rồi. Thì tiếng Tàu không em bó tay. Em không biết tiếng Hoa. Ờ, chị có người già Việt Nam không? Em gửi về. Không biết tại vì tên là chữ Tàu. Gửi người chữ Tàu nữa thôi. Rồi, chị đã ơn cái mẫu này comment cho em mà của nó là màu tần nha mấy chị, màu tần xinh đẹp nha, vải lụa. Màu tần vải lụa nha, comment màu tần cho em. Màu tần giá nó là 79k, chị nói là màu tần, chút màu tần giúp em nha, tần bao thun. Mét 6 là 54 cân đủ về. À, còn mét 55 thì khoảng 47 cân nha. Cũng 46 cân. Cũng 7 cân á, comment cho em màu tần. Màu tần với chị cũng 78 cân ok luôn. Chút màu tần giúp em luôn bao thun nha. Chị gì đó ơi, nếu mà chị chốt hàng bên em á thì cho em xin tên số điện thoại địa chỉ luôn nha chị ơi, tại hai cái chữ kia em chẳng biết ghi thế nào hết. Chị gì đó ơi à. Chị gì đó xinh đẹp ơi à. Cho em thông tin nha. Rồi bài bố bài già mấy chị, đây là bài già ha, đây bài già. Khách mới chốt hàng bên em cho em số điện thoại kèm địa chỉ nha chị ơi, còn chị thì cho em xin thêm tên luôn nha. Bà Diệp Loan còn đó không bà, cho nên là hàng F1 này. Bà Diệp Loan còn đó không? Rồi bà già. Tầng này. Tầng. Bao nhiêu tiền? 79k. Mã số 2 đúng không? Dạ. Bao nhiêu tiền? Mà 75k. Tại sao? Không bỏ được chi giá. Tay đâu mà đi. Rồi về chốt nhanh đi. Rồi mà này chị nào lấy chốt cho em mà của nó là mã số 7. Mà 7 cho em, mà 79k chứ mà 7 cho em nha. Mà 7 của Sammy sắc mắt. Bà già nha, có hai cái túi cực xinh luôn mặc đi làm vô tư đẹp lắm. Mấy 654 cân đổ về. Chốt ok. Ok chế Mai Phạm có địa chỉ rồi này, em cảm ơn chế nha. Chốt cho em mã của nó là mã hả? Dạ không. Mã gì nhờ? Mã Giang. Mã Giang à? Quên mất mã rồi. Dạ Hồng.
áo dạ hồng cho chị Xanh Nguyễn này. Ừ, comment vậy đi. Quên mất. Làm lẹ, cho làm luôn cho nó lẹ. Bao nhiêu tiền? Vậy hồi lại mới được 753 lần nữa. Không để giá cho đồ đi. Cái này nè. Cái này 95k. Nói 75 nó ghi liền á. Đừng ý kiến à. Rồi ngủ này cho mấy chị nha. Chị đang ngủ này có mấy liền cho em mà. Của nó là mà số 24. Vợ mình cho này. Mà 24 cho em. Trên Vương Thanh Thanh. Mà 24 đẹp chứ chị, mà 24 89k. Chị nào lấy 24 comment 24 giúp em. 24 nha. Chốt mà 24 giúp em. Ok chị Thanh Thanh nha. Vậy em chốt cho chị Thanh Thanh mã số 2 và mã tầng nha. Một cái 79 và một cái 75k nha chị nha. 24 giá 89k. Mai để ý nghe điện thoại nhân viên chốt hàng cho em nha. 24 Diệp Loan. 24 Diệp Loan. Lần qua đấy, anh... 24 cái dịp loa. Ok. Chị nhỏ. Nhớ nha, ok. Kịp ghi thôi. Rồi, mùa này em lên quá chậm luôn đúng không mấy chị? Lên quá chậm luôn rồi còn gì? Bà ngồi đây bà ghi nè. Ok, thay đi, mua đây, mà em đang ghi cho. Chưa bị nhanh á. Ừ, ghi như em mai nhân viên nó đọc nó gọi là nó chắc hàng. 76 nha, em 76, em 76, em 76 nha mấy chị nha. 1m6 vàng 54 cân. Em 76, 76, 54 cân. Em 76, đầm ren không môn. Giá 95k. Chị lấy chốt cho em mà, nó mà số 10. Chốt mà 10 giúp em nha. Mà 10, mà 10 giúp em. Nên này đẹp lắm, mặc lên nhãn đẹp lắm nha. Mặc lên body, form body nha. Mấy chị mặc vòng nào ra vòng đó, nhìn xinh lắm đi làm được ha. Chốt mà 10 cho em, mà 10 đẹp. Mà 10 cho em nha, mà 10. Mà 10. 95k. Tên mặt đầy đủ. Mà 10. Đây, mà 10 này. Quên ghi số 10 mà quên ghi giá. Đâu có mướn. Hôm nay em không mướn được. Làm thiết kế mấy chị nha. Siêu đẹp. Em mọi người nhìn tay. Ở gu mắt đó mấy chị. Gu mắt mấy chị biết thằng dùng gu mắt không? Không. Không biết hả? Không. Anh Giang sao biết được, bây giờ biết nè. Nói cái gu mắt mấy chị biết nè. Họ có ai được, họ là chế nào biết đâu. Nó chế nào biết gu mắt đâu. Thương hiệu gu mắt. Chứ anh Giang biết đâu. Chế nào nói biết em tặng quà. Chế nào. Tự nói chế nào nói không biết chứ. Rồi. Quá đẹp luôn, 99k. 99k nha. Hàng thiết kế 99k, hai vai đến ngọc thì dễ thương lắm. Rồi, 99k. Nói cái biết tặng quà phát comment thì biết cái cảnh chết quá. Rồi, comment cho em nhé mấy chị mà 99 nha, 99k. Cam body cho chế Hương Trần này. Kêu 75 Hương Trần một người đúng không? Rồi mặc đẹp luôn đấy nhá. Mặc đẹp luôn. Cái kỳ. Bao nhiêu? Dạ, 99k, cảm nó đẹp quá không? Phải mà cũng là 99, cũng chốt nhanh quá hả? Anh thích vậy. Rồi cái này. Ai nói mà. Cho em chết. Anh Giang tặng quà đi anh Giang. Hung mấy chế đi. Chị đây ok này. Một nụ hôn lồng thắm. Ngoài chị có. Các quần nha mấy chị. Em body cho chị Hương Trần. Để coi có gì về hay cho nè. Nụ hôn ghi gió đi mua 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 con cái ghi gió luôn. Thương Trần 482. Cái này mấy chị ơi, cái này nha, giá của nó là 65k nha. Chị nó lấy chốt kem kiểu thì đẹp, nhưng mà chất này của nó là chất kim tuyến mấy chị ha. Cho nên bán rẻ nha mấy chị, chất kim tuyến cũng đẹp lắm, chất này không có suốt nhưng mà đẹp, cũng đẹp lắm, nhưng mà em vẫn bán rẻ nha. Mới về cho mấy chị giá 65k, mọi người thì nó đẹp lắm, có cuồng luôn, rất là xinh. Tầm mấy 55 thì còn 46 con đủ về. 46, 47 cân á. Tặng thức dây hả? Ừ, mình nó tặng là mình tặng à? Giang tặng thức dây kìa, ai nó biết nha, tặng thức dây. Thôi, biết hết rồi, hết hiệu lực nha mấy chị. Thời gian chấm dứt hết hiệu lực. Bây giờ đến quà tặng của Giang. Cầm lên này cho chị Lê Thí Hằng này, chị Lê Huyền Mai Thi này. Mai Thi. Cho bé Thanh Hòa cái nữa này, đó. Thanh Hòa. Ba người, ba cái thức dây. Về phải đo số đo của mình chính xác một rồi, ok đo, nha. Đo vòng 1, vòng 2, vòng 3 luôn nha mấy chị. Đo 3 vòng ha, số đo 3 vòng. Mét 55 khoảng 47 cân nha mấy chị ơi, 47 cân đủ về.
comment cho em mà 65 này 65k nè. Chị Mai Trang, Mai Trang 046. Trời lâu lắm rồi thì mới thấy chị ghé lại nhà em đấy. Trời ơi, cái bà già này đẹp quá. Mai suốt đời không hôn luôn á chứ. Mai cả đời không hôn luôn á. Đó, em nói thật bà Dục Loan mà là đứa này về mà bà bán nó ký hàng vậy thôi á. Rồi mẫu này thì nó ưng 95k chốt cho em mà, nó mà 33 à, 3, mấy 6 năm 4 con ngủ về, con nuôi cá ngoài rất là xinh nha. Đi làm thôi đẹp nhà mang luôn á. Rồi 95k chứ mà 33 cho em. 33 này cơ. 33 cho em. Mà 65k cho em. Mà 33. Cái lần mà cái lần mà mặc có túi không? Cái lần mà mặc có túi. Không, 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 không. Cargo mã 33 đúng không? Dạ mà 33. 33 là chút 33 cho em. Ok. 33 cho chị Mai này. Chị Mai là phải đặc biệt chú ý. Phải thật sự phải chăm sóc chị thật kỹ. Chị Mai mất cái dây chưa tặng cho cái dây luôn. Gớm không có, không có tặng nha, không có đừng tặng nha. Có gì tặng nha, không biết của ai tặng à. À vậy hả, của ai vậy? Đi xin cái đứa dây vậy đang đo cho chị Mai luôn. Chị Mai luôn. Gheo. Rồi mẫu này. Ủa cái này ở trong luôn hả? Cái này của cái gì đây? Không, cái đó không, cái đó khác, cái đó khác, cái đó mà 55 á. Ở mặt 65. Eo 75 với chị ơi, 75 đổ về làm đẹp quá. 75 đổ về nhé. Cái 75 đổ về. Thì đỡ mẫu này comment cho em mà xám đi, cho xám cho em nha, mà xám. Mà xám thì mình làm yếm cũng được. Không có, đọc các kiểu phân đại biểu. Trời ơi, phải là vô lại vô nhà em đi, lên giày, lên trong mùa lạnh nè. Đồ trong mùa lạnh đầy nè, mà về mặc ấm là bao khỏe liền. Anh chỉ là hồi cổ mất cái Mai Trang này. Hậu lạnh quá, ốm thì le, mà. Rồi, chị đã ơn xám, chú xám cho em, xám cho 5k. Chú mà xám cho em nha. Mà xám. Xám thì làm yếm được, chị nào em làm đó. Em may mắn lắm đó. Thấy không? Xám cái Diệp Loan này. Xám cái Diệp Loan này. Em mày thấn chứ sao? Nhưng mà ngồi về từ khoảng phút giây ạ. Diệp Loan mình nói tặng mà phải tặng chứ em kỳ. Nhưng mà chỉ em là chỉ thích em mới tặng chứ không, chứ không thích mà em tặng thì kỳ. Ý là tặng xem, tặng thì xem thích không? À, tặng thì có thích không? Ừ. Vậy là cái mai liên được một cái đứt dây luôn nha. Bao tiền? Dạ 45. Rồi mẫu này thì đâu, mẫu này màu đơn giản này nha mấy chị ơi, màu đơn giản 69k. Chị nên ơn cái màu đơn giản này comment cho em mà, của nó là bằng số. Ai mướn rồi. Chứ không cho em. Ai mướn rồi. Chứ mà không giúp em nha. Tổng số ký luôn. Mà không 54 cân đổ về. Mà không 54 cân đổ về mấy chị ơi. Đẹp nha mấy chị, mà không. Chứ mà không giúp em. Đây khuya rồi em nhẹ nhàng mấy chị. Em nói nhỏ, đi nhẹ cười duyên. Em cứ nói bình thường đi, được rồi. Đây là bình thường của em á. Không phải đâu, trọng nó càng càng càng. Thì tại vì nó càng, bình thường nó càng vậy đó. Thì mình đang bị càng tiếng mà. Đau lòng quá ta. Thôi đưa tiền đây, mai ra mua chân đào về ngâm mật ong cho uống nhá. Rồi mình nè. Ây chà, không được. Mình phải dịu dàng lại, khách la quá. Đây chị đã ông hồi này, dòng thao mà có không được thương quá chứ. Thiệt tình luôn á, có chồng ngay, chồng nhà em không? Rồi chị nói cái mẫu này comment cổ yếm á, mấy chị rất là xinh ha. Ai rồi, cổ yếm như vậy rất là xinh nè. Đó, em như vậy luôn mấy chị. Đó, mẫu này có xịt tà, có vùng trong luôn nha. Mẫu này chị đã ông hồi này comment cho 79k. 79k mấy chị nhé. Chốt cho em mà của nó là mã số 37. Mã số 37, 79k mấy chị ơi. Em chỉ đọc, em đọc lại mã với giá thôi nhá. Còn thông tin về hàng như thế nào mới chế nghe bà xã em đọc cho em nhá. Em 76, 1m6 55 cân. 1m6 55 cân đổ về nha, em 76. 55 54 cân á, em 76 nha mấy chị. Em đang cột tóc nè. Tối cho xuống sàn ngủ chứ Thảo ơi. Dạ. Sài Gòn nóng ngủ đất mát. Không sợ. Nhà em nhiều phòng không ngủ, em dần có ngủ phòng nào được đấy mấy chị. Không đi phòng nào cũng ngủ lan còn được hết, khổ lắm. Rồi chị đã ưng,
chị nói hơn cái màu này comment cho em màu trắng nha. Màu trắng mấy chị ơi, màu trắng này. 74. Màu trắng heo 74. Sao nữa? Mét 6 52 cân đổ về. Bao tiền? Dạ 95k. Màu trắng 95k heo 74 mét 6 52k 52kg mà được này. Vài bố nha chị, vài bố, tay lưới, vài bố tay lưới nha. Màu trắng nha. Mấy màu trắng cho em. Trắng cho Diệp Loan. Trắng cho Diệp Loan. Trắng cho bà Diệp Loan ha. À, nó để nhớ sao là ngày mai chị để xử lý. Chị để nói mà. Chị để xử lý. Cái này để nguyên rồi mai tính. Cái này đẹp lắm này. Tập trung nè, cái này đẹp lắm. Em lên mấy xít rồi tụi em hót nha mấy chị. Chưa mai lên đi. 11 giờ rồi, hàng tiếng rồi. Để cho đồng phòng rồi. Cái gì? Hello. Mấy chị ơi, cái này comment kia mà của nó là mã số quần là quần tây, dạng quần tây cho mấy chị có túi đi. Đây có dây khóa ở bên hông rất là đẹp ha. Dây khóa bên hông hả? Dạ, dây khóa ở bên hông. Một set quần tây có túi dây khóa bên hông, eo của nó là 70 nè. Nó 70 này chứ. Tin tôi đó coi. Thì coi size đi. Size M đúng rồi đó. Size M tầm yêu 70 đủ về, mấy 6 khoảng 50 cân. Ghê, em gái nhìn được cái size luôn. Rồi mấy chị, rất là đẹp. Form quần đẹp cực kỳ, form áo cổ tông nữa. Một set 95k. Rồi thì nó ôm cầm em mà 95 cho em luôn mấy chị. Không hiểu set này đẹp quá. Set cho chị Diệp Loan nè. Thế rồi set không còn nữa. Set của Diệp Loan một set. Set này đẹp thật. Chuối. Cái này set chuối đẹp thật. Set chuối. Set chuối cho chị Lê Thí Hằng này. Set chuối cho chị Lê Thí Hình này. Hết. Ông này. Em mới nói là thế nào lấy comment hết lên, anh đọc liên tục đi. Thôi comment lên thôi chứ còn có đồ chốt. Nhiều gèo. Sorry, chế Lily Li Huỳnh nha. Lily Huỳnh lấy áo sơ mi nha. Quần giống vậy nha, áo sơ mi. Đây, áo sơ mi nè. Xinh lắm. Em bị bà xã em lừa thôi. Đây, dễ thương lắm nha. Xếp chuối chốt rồi cho chị, cho chế Diệp Loan và chị Lê Thí Hằng là em hết xếp chuối nha. Diệp Loan áo sơ mi đẹp. Cái set này cái áo không là 120 rồi, nguyên set có 95k ha. Chị Lê Lê Huỳnh mà lấy cái áo, cái set này quần bởi áo sơ mi, ok cho em là chốt luôn. Coi size bao nhiêu nè. Kéo cái áo biết lên nè. À, nhìn cái còn hơn rồi, đâu kéo qua bỏ tay nó coi. Có size á, mình coi size. Ủa? Sao size S mà giống như size M vậy? Đâu đó quá, đó lý thức. Cái này là hông, không phải eo đâu. Còn tay ngang luôn á. Ok kìa, chị Lily Huỳnh lấy luôn kìa. Để em kiếm size M cho Lily Huỳnh nè. Hôm 78, hôm 76 hả? Hôm 76 giao tầm 70, ok luôn á. Đó. Lily Huỳnh ok luôn ha. Rồi. Rất cho Lily Huỳnh. Còn sesame không? À, một set nữa thôi. Và mà áo khác. Sesame thì tới Diệp Loan luôn kìa. Diệp Loan, mà thôi Diệp Loan khỏi đôi eo. Và sesame của Diệp Loan luôn. Ủa, sesame này đẹp, sesame này còn đẹp hơn rồi kìa. Wow. Dịp lang luôn. Anh. Cho dịp lang luôn nha. Đây cho dịp lang. Đẹp quá. Ôi giờ em mót đi, cho mai lên tiếp nha mấy chị nhé. Được không? Cho mai lên tiếp đó. Mấy chị ngủ ngon. À, còn hai cái nữa lên nốt hai cái. Lầy ghê. Còn hai cái đẹp rồi lên nốt đi. Mất công chưa may và bà Diệp Loan bảo bảo. Không, cái đó là phấn anh. Phấn phấn. Không may không? Không may. Ở dưới được kìa, dưới nút được kìa. Không may á. Rồi, đây nha mấy chị. Trời, bà bé, bé bà gài chết. Anh Giang, bà gài cái tan đá này nha. Anh Giang, Giang, nhìn nó là tan đá này. Người ta gài ngược lại. Rồi chị nào ấn cái đồng này. Comment cho em mà của nó là mã số 4 nha mấy chị. Mã 4 nha. Mã 4 cho em mà 46 52 cân đổ về chứ mà 4 cho em. Mã 4 ha. Tay lưới nha, tay lưới kim sa. Ôi dạ, có độ ôi dạ. Mã 4 cho em. Mã 4 eo 72 con dạng tới 80 luôn á mấy chị. 72 con dạng 80 luôn tới mã 4 cho em. Rồi 4 chứ, rồi lấy 4 chứ 4 nha, 45k. 4 chứ em đâu có tan đá nữa, đẹp lắm. Tan nha. Sao đây? Nó chế luôn, mình lấy xe, 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 xe. Hoặc là bán quần cả 2.
Mày đi đổi cái áo đi. Áo sơ mi đen rồi. Cái tên gì đó nhờ? Lily Huỳnh ơi, đổi cái áo sơ mi trắng thì sơ mi đen được không? Lily Huỳnh, ok rồi mình đổi cho. Rồi, chút. Số 4 là bốn mà số 4 là cái gì? Số 4 là cái đầm đen này 2k. Rồi. Bao nhiêu tiền? 95k. Số 4, 95k cho chế Hồng Văn Trần này. Hồng Văn Trần. Cái sơ mi trắng nó bị dơ rồi, nó bị dính dơ rồi không, đó chứ. Không. À, nó vải của nó cùng nó bị tướng chỉ đúng không? Đúng rồi, nó bị tướng chỉ. Cái áo sơ mi này nó bị tua chỉ đó chị Lily. 95k đúng không? Dạ, chị Dí. Lily Huỳnh nữa. Đúng rồi, nó bị. Lily Huỳnh ơi, nó bị tua chỉ rồi, đổi áo sơ mi đen nhá. Sơ mi đen đẹp, đẹp lắm. Sơ mi trắng nó bị tua chỉ ở ngay cái phần phần cúc này rồi. Tua hết là nó tua ngoài đường ngang hết, bỏ đi. Tua đường ngang hết, bỏ đi ha. Thì đổi sơ mi đen không? Đổi sơ mi đen ok giùm em, sơ mi đen đẹp quá. Ok giùm em đổi cho nhé. Sơ mi đen siêu xinh, phải siêu xịn luôn, cam kết phải xịn. Ok thì em đổi cho nha. Thì đưa lên ok kìa. Ok, mình sẽ chế luôn, phải bị đẹp luôn á. Này giờ còn rớt lại cái quần rồi, chị nào lấy cái quần không? Kéo. Cái quần 55k mấy chị yêu ơi, chị nào lấy cái quần comment quần cho em. Quần 55k, chị nào lấy quần size M comment quần cho em nhé. Cái quần này để mặc đi đẹp quá. Ừ cho đấy. Đây chị nào lấy comment mà 55 cho em nha. Nhanh tay thì chị nào không lấy thảo chốt. Váy đỏ cười chị. Comment mặc quần cho em. Váy đỏ nào? Váy đỏ em đang mặc hết rồi Yến Nhi ơi. Rồi 55k. Cái màu nó cũng hết luôn rồi nha. Comment mặc quần. Quần cho Diệp Loan. Quần 55k cho Diệp Loan luôn. Đây cho bà Diệp Loan. Đó. Ok. Ấy còn hàng xả này. Em siêu hàng. Hàng này là hàng hàng này là không thích bán mà đi xả. Không thích bán cho chị ấy thì đi em xả. Đây, chế nào ân này. Chị thương lắm. Lên ha, lên tay dài đẹp cực kỳ. Thay bọc khỏi xếp đồ, xếp mệt. Rồi lên tay dài đẹp cực kỳ nha. Cái nào ưng cái tay dài này. Đó, comment cho em này. 65k cái áo này nha. Lên thì xịn, đây là lên 6 có mấy chị. Cái đen này tôi giá 100 mấy một cái á. Thì nào ưng chốt liền cho em. Màu của nó là màu số 5. Màu 5 tay dài cho em 65k một chị năm thử, nha. Chị thử cái váy đó lên được không? Cái đen nào á? Nó đó. Có được, chị thử cho. Comment màu 5 cho em nha. Em thử cho này. Khuya rồi em chiều khách nha. Đỏ mã 5 bao nhiêu tiền em ơi? Mã 5 65k. Lên đỏ mã 5 65k cho chị Lê Thúy Hằng này. Đợi em xíu nha bà con ơi. Ho quá. Em bị ho chứ. Này bước đấy nha. Đây. Vừa ăn chưa? Vừa làm ăn chưa? 65k đúng không? Dạ. Trời ơi, đẹp quá. Em mặc vô đừng có dòng nhau nhưng mấy trời ơi đẹp quá à. Xinh luôn á. Em nói rồi đẹp lắm á. Nhìn gọn quá ha. Cái dòng này của chị Lê Trí Hằng này. Rồi ren nha mấy chị ơi, xinh quá à. Cái này hồi xưa em bán từ 170 cái á mấy chị. Cho mày một cái mấy chị hồi thôi. Mã số 5. Em lấy ren ren nha. Ok Yến Nhi lấy ren ren, lấy ren ren để lại cho anh số điện thoại kèm địa chỉ này em ơi. Lấy để lại cho anh số điện thoại kèm địa chỉ chốt luôn nha. Chốt luôn. Ưu tiên cho người hỏi trước. Ok, chốt luôn kẻo người khác chốt đấy. Nhanh tay. Nè em đi thắt nơ rồi nha. Chị Thảo mặc gì cũng đẹp. Cảm ơn chế sen bông lê nha. Thế giờ nè em đi thắt nơ rồi. Rồi chị nói cái đầm này chốt cho em liền với 652 cân đổ về nha. Chốt cho em mà của nó là mã số 3. Mã số 3 giúp em. Mét 652 cân đổ về mã số 3 nha mấy chị ơi. Mét số 3 giúp em. Có tính không bà? Có tính. Mã số 3 giúp em nha. Mã số 3. Mã số 3 mấy chị ha. Rồi. Comment chào buổi mà không trả lời tôi gì. Ủa chế hoa xuân tím mà thấy chế hoa đúng. Hoa xuân tím mà. Cái này có một cái chút nữa. Dạ.
Này kêu mã số 5 mà. Lâu 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 chốt thẳng phát cho mới chế được giậm nha. Lâu lâu phi phi ở chốt sẵn phát cho nó lẹ lẹ em đi ngủ đuối. Mã 3 xuống mã 3. Mã 3 giá 90k. Chị nào lấy mã 3 cầm em mã 3 giúp em. Mã 3 1m6 52 53 cân đổ về nha. Chị nào lấy mã 3 chốt mã 3 90k giúp em. Mã 3 bị đẹp nha mấy chị nha. Mã số 3 90k này. Mã 3 bị đẹp. Chị Nhi để lại cho anh thêm địa chỉ luôn nha em ơi. Mã 3 giúp em nha. Ủa tụi ta. À đây. Mai Lê mà 3, ủa từ bà ngủ rồi. Chị Nhi cái gì chị? Mai Lê. Từ bà Mai Lê bà ngủ. Ờ nãy đâu thấy comment lên đâu. Cái bà mới dậy á. Chắc mới bị điện thoại rớt vào mặt này. Thôi. Chị nào lấy cái bi đỏ này. Comment bi đỏ giúp em nha. Mấy chị ơi, xe lao chim giúp em nha mấy chị. Ok Yến Nhi nè. Còn áo len không? Áo len hả? Hình như còn. Đợi một xíu, lên xe tiếp. Để em thử cái đầm này nè nha. Xinh lắm. Ủa, cái này mặc sao ta? Yến Nhi có đen nha. Rồi, cái này đẹp ghê á. Chắc em dùng cái. Nhanh nhanh, chúng ta em cái nha. Mà đẹp, đen nữa mất. Ủa, mặt cái này ngực bực lắm nha. Và, đi cho Lê Bích Thảo một chiếc nha, chỗ đẹp quá. Mặt cái này nhìn ốm quá mấy chị. Chị nào lấy bi đỏ, bi đen, cầm em bi đỏ, bi đen cho em. Màu này có hai bi đỏ, bi đen nhé. Không phải. Mình không chốt là người khác chốt liền. Nên hàng bên anh là ưu tiên cho anh nhanh chân nhé. Cái nào anh nói ưu tiên được, anh sẽ ưu tiên nhé. Còn cái nào không là không nhé. Rồi bi đỏ, cầm em bi đỏ, giúp em bi đỏ và bi đen. Giá có 95.000 thôi mà được em bi quá đẹp luôn. Mặc cái này Thảo khen ngực rất là đẹp không mấy chị. Chị nào lấy mẫu này cầm em liền bi đỏ, bi đen giúp em. Tay hai bên cánh tay như vậy rất là xinh nha. Thảo chốt một chiếc rồi nha, đừng nhầm cái Thảo nha mấy chị ơi. Chị nào lấy bi đỏ, cầm em bi đỏ, bi đen, cầm em bi đen. Mỗi thứ chỉ còn một chiếc. Mỗi màu chỉ còn một chiếc. Bi đỏ cho chế. Chế Mai lấy bi đỏ bi đen không phải không? Chị Mai lấy bi đỏ bi đen lên sao chứ ơi? Bi đỏ một chiếc, thở hai mẹ con mặc chung. Thôi bị đẹp. Ok, Yến Nhi có đen rồi nha. 11:30. Chị Mai mà lấy bi đỏ bi đen luôn á là mặc chung với con gái thì một cặp thì xinh lắm. Hai mẹ con tin đây là tin luôn. Chỉ 95k một ấy. Cái. Thôi bị đẹp. Áo cam thân hạ. Ok rồi, ok này, chị Mai này. Áo cam cho Thanh Hòa rồi, ok, Thanh Hòa áo cam luôn. Áo cam cho bà Thanh Hòa luôn nè. Áo cam 55k. Thanh Hòa ơi, 75 thì siêu 55 nha. Siêu cho Thanh Hòa 55 nha. Rồi áo cam 55 cho bà Thanh Hòa nè. Rồi còn cái bi đỏ của em đây nha, đừng bán nha. Cái này 95 phải không? Dạ. Rồi áo tím. Áo tím chị nào lấy áo tím 55k luôn, cầm em mà tím cho em. Tím 55k. Mà tím 55k, cầm em mà tím. Bi đỏ Nguyễn còn bi đỏ không ta? Hết rồi. Còn chiếc em mặc còn cái em. Hả thôi em tím rồi của em. Mà tím là tím. Không được dành với khách quen. Không được dành với khách quen được chứ. Rồi cầm em mà tím cho em nha, của em. Bi đỏ cho chị Nguyễn Thanh 834 nha. Mấy chế ơi, bắt bè nó ôm cái tông không cho em. Em vừa không á. Chắc bà, cái này bà Thanh Hòa vừa mà đúng không? Bà vừa. Cầm em mà tím cho em nha. 55k đúng không? Dạ. Chế Nguyễn Thanh 834 đâu rồi? Ok cho em cái này, em chốt bi đỏ nha. Có ok là có hàng nha, còn chưa ok là chưa chốt được nha. Bà nằm không? Mà đen. Chị nào lấy đen cầm bên đen giúp em nha. Mà tím hả? Mà tím 55k đúng không? Mà đen 55. Còn đúng hàng rồi. 75 không không chị ơi? 75 ốc giờ 75k. Sale hết. Sale có 55k thôi ha. Sale thấp hơn giá vốn nha mấy chị. Đó. Đây là em xả của khách đó. Tại vì khách hơi lèo xèo một chút cho nên em không bán rồi em xả ra nè. Đẹp lắm. Còn hàng đẹp không mà áo kiểu có xinh lắm. Chị Nguyễn Thanh đâu rồi ta? Chị nào lấy đen cầm bên mà đen cho em luôn. Cái đầm này nó thuộc về em rồi. Chị Nguyễn Thanh. Mà đen, chúng đen giúp em. Ờ, không biết, để đó. Rồi comment mà đen cho em nha.
Má tím, má tím, tím 55k, đen 55k này. 55, thế nào lấy cái nào comment cái đó cho em nhé. Hi dừng cho em nha chị, em cảm ơn chị rồi xong. Đi đỏ cho Nguyễn Thanh 834. Hi dừng cho em nha chị, em cảm ơn chị. Thấy chưa? Khách dễ thương như vậy mà không nhường, sao chịu nổi. Rồi chị nó lấy vàng, chúc mà vàng cho em nha, mà vàng. Mà vàng nhóm chị ơi, 79k. Sale nhóm chị ơi, sale nha, sale 59k. Chị nó lấy vàng, chúc mà vàng giúp em, mà vàng 46 53 câu đổ về ha, comment mà vàng giúp em. Mà vàng, comment mà vàng nha. Rồi em xuống like nhóm chị ơi, mà vàng là cái cuối cùng em like nhá. Chị nó lấy vàng, chúc mà vàng cho em luôn, em offline. À mấy chị có chị nào cần tư vấn kem không? Vàng bao nhiêu? Dạ. Vàng bao nhiêu? Vàng là 59k. Vàng 59k cho chị Thu Ren Nguyên này. Vàng cho Thu Ren Nguyên ha. Tết tới nơi rồi em sẽ tư vấn kem một xíu chị ha, kem trắng da nha. Tranh thủ còn 2 tháng nữa là vừa đủ thời gian trắng da để em Tết đấy. Mấy chị mình thường bị nám nhiều á, tư vấn nám mụn ha. Em tới tháng rồi mấy chị ơi, đang tới tháng. Mụn nó đang nổi ha, nổi bên đây cục. Em đang dùng kem trắng da kèm với lại thuốc mụn. Em bôi dưỡng da buổi tối, nhưng mà mấy cái nốt mụn á em sẽ lau kem đi, sau đó em thấm chấm mụn vô thì da của em là nó sẽ không bị nổi mụn lên, rồi nó không bị sưng tấy lên. Và đặc biệt là sau khi mà hết mụn á thì da em sẽ không bị thâm. Nhớ là mấy chị đặc biệt nhớ là bị mụn là đừng có nặng ha, đừng có nặng. Áo cam Tân Hòa vừa nha, nó khô. Bà Tân Hòa nói là bà bao nhiêu cân thôi, em bảo 76 hả? Bà ấy tầm em 76 đấy. Thì sao thôi bà ấy, thôi bà không vừa, bà không sợ không vừa thôi, điện cho người khác đi. Đừng sao chốt Tân Hòa cái khác nha. Lấy cái cam đó, đừng sao chốt lại khác. Đây em tư vấn nám một tí nha mấy chị. Chị nào bị nám thằng nha. Nói chung mấy chế mình tranh thủ làm đẹp để ăn Tết đi mấy chế ơi. Cái này cái áo đen nó có cái cục trấu. Nên là cái nền á, trên cái hồng có cái thứ nó cục trấu. Đây là nám mấy chị ha. Đây là kem nám nha, kem nám. Đây, kem này. Nay em đi siêu thị cho kem trắng đều luôn chị ơi. Tuyệt vời. Tôi xin bông lê để chị nhìn. Chị xin bông lê cũng nào feedback cho nhà, em feedback rất là tốt này, cảm ơn chị nha. Cảm ơn chị xin bông lê đang tặng lực nha. Cuối đang tặng lực xin bông lê à. Rồi đây là kem nám nha mấy chị ơi, kem nám là dòng kem này là bên khách hàng bên em là rất là ưu chuộng luôn. Cho em feedback rất là nhiều, kêu là nám nó mờ rất là nhanh mấy chị ha. Nó mờ nám này nhưng mà nó không bong tróc da, tại vì nó thấm vào trong da mấy chị, nó thay đổi sắc tố melanin, nó đánh tan những cái vùng da mà sạm màu á đó, cho nên nó rất là tốt, hoàn toàn được duy nhiên mấy chị. Một lọ như vậy á là giá của nó là 295 ha, hơn 30 gram luôn. Màu này hơn 40 gram á, màu này là mấy chị xài á là được rất là lâu ha, xài cả ngày cả đêm luôn, ban ngày có thành phần chống nắng luôn nha mấy chị. Có cả thành phần chống nắng luôn nha. Rồi chị đơn màu này comment luôn cho em. Ok. Giống như đang bán hàng vậy trời. Quên đang bán quần áo. Để comment cho em mà nám hả? Comment mà nám đúng rồi. Mà nám 295 mấy chị được tặng kèm serum nha. Nám 295 là tặng kèm serum mấy chị, yên tâm về chất lượng của nó ha. Đây. Rồi 295 chị nào lấy nắm, comment nắm lại cho em luôn. Chị nào mà thấy em tư vấn lâu rồi á, có đủ tin tưởng rồi thì cứ comment trên này cho em luôn ha. Còn đây là body nha mấy chị, body đêm nha. Chất kem của nó là chất kem đặc nha mấy chị. Đây. Bôi body cực kỳ trắng mịn luôn, body trắng nhanh lắm. Body này sau một tuần là mấy chị bật được 2 tông nha. Và để trắng giống em á thì chắc là mấy chị phải bôi khoảng phải xiên á, tùy cơ địa, phải xiên. Có người là cỡ 3 tháng là được trắng giống em rồi. Còn chị nào á mà cơ địa mình da đen bẩm sinh á thì chắc là lâu hơn một xí ha, nói chung là tùy cơ địa. Còn chị nào da bình thường là tầm 3 tháng là chắc cỡ trắng tội như em rồi ha. Ok. Đây. Đó, chưa? Nám cho chị nhà hơn nè. Nám cho chị nào lấy nám comment mã số cho em. 295k màu hổ. Nếu mà chị cả nào muốn thì nào mà thấy mình nám hơi nhiều thì nên xài kèm toner cùng với toner. Toner là gì? Nhảy ra lấy. Toner là gì? Nhảy ra lấy. Đúng, chính xác, tư vấn cho mình thế. Toner chàm chà giấm táo với chị nhé. Chai toner thần thánh nhá, để đi kèm với cả nám nhá.
Con nơi chàng trai giống tao nha. Cái này mấy chị nào mà bị nám đầm, nám nhiều á, mấy chị xài này cực hiệu quả luôn. Vết nám mờ rất là nhanh mấy chị, tại vì nó sẽ sâu trong da và làm đều sắc tố da, đồng thời kèm dầu mấy chị. Rồi nhất là kèm mấy chị nào bị nám là một, chị nào mà bị mụn nè, rồi chị nào bị tiếp nhiều dầu ha, tức là lỗ chân lông to và nhiều dầu nhờn, xài toner rất là tuyệt vời luôn ha. Đó. Đây là đây sản phẩm kèm 170. Đây là toner nhá, toner là hỗ trợ cho trang cho sản phẩm nám rất là hữu hiệu nha mấy chị nhá. Chị nào chị nào lấy cái này comment mã toner cho em. Mã toner 170 đi kèm với nám một bộ, mua từ hai sản phẩm lên nha, free ship. Hai sản phẩm được free ship nhá. Còn chị nào mà đi đơn kèm quần áo sẽ được giảm 25k ship nha. Sẽ được trừ trực tiếp 25k ship vào trong đơn quần áo luôn nha mấy chị nha. Còn nếu mà chị nào mua kem không á thì sẽ được free ship luôn nha. Ship tận nhà luôn, chị nhận thôi, trả tiền kem thôi, không có tốn một đồng tiền ship nào hết. Đó là kem đấy chị ha. Có rồi. Màu mặt nụt xài lúc không được nha chị Loan Võ ơi. Mình có bầu không nên xài. Chị Loan Võ có bầu thì chị xài kem mụn được. Nhưng mà nó chỉ giúp cho da của chị là không bị, nó sẽ không có hết mụn hoàn toàn đâu. Tại vì do sắc tố của chị là khi chị có bầu á, nó tiết nhiều cái sắc tố làm cho da của chị bị nóng trong người. Thứ nhất, thứ hai là do gan nữa. Thế lại có bầu, sắc tố của mình nó thay đổi nhiều lắm. Là da cũng là nội tiết tố gì thay đổi nhiều lắm, cho nên mụn chị sẽ xuất hiện rất là nhiều. Nhưng mà khi chị xài cái mụn thì giúp cho cái mụn của chị nó không bị tết tết ra này, rồi nó không có bị giống như là chảy xước rồi sưng to tung á, giống như là một sản phẩm sát trùng cái mụn của chị, giúp cho mụn của chị teo bớt lại, chứ kêu hết hẳn là nó không hết nhưng mà bình thường nha. Nó sẽ hạn chế cho chị thôi để giúp cho chị thoải mái hơn, tại vì chị đang có bầu á. Chứ còn mấy cái chị mà như là em này, em không có bầu thì em xài nó sẽ hết ha. Thì mụn là 250, một combo gồm với một phơi mụn, tức là một cái chai chị thâm nha. Đó là một combo, đó giá là 250k. Chị xài chung với toner cũng ok. Ok. Rồi, body ngày nha chị, đây là body ngày nha. Body ngày hộp màu trắng như thế này nè. Và đây là body đêm. Body đêm. Body đêm ha. Giá là 250 nha. Chế nhà Hương này nè, có muốn lấy thêm toner thì ok, chốt thêm toner cho em nhé. Cái chai toner đó hỗ trợ chị nám rất là tốt đấy chị ơi. Em để gần giống chị coi body nha chị. Body này là đặc biệt đó, là nó không bị trôi. Khi mà mấy chị xuống dưới nước á, nó kháng nước luôn, nó không có bị trôi kem, mà nó ăn sâu vào trong da luôn, nó ngấm sâu vào trong da mấy chị luôn, nó nuôi dưỡng làn da của mấy chị, da của mấy chị sẽ trắng nhanh, và đồng thời là nó không có ảnh hưởng gì tới da, không bào mòn da, rồi không có da của mấy chị không bị bong tróc gì hết nha mấy chị nha, nó dưỡng ẩm luôn. Nên da của mấy chị xài body đã lắm, mấy chị em mà xài body ở bên em chế nào khen đấy đó, xài trắng nhanh ha. Body là đêm là 290 và body ngày là 280. Body ngày có thành phần chống nắng mấy chị ha. Còn body đêm á, đặc biệt là khi mà mấy chế ngủ á, da mấy chế cũng được nuôi dưỡng nha. Chế hỏi gì đây? Chế Nguyễn Phong Bằng hỏi gì đây? Cho con bú có xài được không Thảo? Chị có con bú chứ đừng có xài body. Chị có cho con bú chị xài phơi thôi nha. Tại vì em chỉ sợ là kem nó ảnh hưởng tới con á, khi mà lỡ may nó quẹt trúng người của chị á, con chị nó bám vào người á, xong lỡ may nó bị lếm trúng kem á thì nó không có tốt, chị Văn Bằng nha. Còn chị xài phơi không là ok ha, đừng xài body nha. Khi nào mà con lớn nó cai sữa rồi mình xài body cũng được nha, hoặc là mình biết kiêng á thì xài body được. Thì body là giá là 200, body đêm 290, body ngày 280 nha mấy chị. Thành phần thiên nhiên cho nên mấy chị an tâm về cái đồ an toàn, có phiếu bảo hành luôn nha mấy chị nhé. Đây, chị nào mà độ kích ứng của nó là 1/10.000, có nghĩa là 10.000 người mới có một người bị kích ứng thôi. Đó, đây là phiếu bảo hành. Nhưng mà chị nào mà bị kích ứng á thì có phiếu bảo hành này mới chị được đổi trả sản phẩm thoải mái nhé. Đây, đây là phiếu bảo hành của công ty ha, công ty Quinny nha mấy chị. Chị nào không biết về thương hiệu Quinny chụp lại cho em, xong rồi lên Google tra nha, sẽ biết được Quinny. Rồi tất cả các sản phẩm này á, đây hộp của nó nè mấy chị, là phơi đêm ha, được tặng kèm serum nha mấy chị, tặng kèm serum. Tất cả những sản phẩm này mấy chị chất vật, mấy chị chất vật trên cái mã vạch của nó đều ra hết mấy chị ha, chất mã vạch đều ra hết, tại vì là kem của công ty có thương hiệu và giấy phép lưu hành đàng hoàng nha mấy chị. Cho nên khi mấy chị chất mã vạch á đều ra hết, bất cứ sản phẩm nào của công ty Quinny đều ra hết nha mấy chị. Đó, cho nên mấy chị an tâm về độ an toàn và nguồn gốc của sản phẩm nha, an tâm về an toàn và nguồn gốc sản phẩm. Đây, được tặng kèm một chai serum như thế này, hộp này rất là đẹp, mấy chị có thể làm quà tặng được luôn nha, rất là ý nghĩa luôn á. Em cũng hay tặng người thân. Đây, đây là chai serum tặng kèm nha, serum mini. Serum thì xài như thế nào nhỉ?
serum này mấy chị xài nó đơn giản, đó là trước khi mấy chị thoa kem, mấy chị sẽ thấm một lượng serum lên trên da nha. Sau đó mình vụ nhẹ cho nó thấm vào da. Sau khi thấm vào da rồi mấy chị xức kem lên liền cho em luôn nha. Áo vàng hồi nãy em chốt rồi nha chị Thủy ơi. Chốt cho chị Thu Đen Nguyễn rồi nha em ơi. Thủy này là hôm bữa qua mình lấy hàng đúng không? Đúng rồi. Thủy bữa nào ghé chế nha. Rồi sau đó mình xức kem lên nha mấy chị. Serum lên sau đó mình xức kem lên nha. Đây kem đây. Đây là phi đêm mấy chị ha, phi đêm. Phi đêm thì hộp nó màu vàng. Còn phi ngày thì hộp nó màu trắng nha. Đó mấy chị xức lên. Hộp màu trắng và chất kem màu trắng. Còn phi đêm thì hộp màu vàng và chất kem của nó màu mỡ gà ha. Rồi sau đó mấy chị vụ nhẹ nha. Da mấy chị sẽ thấm đều và đồng thời da massage. Da được massage thì da của mấy chị sẽ lão hóa, chống lão hóa mấy chị. Cung cấp collagen và chống lão hóa cho nên mấy chị sẽ trẻ hóa làn da rất là lâu ha. Chị hỏi gì đây? Yến Nhi khi nào mới nhận được hàng à Yến Nhi? Ờ, Yến Nhi ở đâu anh? Sài Gòn hả? Yến Nhi hả? Ở tỉnh đó. Ở tỉnh thì tầm 4 đến 5 ngày. Còn ở Sài Gòn á thì ngày mai nhận được rồi nhé. Sài Gòn là ngày mai nhận được rồi mấy chị ha. Rồi chị nào mà da, ví dụ da mình trắng rồi, da mình trắng rồi á thì mình không muốn xài kem nữa thì mình dưỡng serum không được rồi mấy chị ha. Đây serum này, đây là một hộp serum ở bên công ty Tony nha. Chị nào mà không có muốn xài, không có muốn xài kem á, thấy da mình trắng rồi á, đó thì mình dùng serum cho em. Serum này có cả thành phần collagen dịch yến, cho nên khi mấy chị xài da mấy chị sẽ rất là căng bóng nha, căng bóng mịn màng luôn, rất là đã. Đây là bộ serum gồm 3 chai như thế này nha mấy chị, giá là 280, 3 chai mấy chị xài được khoảng gần 3 tháng ha. Có người xài được 3 tháng, người xài 2 tháng rưỡi ha mấy chị. Đó là ngày nào cũng sức hết nha mấy chị nha. Đó đối với da của chế nào mà trắng rồi, mịn rồi và không cần xài kem nữa mà mình muốn qua dưỡng thì mình dưỡng serum là ok rồi. À, nó sẽ duy trì cái độ căng bóng da và mịn da ha mấy chị. Đấm xíu mấy chị. Cho chị nám nha, gửi áo chị. Hôm nay rồi có có vi nữa không? Chị Nguyễn Văn Bằng ơi. Chị Nguyễn Văn Bằng lấy nám với lại toner là hai sản phẩm em sẽ free ship cho Nguyễn Văn Bằng nha. Chị Hằng Hà Nội á, lấy thêm toner rồi tức là được hai sản phẩm em sẽ free ship nha mấy chị. Còn chị nào mà mới một sản phẩm thì em vẫn cho bưu điện tính ship bình thường nha. Chị có kem trắng da body không? Có Thanh Hòa, chị mới test xong nè. Chị mới test body xong nè. Tay này tay chị test body nè, body ngày đêm nè. Nếu mà trắng nhanh thì cứ bôi body ngày đêm thôi ha. Đây là hộp body nha. Hộp body này tem mát đầy đủ mấy chị ha. Có chất mở vạch luôn mấy chị yên tâm. Có phiếu bảo hành luôn yên tâm nha. Đây. Bôi cái này chỉ cần bôi trước khi đi ngủ thôi là ok rồi. Còn chị nào mà ban ngày á, thì chị nào mà thường xuyên ra ngoài mà trời nắng á, thì mình mua body ngày nha. Nó sẽ dùng trắng vào ban ngày và đồng thời chống nắng cho mấy chị luôn. Cho nên mấy chị sẽ rất là nhanh trắng. Còn body đêm á thì nó sẽ dùng trắng chuyên sâu vào ban đêm khi mấy chị ngủ. Tức là khi mình ngủ da mình vừa được nuôi dưỡng mấy chị ha. Giá là 290, chỉ có 290 thôi mà tới 300g luôn là mấy chị xài được hơn 2 tháng á, 300g luôn mấy chị. Xài được rất là lâu ha. An toàn. Em ở Lâm Đồng mà váy bao nhiêu vậy á? Yến Nhi 95 mấy Yến Nhi ơi. Cái đầm ren hồi nãy Yến Nhi lấy có tặng có 95k à. Chỉ có 95k thôi ha. Ok, chị lấy nám thôi hả? Lấy nám thôi hả? Để em coi chị Nguyễn Văn Bằng có cái đồ gì em gửi chung không ta. Thì ngày mai em cho nhân viên alo cho chị nha chị Hằng. Mai em cho nhân viên alo ha, rồi bây giờ móp like đi. Còn chị nó muốn hỏi gì không nhắn tin hỏi em nha, hoặc là inbox hỏi em nha, inbox hỏi em. Rồi em đi em móp like nha chị. Còn chị nào nhắn cái gì nhắn vào inbox cho em đi. Cả serum mặt nữa mấy chị nhé. Có serum mặt nữa ha. Cho em một bộ phay nha. Mai ơi, bộ phay là gồm có serum mặt nè, rồi toner nè, rồi phay dưỡng dưỡng đêm với lại phay dưỡng ngày. Mai Lê có lấy hết không? Hết là 4, còn có 4 sản phẩm á. Serum mặt nè, toner nè, rồi phay đêm phay ngày nè, một bộ ha. Là cái gì mai chị cho nhân viên alo cho Mai Lê báo giá cho Mai Lê nha. Toner là 170, còn phay đêm á là giá của nó là 295, phay ngày là 285. Serum mặt là giá 185 nha. Cái gì mai chị cho nhân viên alo cho Mai Lê đi.
Rồi em offline nè mấy chị ơi, chúc mấy chị ngủ ngon nha. Ok chị. Ok ok Mai Lê ha. Nguyễn Kiều, ok Yến Nhi cho địa chỉ rồi. Ở xã Đai Lao, số nhà 364, Nguyễn Kiều, Hưng 62. Kiều ơi, Kiều Nhi, Yến Nhi ơi, Yến Nhi cho em thêm huyện đi. Không cho em huyện sao em gửi huyện với xã, không cho huyện xã sao mà gửi. Anh chị ngủ ngon nha. Ok, cảm ơn Simon Lê, chúc cả nhà ngủ ngon. Yến Nhi cho chị thêm huyện với huyện, huyện với lại xã, huyện với tỉnh nữa ha, huyện với tỉnh. Mới cho có 62 thôn 11 xã Đài Lao, số nhà 364 nè, thiếu mất hai thông tin rồi, thiếu huyện với tỉnh ha. Thôi em offline đi, cái gì xem mong cái gì Yến Nhi nhắn tin cho chị tiếp nha. Chúc mấy cả nhà mình ngủ ngon ha. Yêu mấy chị nhiều, cái tay.